Nhà Hán, một triều đại hưng thịnh bậc nhất lịch sử Trung Hoa, đến cuối thời Hán Hoàn Đế năm 167, đã chính thức đi vào con đường suy vong. Đến thời Hán Linh Đế, từ 168 đến 189, chính sự ngày càng hủ bại, tham quan nô lại nổi lên khắp nơi, đẩy nhân dân vào cảnh khốn cùng, lầm than. Thậm chí, để giải quyết tình trạng ngân khố cạn kiệt do tiêu xài phung phí, Linh Đế lại quyết định thi hành chính sách bán quan chức công khai. Thị trường mua quyền bán chức sôi động đến mức, tại một số địa phương, một số chức sắc còn được bán với giá gấp đôi giá tại triều đình. Thậm chí đến thăng quan tiến chức cũng phải mất số tiền tương đương với 1/3 giá quan chính thức của chính mình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa xuất hiện những quan lại phải từ chức vì không trả nổi tiền để mua chức quan của chính mình. Nhưng ai vẫn bám trụ lại được thì bị dồn vào thế buộc phải ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân để bù lại số tiền đã bỏ ra để mua chức, thay vì chăm lo chuyện chính sự phiền hà khiến đời sống nhân dân đã khó khăn, nay lại càng thêm phần bị áp bức nặng nề. Cái họa quan lại khiến sức chịu đựng của bách tính Trung Nguyên đã chạm đến giới hạn, sẵn sàng vùng lên, lật đổ thiên tử để tìm con đường sống. Bấy giờ, Trương Giác là một người biết y thuật, thường đi khắp nơi chữa bệnh không công cứu người. Sau này thấy mình đã tạo dựng được chút tiếng tăm, bèn lập Thái Bình giáo. Tín đồ đi theo có tới 36 vạn người. Cứ một vạn lập thành một phương, mỗi phương lại đặt ra một đại soái. Để tăng thêm thanh thế, Giác sai các tín đồ đi khắp nơi trong dân gian mà rêu rao khẩu hiệu: trời xanh đã mất, trời vàng nên dựng, đến năm Giáp Tý, thiên hạ tốt lành. Với trời xanh tượng trưng cho thiên tử nhà Hán và trời vàng chỉ Thái Bình giáo do Trương Giác sáng lập và giáo diết chuẩn bị cuộc khởi nghĩa vũ trang quy mô toàn quốc, hòng đồng loạt lật đổ chính quyền nhà Hán từ trung ương tới địa phương. Nhận thấy tại khu vực Ký Châu, triều đình ít canh giữ và theo dõi khu vực này hơn so với kinh thành Lạc Dương, lại nằm ở vị trí chiến lược thông từ cửa ngõ Lạc Dương lên phía Bắc Trung Hoa. Phía Nam có sông Hoàng Hà, phía Tây Bắc lại có Thái Hành Sơn làm rào chắn, dễ thủ khó công. Trương Giác quyết định chọn nơi đây làm chiến tuyến chính. Với quân phục, mỗi tín đồ chỉ lấy khăn chít vàng làm hiệu với ngụ ý: nhà Hán tượng trưng cho nguyên tố hỏa trong ngũ hành và hỏa sinh thổ. Bởi sau khi lửa cháy hết, toàn bộ chỉ còn lại tro và đất, và màu tượng trưng cho thổ là màu vàng. Cuộc khởi nghĩa được Trương Giác ấn định vào tháng 3 năm 184. Thế nhưng ngay trước khi quân khởi nghĩa tập hợp được đại quân về phía Nghiệp Thành, ngay trong hàng ngũ đã xuất hiện những kẻ phản bội báo cho nhà Hán trước về kế hoạch khởi nghĩa. Bị phản bội không rõ nguyên do, Trương Giác cùng hai em của mình là Trương Lương, Trương Bảo buộc phải phát động khởi nghĩa sớm hơn một tháng theo kế hoạch từ trước. Ban đầu, quân khởi nghĩa chủ yếu chỉ xuất hiện rải rác ở Cự Lộc, Ngân Xuyên, Nam Dương và một số địa phương nhỏ khác. Nhưng chưa đầy 10 ngày, các cuộc khởi nghĩa lớn hơn đã nhanh chóng nổ ra trên 28 quận, đánh phá các huyện đường, giết hại quan lại, cướp bóc khắp nơi. Lực lượng quân chủ lực hàng chục vạn người của Trương Giác thì hướng mũi tiến quân đến thẳng vào các địa phương là cửa ngõ phía Tây Bắc của Lạc Dương. Trước sức mạnh không ngờ của quân khởi nghĩa, Hán Linh Đế đành hạ lệnh xuống các quận huyện, cho phép các địa phương tự chiêu tập binh mã, sắm sửa vũ khí mà chống giặc, đồng thời lấy tiền bạc tích lũy bấy lâu trong ngân khố dùng vào việc chiêu mộ và khao thưởng binh sĩ. Về phía quân khởi nghĩa, sau khi đánh phá thành công một số vùng từ Nam Dương, Dĩnh Xuyên đến Nhữ Nam, lực lượng quân khởi nghĩa cũng bộc lộ một số nhược điểm cố hữu như hệ thống chỉ huy thiếu thống nhất, thường thực hiện các cuộc tấn công đơn lẻ và rất thiếu những chỉ huy có khả năng chỉ huy quân sự. Chính những hạn chế cố hữu của một cuộc khởi nghĩa nông dân như vậy cũng khiến quân khăn vàng không thể phát động được các đòn tấn công dứt điểm với quân triều đình, khiến nhà Hán dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tiến hành phản công. Trở lại với Triệu Hoán, sau khi cử Hà Tiến làm đại tướng quân, nhà Hán do Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn mỗi người lĩnh hơn 4 vạn đại quân, chưa tính số quân được chiêu mộ hoặc tiếp viện thêm sau này, đi chặn đánh các mũi tấn công của quân khăn vàng trên khắp các địa phương xung quanh kinh thành Lạc Dương. Ban đầu, quân Hán gặp bất lợi trong những trận giao tranh mở màn. Đến tháng 4, quân Chu Tuấn bị quân khởi nghĩa do Ba Tài đánh bại, phải rút lui đến chỗ Hoàng Phủ Tung. Trước số lượng đông đảo của quân khăn vàng, cánh quân triều đình dưới quyền Hoàng Phủ Tung cũng nhanh chóng phải rút lui về phía huyện Trường Hà, Dự Châu và bị bao vây từ mọi hướng. Trước hàng hàng lớp lớp quân khăn vàng đông như kiến cỏ, Hoàng Phổ Tung an ủi các tướng lĩnh: sử dụng binh pháp,
không phải cứ dựa vào số lượng quân. Sau đó nhân thấy ba tài phe địch cho quân dựng trại trên bãi cỏ khô. Hoàng Phổ Tung một mặt ra lệnh cho quân chuẩn bị đuốc ngay dưới chân thành, một mặt sai quân tinh nhuệ lẻn ra khỏi vòng vây, đốt lửa khắp xung quanh. Quân Khăn Vàng thấy lửa cháy dữ dội khắp nơi, nhất thời hoang mang. Hoàng Phổ Tung nhân đó cho quân lao ra đánh vỗ mặt quân Khăn Vàng. Gặp lúc Tào Tháo cũng đang dẫn một đội kỵ binh tinh nhuệ tới tiếp ứng. Hai bên hợp lực đánh tan quân Khăn Vàng, vừa đánh vừa truy sát, giết được vài vạn quân Khăn Vàng. Thuận đạt chiến thắng, Hoàng Phổ Tung tiếp tục đem quân truy kích ba tài từ quận Nhữ Nam đến đất Trần, lại giành được thắng lợi thu về ba quân. Trương Giác bấy giờ kiểm soát quá nửa vùng Hà Bắc, đánh nhau với Lư Thực. Đường lúc chưa rõ được thua thì bọn thái giám gièm pha với Hán Linh Đế. Hán Linh Đế tin là thật, bèn cử Đổng Trác đến thay Lư Thực, nhưng Đổng Trác vừa lên đã bị Trương Giác đánh cho thua liền mấy trận. Triều đình thấy vậy lại hạ lệnh cho Hoàng Phổ Tung đến đánh quân Khăn Vàng. Lúc này đang đóng ở Quảng Tông và nằm dưới quyền Trương Lương. Thầy Trương Giác vừa chết vì bạo bệnh. Nhân thấy quân Trương Lương tuy đông đảo nhưng vẫn sinh hoạt theo kiểu nông dân, ngày ngủ đêm thức. Hoàng Phổ Tung hạ lệnh giữ vững, hạn chế giao chiến. Đợi đến khi quân địch trễ nải, Hoàng Phổ Tung nhân đêm muộn điều quân, bí mật áp sát doanh trại quân Khăn Vàng. Đến rạng đông thì đồng loạt xông thẳng vào trại địch mà đánh, giết hơn 3 vạn quân địch. Số còn lại thì bị ngã xuống sông, chết vô số kể. Hoàng Phổ Tung thắng trận, đốt sạch xe cộ của quân Khăn Vàng, lại đào mộ Trương Giác lên mà xẻo thịt bằm thầy. Vào tháng 11, Hoàng Phổ Tung đánh với người em khác của Trương Giác là Trương Bảo. Trương Bảo lúc này chỉ huy đội quân mang tiếng có đến 10 vạn người, nhưng hầu hết là người thường dân chưa quen chiến đấu, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, hiển nhiên không thể là đối thủ của quân Hoàng Phổ Tung. Trương Bảo tử trận, toàn bộ 10 vạn quân Khăn Vàng chiến đấu đến cùng, kết cục tất cả đều bị bắt, bị giết toàn bộ, không trừ một ai. Toàn bộ xác chết của quân khởi nghĩa bị Hoàng Phổ Tung chất thành đống, gây khiếp đảm trong dân chúng. Đến đây, cuộc khởi nghĩa do Trương Giác phát động xem như đã bị dẹp yên. Hoàng Phổ Tung được thăng làm tả quân kỵ tướng quân, Châu Mục Ký Châu. Nhận thấy nhân dân Ký Châu sau chiến tranh lại thêm khôn đốn, đến mức đi đâu cũng nghe tiếng ca thán, thiên hạ loạn lạc, thành trì tan hoang, mẹ không che chở được con, vợ mất chồng, hoàng đế lại sống sung túc. Hoàng Phổ Tung bèn xin triều đình miễn 1 năm thuế cho dân Ký Châu để nuôi dưỡng người nghèo đói. Cuộc khởi nghĩa của Trương Giác có thể coi là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới xuất hiện một cuộc khởi nghĩa nông dân có chủ thuyết, hệ tư tưởng riêng, không như cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành, chỉ là cầm đầu hàng trăm vạn dân nghèo một chỗ rồi đi cướp bóc khắp nơi. Cũng không phải như cuộc khởi nghĩa Hồng Cân cuối thời Nguyên, do người dân bị bắt tập hợp lại làm lao dịch mà có cơ hội nổi lên đánh đuổi ngoại tộc. Quân khởi nghĩa Khăn Vàng chỉ có nhóm anh em nhà Trương Giác làm chủ lực ở Ký Châu, còn lại các cuộc khởi nghĩa tự phát ở các quận huyện, mỗi cánh quân có một chỉ huy riêng, không thống nhất. Vì vậy mặc dù không đánh bại được nhà Hán và mất đi lãnh tụ là anh em Trương Giác, nhưng các cánh quân Khăn Vàng còn lại vẫn hoạt động mạnh mẽ trên khắp lãnh thổ Trung Hoa. Nhiều nhân vật trong số đó như Dương Phụng, Hàn Tiêm, Hoàng Thiệu, Châu Thương còn gây ảnh hưởng lớn tới các thế lực quân phiệt cát cứ sau này. Riêng tại Hán Trung, mặc dù không xuất hiện quân Khăn Vàng, nhưng lại xuất hiện bọn Trương Tu, Lạc Diệu, Lập Đạo Ngũ Đấu Mễ, tức là ai muốn gia nhập hoặc chữa bệnh đều phải nộp trước 5 đấu gạo. Gọi Thái Bình Đạo của Trương Giác làm thầy, cầm gậy 9 đốt làm phép trúc, dạy người bệnh gõ đầu mà suy nghĩ lỗi lầm, nhân đó đem nước bùa cho uống. Người bị bệnh chọn ngày mà tự khỏi thì nói người đấy tin đạo, có người không khỏi thì nói là không tin đạo. Sau khi hay tin Trương Giác chết, Trương Tu cũng chết theo, Trương Lỗ cầm quyền tại đây thì lại tiếp tục duy trì đạo đó. Nhà Hán biết đó là chuyện sằng bậy, nhưng sức đã quá yếu. Hán Trung lại là vùng xa xôi nên chẳng đánh nữa, chỉ đánh Ban Lỗ làm trấn dân Trung lang tướng, lĩnh chức Hán Trung Thái Thú, yêu cầu nộp cống mà thôi. Từ đó, uy tín của nhà Hán bị giáng một đòn nặng nề. Hán Linh Đế cùng đám quan viên Trung ương không hối cải mà tiếp tục hưởng thụ, bóc lột nhân dân thậm tệ hơn trước. Sau đó, quân Khăn Vàng vẫn tiếp tục nổi dậy ở nhiều nơi, nhưng lực lượng đã quá nhỏ yếu và phân tán. Lại ở chủ yếu các vùng Uyển Thành, Ích Châu, Hán Trung, những vị trí quá xa với triều đình trung ương nhà Hán. Thế nhưng sau mối họa với triều đình nhà Hán chưa dừng lại ở đây. Đến mùa xuân năm 185, lợi dụng sự bất mãn đối với chính sách cai trị của nhà Hán đối với các tộc Đê, Khương, người Kim Thành là Biện Trương, Hàn Toại giết thứ sử, thái thú làm phản.
quân Đông đến hơn 10 vạn người ra sức đánh phá các quận quanh Trường An. Trước tình thế nguy ngập, triều đình liền điều Hoàng Phủ Tung từ Ký Châu đến đánh nhau với Hàn Toại. Quân Hàn Toại sử dụng phần nhiều là người Đê Khương, lại toàn dùng vũ khí là mâu dài nên rất tinh nhuệ. Hoàng Phủ Tung đánh mấy trận không thắng được, xong lại bị bọn hoạn quan trong triều vu khống đến mức bị cách chức. Triều đình lại sai trung lang tướng là Đổng Trác, là bại tướng dưới tay quân Khăn Vàng, điều quân đến chống nhau với Hàn Toại. Vào tháng 11, một thiên thạch rơi vào trại quân Tây Lương khiến binh lính thất kinh. Đổng Trác nhân cơ hội tấn công bất ngờ và đánh bại quân nổi dậy, buộc chúng phải rút vào Vu Trung gần Lan Châu ngày nay ở huyện Tấn Thành. Nhân đà chiến thắng, Trường Ôn mới được nhà Hán cử làm xa kỵ tướng quân, phải đến đánh quân Lương Châu, sai Chu Thận và Tôn Kiên mang 3 vạn quân đi truy kích. Chu Thận mang quân tấn công thành Vu Trung, Hàn Toại và Biện Trương cố sức phòng thủ. Tôn Kiên khuyên Chu Thận dùng kỳ binh cắt đứt đường vận lương của Hàn Toại và Biện Trương, nhưng Chu Thận không nghe, cố dốc sức đánh thành. Hàn Toại và Biện Trương thấy vậy, liền điều quân lẻn ra ngoài đánh chặn, cắt đứt ngược lại đường vận lương của Chu Thận. Quân Chu Thận rối loạn, Hàn Toại và Biện Trương thừa cơ phản công đánh cho Chu Thận đại bại. Hàn Toại lại điều thêm vài vạn quân tinh nhuệ người Khương vây hãm Đổng Trác tại Vong Viên Hiệp Bắc. Thấy quân Lương Châu vây rất ngặt, quân doanh sắp nguy cấp vì thiếu lương, Trác bèn nảy ra kế. Đầu tiên ra vẻ muốn đánh cá, cho đắp một cái đập để ngăn nước lại thành ao, khiến nước đọng mấy chục dặm, lại lẳng lặng lần theo đập đất ấy, vượt qua quân bên kia rồi tháo đập nước. Lúc quân Khương hồ hay tin liền đuổi theo thì gặp nước quá sâu không qua được. Bấy giờ sau cánh quân ở trên Lũng Tây thì 5 cánh quân bại trận. Minh quân của Đổng Trác được toàn vẹn trở về, đóng ở Phủ Phòng. Trác được bổ nhiệm làm tiền tướng quân, phòng tước Hương Hầu, rồi được vời về làm Tinh Châu Mục. Bấy giờ quân Lương Châu đại thắng, Hàn Toại thấy các thủ lĩnh khác bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, bèn lập mưu giết sạch, tự mình cai quản quân đội Lương Châu. Đến năm 188, Hàn Toại sau khi được Mã Đằng trợ giúp, đã tự tin đem quân quay lại tấn công Trần Thương là cửa ngõ thành Trường An. Triều đình lại sai Hoàng Phủ Tung và Đổng Trác, mỗi người dẫn 2 vạn quân đến nghênh chiến. Vừa đến nơi, Đổng Trác đã thúc giục Hoàng Phủ Tung lập tức giải vây, nhưng Tung không đồng ý vì tin rằng thành Trần Thương rất vững chãi, quân Lương Châu nhất thời chưa thể xâm phạm được. Hai bên chống nhau đến mùa xuân năm 189. Nhân thấy quân Lương Châu bắt đầu mỏi mệt, bất chấp lời can không nên ra đánh của Đổng Trác, Hoàng Phủ Tung một mình dẫn quân ra tấn công. Quân Lương Châu thua to, thiệt hại đến hàng vạn người. Từ đó, Đổng Trác căm hận Hoàng Phủ Tung và tìm cách hãm hại. Sau thất bại tại Trần Thương, các thủ lĩnh quân Lương Châu vốn chỉ tập hợp được từ các bộ tộc tạm thời gác lại chuyện đánh Trường An, mà quay sang đánh giết lẫn nhau. Triều đình Trung ương cũng từ bỏ tham vọng khôi phục quyền thống trị tại Lương Châu mà chỉ cốt giữ thế phòng ngự. Trở lại với triều đình Lạc Dương, Hán Linh Đế vừa qua đời, thái tử mới lên đã phải vừa chịu cảnh bọn hoạn quan lộng hành cùng Vĩnh Lạc Thái Hậu cấu kết trục lợi. Đến tháng 8 năm 189, đại tướng quân Hà Tiến cùng Viên Thiệu mưu giết bọn hoạn quan, mời cả Đổng Trác vào triều nhằm tạo uy hiếp với Thái Hậu. Tin đến Tào Tháo, lúc này được cử làm điển quân hiệu úy, nhưng Tào Tháo không theo, chỉ cười rằng quan hoạn xưa nay có bao giờ không có, chẳng qua gần đây các vua cho chúng nhiều quyền hành, ân huệ quá mới nên nỗi. Muốn trị bọn này, cứ giết mấy tên đầu sỏ, chỉ cần một viên ngục quan là đủ, cần gì phải gọi đến các tướng bên ngoài. Bằng như muốn giết sạch bọn này, việc thế nào cũng lộ ra, tôi nghĩ là sẽ thất bại. Quả nhiên, Đổng Trác chưa đến, Tiến đã bị tên Trung Thường Thị Đoàn Khuê giả truyền lệnh Thái Hậu mà giết chết. Thiệu thấy vậy bèn sai quân vào cung giết sạch bọn hoạn quan. Quân Thiệu chém giết bậy bạ làm liên lụy đến cả người Lương Thiện. Đến khi Đổng Trác đến thì thấy sự đã rồi, bèn nhân cơ hội muốn thâu đoạt triều chính. Một mặt hắn sai người ra Bắc Mang đón Thiếu Đế và Trần Lưu Vương về, một mặt gọi Viên Thiệu đến bàn chuyện phế đế, lập người em của vua là Trần Lưu Vương khi đó mới 9 tuổi. Viên Thiệu không đáp, vác ngang đao, vái chào Trác rồi bỏ lên mạn Hà Bắc. Thiệu đi rồi, trong triều lúc này chỉ còn chấp Kim Ngô Đinh Nguyên, còn có ý chống Trác. Trác lại sai lão bố giết luôn Đinh Nguyên, thâu tóm binh sĩ. Vì vậy trong triều không còn ai đủ sức đương đầu với Trác. Trác nắm luôn toàn bộ binh quyền kinh đô. Lấy cớ hoàng đế lười biếng khinh nhờn, vấy bẩn tông miếu, ngày 30 tháng 8, Đổng Trác phế Hán Thiếu Đế, đưa Lưu Hiệp lên ngôi, tức Hán Hiến Đế. Trác nhận phong làm tướng quốc, tước Mị Hầu. Từ đó sinh ra thói tàn nhẫn bất nhân, gian hoạn với cung nhân, tỳ thiếp,
giết chóc bất kỳ ai không vừa mắt từ quan lại đến dân chúng. Đỉnh điểm là một lần Trác phái quân đến Dương Thành, đương đến ngày sát tháng 2, dân các nơi kéo về miếu thổ địa, tất cả nam nhân đều bị lính của Trác bắt đem ra chặt đầu, đóng lên xe trâu, lại cho chở hết phụ nữ cùng với tài vật về, đem các đầu bị chặt buộc ở càng và trục xe, các xe nối càng nhau quay trở về Lạc Dương. Kêu rằng đánh giặc đại thắng, mọi người hô vang vạn tuế, rồi cho mở cổng thành, thiêu đốt hết các đầu ấy, đem phụ nữ cho binh lính làm tỳ thiếp. Lại nói về Viên Thiệu, sau khi rời triều đình đến Ký Châu thì mưu đánh Trác, sai Kiều Mạo gửi thư cho các châu quận, kể ra tội ác của Trác, nói rằng bị bức bách không thể tự cứu nổi, ngóng đợi nghĩa binh cứu quốc gia qua cơn hoạn nạn. Trong triều có bọn thị trung Chu Bí, thành môn hiệu úy Ngũ Quỳnh, nghị lang Hà Ngung đều là kẻ sĩ nổi danh. Trác tin họ, nhưng họ ngầm giúp Thiệu, bèn khuyên Trác rằng phế lập là việc lớn, không phải là việc người thường bàn đến. Thiệu không biết việc lớn, sợ hãi mà chạy ra, đấy là chẳng có chí khác vậy. Này nếu vội bắt hắn thì hắn tất gây biến. Họ Viên tạo ơn bốn đời, quan lại tân khách quen biết có khắp ở thiên hạ. Nếu họ thu Hào Kiệt để tụ dân chúng thì anh hùng nhân đó mà nổi lên, lúc ấy ngài chẳng có miền sơn đồng nữa. Không bằng tha cho hắn, bái là một viên quận thú, vậy thì Thiệu mừng vì được tha tội, tất chẳng lo nữa. Chắc cho là phải, bèn bái Thiệu làm Bột Hải thái thú, phong làm Kháng Hương hầu. Thiệu nhân đó chiêu mộ thêm quân ở Bột Hải, tự hiệu làm Sa Kỵ tướng quân, cùng theo về đánh đồng Trác với Thiệu quan có: thứ nhất, Hổ Bôn Trung Lang tướng, hậu tướng quân Viên Thuật, là em họ Thiệu, thấy Thiệu khởi binh bèn đem quân giúp sức. Thứ hai là Ký Châu Mục, là Hàn Phức. Thứ ba, Dự Châu Thứ Sử Khổng Du. Thứ tư, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại. Thứ năm, Hà Nội thái thú Vương Khuông. Thứ sáu, Trần Lưu thái thú Khương Mạc cùng với Tào Tháo sau khi trốn khỏi triều đình thì đến Trần Lưu bán hết gia sản, mộ binh cùng đánh đồng Trác. Lúc đó Vệ Từ là Hiếu Liêm của Trần Lưu cũng đem gia tài ra giúp thái tổ mộ quân, mộ được tận 5.000 người. Thứ bảy, Đông Quận thái thú Kiều Mạo. Thứ tám, Sơn Dương thái thú Viên Di. Thứ chín, Tế Bắc quốc tướng Bảo Tín. Cả 10 lộ chư hầu thời bấy giờ đồng loạt khởi binh, sĩ tốt mỗi đạo đều có tới vài vạn người, suy tôn Viên Thiệu làm Minh Chủ, Tào Tháo làm Phấn Vũ tướng quân. Trong đám ấy thì bọn Hàn Phức, Lưu Đại, Trương Mạc đều là do mấy người thượng thư Chu Bí, thành môn hiệu úy Ngũ Quỳnh trọng dụng mà tiến cử về Trác, cho họ ra làm tướng cai quản các châu quận, nhưng giờ lại hợp binh cùng chư hầu đánh. Đồng Trác thấy vậy bèn chém luôn hai người họ. Viên Thuật lại dâng biểu xin lấy Tôn Kiên làm Phá Lốt tướng quân, lĩnh chức Duyện Châu Thứ Sử, rồi luyện quân ở thành Lỗ Dương. Lúc ấy đem quân đánh Trác. Trác thấy Kiên mới đến, sai mấy vạn quân bộ kỵ đánh chặn Tôn Kiên thị uy. Mấy chục quân khinh kỵ đến trước, Kiên thấy vậy vẫn ung dung uống rượu cười nói, sai thuộc hạ sửa sang thế trận chứ không đánh bừa. Quân kỵ theo sau thêm dần, Kiên vẫn thong thả rời chỗ ngồi dẫn quân vào thành. Quân đồng Trác thấy Tôn Kiên trị quân rất nghiêm, tuyệt nhiên không có sơ suất nên chưa dám đánh vội mà chỉ thay phiên nhau bao vây quấy phá. Tôn Kiên thấy quân đồng Trác dũng mãnh liền nghĩ ra một kế. Ông ra lệnh cho viên tướng thân cận của mình là Tổ Mậu đội loại khăn len đỏ thường ngày mình dùng vào rồi ra dụ Trác. Quân Trác thấy vậy tranh nhau đuổi theo Mậu. Mậu chạy lựa chỗ vắng, lấy khăn treo lên giữa cây cột cháy giữa gò đất rồi nấp trong đống cỏ. Quân kỵ của Trác từ xa thấy, vây quanh mấy vòng, đến gần thấy là cây cột bèn bỏ đi. Kiên nhân đó đem quân ra đánh, phá được vòng vây, chạy về huyện Lương. Sau thu lại binh sĩ, đánh ở Dương Nhân, chém được tướng của Trác là Hoa Hùng. Đồng Trác e sợ sức mạnh của Kiên, lại sai tướng là bọn Lý Thôi đến xin hòa thân, sắp đặt con em của Kiên giữ chức thứ sử, quận thú, hứa sẽ dâng biểu xin dùng họ. Kiên nổi giận, Trác trái trời vô đạo, làm đổ nhà vua, này không giết ba họ nhà ngươi, treo đầu cho bốn cõi biết, thì tắt chết không nhắm được mắt, há lại cùng ngươi hòa thân ư? Lại đem quân đến Đại Cốc, cách Lạc Dương 90 dặm. Đồng Trác thấy vậy đốt cháy Lạc Dương, đem thiên tử rời về Trường An. Kiên bèn đi trước đến đất Lạc, sửa các lăng mộ, san bằng các chướng ngại mà Trác đào lên. Viên Thiệu tập trung quân ở Hà Nội, bọn Trương Mạc, Lưu Đại, Kiều Mạo, Viên Di đóng quân ở Toàn Tảo, Viên Thuật đóng binh ở Nam Dương, Khổng Du đóng quân ở Dĩnh Xuyên, Phức vẫn ở huyện Nghiệp. Binh lực của Trác rất mạnh, quân Viên Thiệu cùng chư hầu bề ngoài thì hổ báo, nhưng chẳng ai dám tiến đến đánh trước.
Tào Tháo thấy vậy chỉ ngao ngán mà tự dẫn quân về phía Tây đánh chiếm Thành Cao. Kiều Mạo thấy thế liền sai tướng của mình là Vệ Tư cầm một cánh quân đi theo Tào Tháo. Đến sông Biện Hà ở Huỳnh Dương, gặp tướng của Trác là Tử Vinh. Hai bên đánh nhau mấy trận liền, quân Tào Tháo, Vệ Tư đều gặp bất lợi, sĩ tốt chết và bị thương rất nhiều. Tào Tháo không may bị trúng tên, còn ngựa đang cưỡi bị thương. Người em họ Tào Tháo là Tào Hồng nhường ngựa của mình cho Tào Tháo. Đêm ấy, Tào Tháo trốn thoát được. Vinh thấy quân chư hầu bất lợi nhưng Toan Tảo nhất thời chưa thể phá được, đành dẫn quân quay về. Tào Tháo bị thương chạy về Toan Tảo, thấy chư quân binh lực đông đến hơn vài chục vạn người, nhưng chỉ ngày ngày tụ họp uống rượu, chẳng có ý đồ tiến thủ gì, thì trở nên tức giận, kêu gào đám chư hầu ra đánh Trác, nhưng chẳng ai chịu nghe, vẫn điềm nhiên tiệc rượu. Táo thấy thế mình thế cô, đành cùng bọn hạ hầu đôn đến Dương Châu, Duyện Châu mộ binh. Thứ sử Trần Ôn, đan dương thái thú Chu Hân giúp cho số quân hơn 4.000 người. Tào Tháo quay về đến Long Kháng, số đông sĩ tốt làm phản, đang đêm đốt trướng của Tào Tháo. Tháo vung kiếm giết mấy chục người, đám còn lại đều bỏ chạy nháo nhào, trốn khỏi quân danh. Đám quân sĩ không làm phản chỉ có 500 người. Bấy giờ các quận vùng Quan Đông đều tự nổi dậy, giấy binh đến chục vạn người đều tụ tập ở Huỳnh Dương và Hà Nội. Viên Thiệu sai người cối kê là Chu Ngung làm Dự Châu thứ sử đến đánh chiếm lấy đất. Tôn Kiên nghe xong tin, thấy các lộ chư hầu ban đầu nêu danh nghĩa cùng nhau đánh đồng Trác, nhưng đánh Trác ở đâu thì chẳng thấy, chỉ thấy đánh lẫn nhau là giỏi nên cũng ngán ngẩm. Về phía Viên Thuật, lúc này đang sai Tôn Kiên đóng đồn ở Dương Thành chống đồng Trác, Thiệu lại sai Chu Ngang đánh lấy đất ấy. Thuật sai Việt cùng Tôn Kiên đánh ngang nhưng không thắng, Việt lại bị tên Lạc đâm trúng mà chết. Toản Dẫn nói, em ta chết, họa này do ở Thiệu, bèn đem quân ra đóng ở bên sông Bàn Hà, sắp đến trả thù Thiệu. Thiệu sợ, lấy ấn thái thú Bột Hải của mình đem trao cho em họ là Phạm, sai đến quận, muốn dựa giúp nhau. Phạm bèn đem quân Bột Hải đến giúp Toản, phá tan tàn dư quân Khăn Vàng vùng Thanh Châu, Từ Châu, thế quân thêm mạnh. Đến năm 191, sau khi được Viên Thuật sai đến Kinh Châu đánh Lưu Biểu, Biểu đóng cửa thành không đánh. Tướng của Lưu Biểu là Lữ Công đem quân men núi đến chỗ Kiên, Kiên đem kinh kỵ theo núi đánh Công. Quân của Công ném đá xuống, trúng đầu Kiên, Kiên bị vỡ đầu, lòi cả não ra mà chết. Khi này Kiên mới 37 tuổi. Ngay trong hai lộ quân khác, ngay trong đám chư hầu là Kiều Mạo và Lưu Đại cũng lại đem quân đánh lẫn nhau. Lưu Đại giết được Kiều Mạo, lấy Vương Lăng lĩnh chức Đông Quận Thái Thú. Vương Lăng vừa lĩnh chức Thái Thú thì bọn giặc Hắc Sơn là Vu Độc, Bạch Nhiễu, Tùy Cố cùng bộ hạ hơn 10 vạn người nổi dậy đánh phá Ngụy quân, Đông quận. Vương Lăng không chống cự nổi. Tào Tháo dẫn quân đến Đông quận, phá quân Bạch Nhiễu ở Bộc Dương. Viên Thiệu bèn dâng biểu xin Tào Tháo làm Đông quận thái thú, giữ Đồng Vũ Dương. Thấy Bạch Nhiễu thua, Vu Độc nhân lúc Tào Tháo rời sang Đốn Khâu, tự mình đem quân tấn công Đồng Vũ Dương. Tào Tháo bèn dẫn quân về phía Tây tiến đánh thẳng vào căn cứ của Độc trên núi, đánh tan quân giặc. Bảo Tín lại mời Tào Tháo làm Duyện Châu mục, cùng Tín đem quân tấn công tàn dư giặc Khăn Vàng ở phía Đông Thọ Trương. Tào Tháo đích thân dẫn hơn 1.000 quân kỵ bộ đến xem xét chiến trường, tiến vào trại giặc đánh nhau, bị chết mất 200 người nên lui về. Quân Khăn Vàng lại tiến quân đánh thắng Tào Tháo liên tiếp. Bảo Tín đánh nhau đến cùng bị địch giết chết. Tháo bây giờ chỉ còn ít lính cũ, lính mới thì chưa được huấn luyện. Tào Tháo mặc giáp đội mũ sắt, đích thân tuần tra tướng sĩ, khuyên nhủ thưởng phạt công minh. Quân chúng nhờ thế phấn chấn lên, theo lệnh hàng hải tấn công, đẩy lùi quân Khăn Vàng. Sau khi Tào Tháo đặt phục binh, thắng thêm trận nữa, truy đuổi quân Khăn Vàng đến trận Tế Bắc. Quân Khăn Vàng thế cùng đành phải đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo thu hàng được 30 vạn quân, lại chọn lấy những quân tinh nhuệ gọi là Thanh Châu quân. Về phía Minh Chủ Viên Thiệu lúc này lại đang bàn mưu với Hàn Phức định lập U Châu Mục Lưu Ngu làm hoàng đế. Phức nghe theo, sai sứ giả đem thư đến chỗ Ngu. Ngu không dám nhận. Sau đó Phức đem quân đến huyện An Bình thì bị Công Tôn Toản tấn công, đánh bại Phức. Toản bèn dẫn quân vào Ký Châu, mượn danh là đánh Trác, nhưng trong là muốn đánh úp Phức. Do đó Phức không dám huy động toàn quân đến giúp Thiệu. Lúc này gặp lúc Trác sang phía Tây vào cửa quan, Thiệu đang đem quân về đóng ở Diên Tân. Nhân lúc Phức yếu thế, bèn sai người đến kêu gọi Phức nhường Ký Châu cho Thiệu. Phức nghĩ mình chẳng qua cũng là quan thuộc cũ của họ Viên, mà tài cán cũng không bằng Viên Thiệu, nên đành sai con đem ấn Ký Châu Mục đến dâng cho Thiệu. Thiệu lĩnh chức Ký Châu Mục từ đó. Viên Thuật vốn ghét Viên Thiệu từ trước,
Thấy Thiệu mạnh lên, bèn xuôi công Tôn Toản đánh Thiệu. Toản phái Lưu Bị đóng ở Cao Đường, Thiền Kinh đóng ở Bình Nguyên, Đào Nguyên, Đào Khiêm đóng ở Phát Cán, ăn đánh úp Thiệu. Tào cùng viên Thiệu hợp lực đánh lại, phá tan ba cánh quân. Trong khi các cánh quân chư hầu tiếp tục đánh giết lẫn nhau, thì trong kinh thành, Tư đồ Vương Doãn nhân Lã Bố là người cùng châu quận lại rất tráng kiện, nên đãi Bố rất hậu. Về sau, Bố đến chỗ Doãn, giải bày việc Trác có lần định giết mình. Bấy giờ Doãn và quan phó xạ Tôn Thụy đang ngầm mưu diệt Trác, nên yêu cầu Bố làm nội ứng. Bố nói, nhưng có cái tình cha con thì ta phải làm thế nào? Doãn nói, ngài là họ Lã, vốn chẳng phải là cốt nhục. Nay vừa lo cái chết chẳng xong, sao bảo là có tình cha con? Bố nghe theo, đến tháng 4 âm lịch năm 192 thì tự cầm dao vào giết độc Trác. Bố từ sau khi giết Trác, căm ghét người Lương Châu. Người Lương Châu đều oán giận. Tướng của Trác là Lý Thôi, Quách Dĩ dẫn quân vào thành giết Doãn và đánh nhau với Lão Bố. Bố thua, theo lối Vũ Quan bỏ chạy đến chỗ Viên Thuật. Thuật ghét bỏ Bố là kẻ phản phúc, cự tuyệt không thù dụng. Bố về Bắc đến chỗ Thiệu. Thiệu cùng Bố đánh bại Trương Yến ở Thường Sơn, nhưng tướng sĩ lại hay cướp bóc. Thiệu ghét nên sai người đang đêm giết Bố nhưng không thành. Bố chạy về Hà Nội. Sau Viên Thuật lại bị Kinh Châu Mục Lưu Biểu cắt đường tiếp vận. Thuật dẫn quân đến Trần Lưu đóng ở Phong Khâu, xong lại bị Tào Tháo đem quân đến đánh. Thuật thua to rút lui về Phong Khâu, lại bị Tào Tháo vây lần nữa. Thuật buộc phải chạy đến Cửu Giang giết Dương Châu thứ sử là Trần Ôn lĩnh châu ấy. Bọn Lý Thôi Quách Dĩ thì sau chiếm hết việc triều đình lại quay sang đánh giết lẫn nhau. Binh sĩ chán ghét mà bỏ đi gần hết. Hàn Yên Đế nhân cơ hội Lý Thôi không để ý. Đến tháng 7 năm 196 thì cùng đám Dương Phụng, Hàn Tiêm và các quan đại thần quay về Lạc Dương. Trên đường đi thỉnh thoảng còn bị truy đuổi. Tào Tháo bấy giờ đã làm chủ Duyện Châu, thù dụng tàn dư quân khăn vàng còn sót lại có đến hàng triệu người, thiết lập chế độ đồn điền nên thế cực lớn. Nhân thấy Hàn Hiên Đế trên đường quay trở về Lạc Dương, bèn sai Tào Hồng dẫn quân đi đón, nhưng gặp vệ tướng quân Đổng Thừa cùng tướng của Viên Thuật là Trường Nô dựa thế hiểm đánh chặn nên Hồng không tiến được. Tào Tháo đành phải tự mình đến Lạc Dương, được Hàn Hiên Đế phong cho Tiết Việt, Lục Thượng Thư Sự sau phong thêm cho Tháo làm đại tướng quân. Hộ Tống Hiên Đế rời đô về Hứa Xương. Từ đó Tháo nảy sinh ý định nắm thiên tử lệnh trừ Hầu. Từ đó mối đe dọa phản loạn tới triều đình nhà Hán không còn, nhưng lại mở ra thời kỳ Tào Tháo mượn danh thiên tử lệnh trừ Hầu. Sau loạn Đổng Trác rồi đến Lý Thôi, Quách Dĩ, quyền thống trị của triều đình nhà Hán trên thực tế đã đến hồi kết. Bọn châu mục, quận thú nổi lên đem quân vây thành, chiếm đất khắp nơi, khiến nhân dân oán thán. Nhưng may thay, trong đám quân hùng bấy giờ cũng bắt đầu xuất hiện những kẻ mang trong mình tham vọng nhất thống thiên hạ, gây dựng lại cơ đồ, lưu danh sử sách. Trong số đó phải kể đến những thế lực hùng mạnh nhất, bao gồm Viên Thiệu ở Ký Châu, Tào Tháo ở Duyện Châu, Công Tôn Toản ở U Châu, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Đào Khiêm ở Từ Châu, Viên Thuật ở Nam Dương, Lưu Trương ở Ích Châu và bọn Mã Đằng, Hàn Toại ở Lương Châu. Trong số đó, duy chỉ có Tào Tháo được xem là kẻ có mưu lược hơn người. Trước kia nhờ hăng hái chiến đấu trong cuộc chiến giữa Liên minh Chư Hầu với Đổng Trác mà được bọn Trần Cung, Bào Tín đón về làm Duyện Châu Mục. Sau lại cùng Bào Tín đem quân đánh nhau với giặc Khăn Vàng ở Đông Thọ Dương, Bào Tín đánh nhau hăng hái mà chết trận. Tào Tháo cũng bị quân Khăn Vàng đánh cho tơi tả đến mức chỉ còn ít binh lính mới mộ chưa qua thao luyện. Nhưng Tào Tháo lại đứng ra đích thân tuần tra, khuyên nhủ, thưởng phạt công minh cho binh lính. Nhờ thế mà Tào Tháo dần đảo ngược được tình thế, phản công lại quân Khăn Vàng rồi đuổi đánh chúng đến tận Tây Bắc. Lại gặp đúng mùa đông đang đến, giặc túng quá đành xin hàng. Cả nam và nữ có đến hơn 30 vạn người. Tào Tháo thu hàng chúng xong, lại chọn lấy những quân tinh nhuệ trong số đó, gọi là Thanh Châu Bình. Thắng trận xong, Tào Tháo lại cho người tìm thi thể Bào Tín, nhưng không được, bèn khắc hình hai tín bằng gỗ, lập đài khóc tế. Thấy Tào Tháo có tình nghĩa với người chết trận vì mình như vậy, các danh sĩ thi nhau kéo về dưới trướng, khiến thế lực Tào Tháo ngày càng thêm mạnh. Nghĩ đến người cha là Tào Tung lúc này ở huyện Hoa, quận Thái Sơn, Tào Tháo liền sai Thái Thú Thái Sơn là Ung Thiệu đến đón về Duyện Châu. Nhưng quân Thiệu chưa kịp đến, Đào Khiêm đã mật sai hơn ngàn quân kỵ đến bắt. Người nhà Tào Tung đang đợi Thiệu nên không phòng bị giết cả. Khiêm lại nhân có người hạ bì là Khuyết Tuyên
tụ tập binh mã hơn ngàn người nổi dậy, tự xưng là thiên tử. Đào Khiêm đem quân đến hợp tác cùng Khuyết Tuyên đánh chiếm các huyện Hòa, Thái Sơn và Nhiệm Thành. Xong việc, Khiêm lại giết Tuyên rồi cướp lấy quân của hắn. Tào Tháo thấy vậy thì giận lắm. Đến mùa xuân năm 194 thì đem quân đến đánh Từ Châu, hạ được 10 thành rồi đánh bại quân Khiêm ở Bành Thành, giết chết hàng vạn quân. Đào Khiêm thấy đánh không lại với Tào Tháo bèn sai sứ đến cầu cứu khắp nơi. Công Tôn Toản cũng đang bận đánh nhau với Viên Thiệu nên chỉ có Điền Khải và Lưu Bị, cả hai lúc này đang đóng quân ở phía đông đất Tề, đến cứu Khiêm. Dù quân Lưu Bị chỉ có hơn ngàn người cùng một đám kỵ binh người tộc Ô Hoàn ở U Châu, nhưng Đào Khiêm biết Lưu Bị đến thì mừng thầm. Khiêm lúc này cũng đang ốm nặng, mới bảo với quan biệt giá là Mi Trúc rằng phi Lưu Bị chẳng thể giữ yên được châu này vậy. Lưu Bị tự là Huyền Đức, người ở Trác huyện thuộc Trác quận, vốn là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Thắng, là con của Hán Cảnh Đế. Lưu Bị mồ côi từ nhỏ, cùng với mẹ đan giày dệt chiếu đem bán làm kế sinh nhai. Năm 15 tuổi được mẹ gửi đi học, thế nhưng Bị rất không thích đọc sách, chỉ khoái chó ngựa, hát sướng, quần áo đẹp và thích kết giao với kẻ hào kiệt, được nhiều người trẻ tuổi vây quanh. Bọn đại thương nhân người Trung Sơn là Trương Thế Bình, Tô Song gom được ngàn nén vàng đi buôn ngựa khắp vùng Trác quận. Thấy Lưu Bị khác thường, bèn giúp cho Lưu Bị rất nhiều kim ngân tài vật. Nhờ thế, Lưu Bị tập hợp một số quân lính. Cuối đời Linh Đế, quân Khăn Vàng nổi dậy, các châu quận đều cất nghĩa binh. Lưu Bị dẫn bộ thuộc hạ theo quan hiệu úy Châu Tĩnh đánh dẹp giặc Khăn Vàng có công, được thăng làm huyện úy An Hỷ. Sau này triều đình có chiếu thư xuống các châu quận rằng những người có quân công được làm trưởng lại đều bị sa thải. Bị ngờ rằng mình ở trong đám ấy, Viên Đốc Bưu đến huyện đương nhiên sẽ phái người gọi Bị tới. Bị cũng biết việc ấy, lại nghe tin tên này đang nghỉ ở quán dịch, Bị liền đến xin ra mắt. Đốc Bưu lấy cớ có bệnh không cho Bị tiếp kiến. Bị nổi giận liền xông vào trói Viên Đốc Bưu lại, lôi ra khỏi quán dịch, cởi dây thắt lưng ra, trói cổ Viên Đốc Bưu, cột vào gốc cây, đánh cho hơn trăm trượng, dọa giết. Hắn phải van xin, Bị mới phóng thích đuổi đi. Không lâu sau đó, đại tướng quân Hà Tiến phái đô úy Quán Khâu Nghị đến Đan Dương mộ binh. Lưu Bị cũng đi theo, đến Hạ Bì gặp giặc. Bị gắng sức chiến đấu có công, được phong làm hạ mật thừa. Rồi lại bỏ chức quan, sau được làm chức úy ở huyện Cao Đường. Đến cuối đời Linh Đế, Bị cùng với Tào Tháo quay về nước Bái chiêu mộ quần chúng. Khi Linh Đế băng hà, thiên hạ đại loạn, Bị cũng khởi binh theo đánh Đổng Trác. Lưu Bị bị giặc phá, vội chạy đến chỗ bạn thân cũ là Trung Lang tướng Công Tôn Toản. Toản dâng biểu xin cho làm biệt bộ tử mã, sai Bị giúp thứ sử Thanh Châu là Điền Khải chống cự Ký Châu Mục Viên Thiệu. Bị mấy lần lập chiến công, được tạm giữ chức Bình Nguyên lệnh, sau lĩnh chức Bình Nguyên tướng. Trở lại Từ Châu, Lưu Bị đến nơi thì được Khiêm cấp thêm 4.000 quân ở Đan Dương, rồi cùng Tào báo tiến quân, toàn tập kích bắt Tào Tháo. Tháo đánh tan quân hai người, quân Tào đi đến đâu, đánh giết tàn hoàng đến đấy. Trương Mạc, Trần Cung thấy vậy không phục, liền đón lã bố về, cùng nhau đánh phá hậu phương Tào Tháo. Các quận huyện đều bị hạ, duy chỉ có Tuân Úc, Trình Dục giữ Quyên Thành, Đông Ngà cố thủ. Tào Tháo bèn dẫn quân về, bố kéo quân đánh Quyên Thành nhưng không hạ được, bèn kéo quân về phía tây đóng ở Bộc Dương. Tào Tháo đang đà chiến thắng lại buộc phải quay về, thấy bố chiếm được gần một châu nhưng lại không biết giữ Đông Bình, cách đường Cang Phụ, Thái Sơn chiếm lấy những nơi hiểm yếu để ngăn mình, thì cho là bố bất tài nên dẫn quân tấn công. Bố dẫn binh ra đánh, dẫn đầu kỵ binh đánh vào đội Thanh Châu quân tinh nhuệ của Tháo. Thanh Châu quân bị bố đánh cho tơi tả, bỏ chạy tán loạn. Quan Tư Mã là Lâu Dị phải giúp Tào Tháo leo lại lên ngựa rồi dẫn đi. Tào Tháo về trại, một mặt an ủi binh sĩ, một mặt xài chế tạo công cụ phá thành, rồi lại ra đánh nhau với lão bố. Hai bên chống nhau hơn trăm ngày, gặp nạn dịch châu chấu, bách tính đều đói, bố lương thảo cũng hết, bèn kéo quân đi. Đến năm 195, Tào Tháo lại đến đánh lã bố. Bố sai Tiết Lan, Lý Phong đóng binh ở Cự Giã. Tào Tháo tiến đánh, bố đến cứu Lan, bị Tào Tháo dùng kế mai phục đánh bại. Tiết Lan bị chém, bố nhân đêm bỏ trốn về phía đông đến Từ Châu theo Lưu Bị. Cũng trong thời gian này, con Tôn Kiên là Tôn Sách cũng rời Viên Thuật mà đem quân vượt sông Trường Giang đánh Lưu Do, một tôn thất nhà Hán. Đầu tiên, Sách đánh trại Ngưu Trừ của Do, thu hết các gác lương gạo, binh khí. Nhận ra tham vọng muốn nuốt trọn vùng Giang Đông của Tôn Sách, tướng giữ Mạt Lăng là Tiết Lễ cùng một đồng minh khác của Lưu Do
là Tác Dung đem quân từ Hạ Bì đến giúp. Tôn Sách đánh Tác Dung trước, Dung bị Sách đánh bại phải vào thành cố thủ. Sách nhân đó vượt sông đánh Tiết Lễ, Lễ cũng thua phải trốn chạy. Ngưu Do lại phái quân định đánh úp trại Ngưu Trử. Sách được tin liền quay lại đánh tan quân Do, rồi tiếp tục đem quân truy kích Tác Dung. Đang truy đuổi thì Sách bị tên bắn trúng đùi, không cưỡi ngựa được nên đành ngồi xe quay lại trại Ngưu Trử. Có kẻ thấy vậy liền đến báo cho Tác Dung rằng Tôn Sách trúng tên sắp chết. Dung nhân đó liền đem quân đến đánh Sách. Sách phái mấy trăm quân ra đánh rồi giả thua bỏ chạy. Quân Dung đuổi theo bị lọt đúng vào trận địa mai phục của Sách, bị Sách đánh tan. Dung bị thiệt hại nặng nề, đành quay vào lũy cố thủ không ra đánh. Sách thấy chỗ đóng đồn của Dung vững hiểm, bèn quay sang đánh chiếm các vùng Hải Lăng, Hồ Thục, Giang Thặng. Song bây giờ lại nổi lên bọn thổ phỉ là Nghiêm Bạch Hổ, có tới 3 vạn quân đem quân đến gây chiến với Sách. Sách nghe tin liền vượt sông Chiết, chiếm Cối Kê, tiến đánh nhau với Hổ. Hổ đánh không lại, liền sai em là Nghiêm Dư đến xin hàng Sách. Nhưng Dư vừa đến nơi thì bị Sách cầm tích đâm chết. Giết sứ giả xong, Sách lại đem quân đến đánh tàn quân Hổ. Về phía Lưu Do, thấy mình yếu thế, vội bỏ chạy về Đan Đồ, này là Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Sau ngược sông về Nam, giữ Dự Trương, trú ở Bành Trạch. Xong về sau, Do cũng bị bệnh mà lăn ra chết khi chưa kịp tái chiến với Tôn Sách. Khi ấy, Do mới 42 tuổi. Tôn Sách nghe tin liền cho người đi thu thập nốt đám tàn dư của Lưu Do, chính thức trở thành thế lực thống trị miền Giang Nam, sánh ngang với các thế lực mạnh nhất Trung Quốc lúc bấy giờ là Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu. Quay trở lại Từ Châu, Đào Khiêm giờ đã chết. Mi Trúc theo ý nguyện của Đào Khiêm dẫn dân chúng trong châu đi đón Lưu Bị, mời Lưu Bị lên thay, nhưng Lưu Bị không dám nhận. Trần Lăng bảo Lưu Bị rằng: "Nay Lăng Tẩm Hán thất đổ nát, trong ngoài nghiêng ngửa, gây dựng công lao làm nên sự nghiệp là ở hôm nay. Từ Châu giàu có, hộ khẩu 100 vạn, mong rằng sứ quân khuất thân tới cai quản việc trong châu." Lưu Bị đáp: "Viên Công Lộ, tức Viên Thuật, ở Thọ Xuân. Nhà ông ấy 4 đời có 5 người giữ chức tước công, trong ngoài đều quy phục. Ông ấy có thể giúp được châu này." Đang nói, Công Lộ là vị chúa kiêu căng, chẳng thể làm chủ để dẹp loạn được. Này sứ quân gộp cả 10 vạn quân mã bộ, trên có thể giúp chúa cứu dân, làm nên cơ nghiệp của Ngũ Bá. Dưới có thể cắt đất giữ biên cảnh, công lao ghi vào tre lụa. Nếu như sứ quân chẳng nghe theo, đằng này cũng không dám nghe lời sứ quân vậy." Lưu Bị bèn nắm việc ở Từ Châu. Theo nhiều sử gia, dân số của Từ Châu khi đó còn lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ dân số nhà Thục Hán sau khi Lưu. Tại Ký Châu, Viên Thiệu dù đang là kẻ địch với bạn thân Lưu Bị là Công Tôn Toản, nhưng sau khi hay tin Lưu Bị lên thay Đào Khiêm thì cũng nói rằng Lưu Huyền Đức là bậc tín nghĩa cao cả. Nay Từ Châu tôn người ấy lên làm chủ, thật xứng với lòng mong mỏi của mọi người. Thế nhưng em họ của Thiệu là Thuật lại không cho là vậy, nên đem quân đến đánh Lưu Bị. Gặp Lưu Bị dàn quân chống cự Hoài Âm, hai bên đánh nhau hơn 1 tháng trời. Đang lúc chưa bên nào giành được lợi thế thì Trương Phi khi này được Lưu Bị giao cho giữ Hạ Bì, lại xảy ra mâu thuẫn với tướng cũ của Đào Khiêm là Tào Báo. Hai bên đánh nhau, Báo giữ chặt quân doanh Từ Thủ, rồi sai người tới với lão Bố. Bố tiến lấy Hạ Bì, Trương Phi thua trận bỏ chạy. Bị nghe tin ấy, dẫn binh trở về. Đi gần đến Hạ Bì thì quân nhà đã tàn tác. Bị bèn thu nhặt những binh sĩ tản mạn, kéo về đông lấy Quảng Lăng, cùng với Viên Thuật giao chiến thêm lần nữa. Lưu Bị lại bị thua lần nữa. Quân của Bị ở Quảng Lăng đói khổ khốn quẫn, quan lại lớn nhỏ hết sạch lương ăn. Bị muốn kéo về Tiểu Bái, bèn sai người đến xin hàng lão Bố. Bố lệnh cho Bị quay về Từ Châu hợp sức đánh Thuật, rồi lại sai đem vợ con trả cho Bị, phái Lưu Bị tới đóng quân ở Tiểu Bái. Về phía Tào Tháo, sau khi đón được Thiên Tử từ Lạc Dương về Hứa Xương, bắt đầu thi hành lấy Thiên Tử lệnh trừ hầu. Mới đầu là ban cho Viên Thuật làm thái úy, tước nghiệp hầu khiến Thiệu xấu hổ vì ngôi thứ của mình ở dưới Tháo. Tháo lại nhượng chức đại tướng quân cho Thiệu, Thiệu lại nhường tước hầu không nhận. Để xây dựng tiềm lực quân sự lớn mạnh, Tào Tháo sai các mưu sĩ luận bàn, bắt đầu thi hành chính sách đồn điền. Theo đó, Tháo chiêu mộ dân khai khẩn ở đất Hứa, thu được hơn 100 vạn hộc lương. Trong các châu quận đặt chức quan trông coi việc đồn điền, tích trữ lương thực tại chỗ. Khi chinh phạt tứ phương, dùng luôn lương thực ở các đồn điền, nên không phải khó nhọc về việc vận chuyển lương thảo, lại kiêm quản được việc diệt trừ đám đạo tặc. Trương Tú bấy giờ đang giữ ở Uyển Thành, thấy Tào Tháo ngày càng hung mạnh thì đầu hàng. Sau lại lấy làm hối hận mà làm bất ngờ đem quân làm phản Tào Tháo.
Tào Tháo đem quân đến đánh với Trương Tú, bị Tú đánh cho tơi tả phải bỏ chạy. Trên đường chạy thì Tháo lại bị tên bắn trúng. Con trưởng là Tào Ngang cùng cháu là Tào An Dân cũng bị quân Trương Tú giết chết. Tào Tháo dẫn quân về Vũ Âm lại bị Trương Tú dẫn kỵ binh đến đánh úp, nhưng bị Tào Tháo tập kích ngược lại, quân Trương Tú bị đánh tan. Tú cùng đường đành chạy đến đất Nhưỡng thuộc Nam Dương cách Uyển Thành 20 dặm, toàn cùng với Lưu Biểu hợp quân chống Tháo. Lưu Biểu một mặt phái quân đến trợ chiến giúp Trương Tú, một mặt phái quân toàn cắt đường lui quân. Tào Tháo liệu chừng đánh không lại đành quay về. Viên Thuật muốn xưng đế ở Hoài Nam, sai người đến báo với lão bố. Bố bắt giữ sứ giả, gửi thư về triều. Thuật nổi giận, đánh bố, bị bố đánh tan. Mùa thu tháng 9, Thuật xâm phạm đất Trần, nay thuộc huyện Hoài Dương, địa cấp thị Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Tào Tháo đông trình đánh Thuật. Thuật nghe tin Tào Tháo đích thân đến, bỏ chạy chạy, để các tướng của mình là Lý Phong, Nhạc Tự ở lại. Tào Tháo đến nơi đánh bại các tướng này. Viên Thuật thấy vậy lại chạy sang sông Hoài, vào thành cố thủ. Tào Tháo không đuổi nữa, liền quay về Hồ Sương. Năm 198, mùa xuân, bố sai người mang vàng bạc đến Hà Nội mua ngựa, nhưng bị lính của bị cướp đi. Vì thế bố mới sai bọn trung lang tướng Cao Thuận, Bắc Địa Thái Thú Trương Liêu về đánh Bị. Tháng 9, phá được Tiểu Bái, Lưu Bị đơn thân trốn chạy, bỏ cả vợ con. Tháng 10, Tào Tháo đến đánh lão bố, gặp Lưu Bị. Theo lời khuyên của các mưu sĩ rằng, nên lấy lòng Lưu Bị, ắt sẽ có lợi. Tào Tháo liền dâng biểu tiến cử Lưu Bị làm dự châu mục, rồi phái người tới Tiểu Bái thu nhặt sĩ tốt tản mát, cấp lương cho quân lính của Bị. Sau đó Tháo lại giúp thêm binh lính cùng nhau đánh lão bố. Lão bố sai Cao Thuận đánh thẳng vào quân Lưu Bị. Tào Tháo sai Hạ Hầu Đô đến cứu nhưng không cứu nổi. Lưu Bị vẫn bị Cao Thuận đánh bại. Đến tháng 9, Tào Tháo đem đại quân tiến đánh lão bố. Đến tháng 10, Tháo chiếm Bành Thành, giết chết rất nhiều dân ở đó. Tào Tháo lại tiến quân đến Hạ Bì. Bố dẫn kỵ binh giả kháng cự. Tào Tháo đánh tan quân ấy, thấy Tào Tháo đã đuổi đến Trần Thành, bố hoảng sợ định đầu hàng. Trần Cung thấy vậy liền can ngăn, một mặt cầu cứu Viên Thuật, một mặt khuyên lão bố ra đánh. Bố lại thua to vào thành cố thủ. Tào Tháo đánh mãi không hạ được thành, khiến quân sĩ mỏi mệt vì đánh nhau liên miên. Tháo mới nghĩ ra kế, khơi nước ở hai sông Tứ Nghi cho tràn vào thành. Được hơn một tháng thì cả lão bố và Trần Cung đều bị bộ hạ là bọn Tống Hiến, Ngụy Tục bắt sống, rồi mở cửa thành ra hàng. Tháo sai giết cả lão bố và Trần Cung, thu về đám hàng tướng của lão bố, triều đại rất hậu, rồi chia một phần đất đai ở hai châu Thanh, Từ, kéo dài đến tận biển ủy thác cho bọn họ. Cũng trong khoảng thời gian này, tại Ký Châu, Công Tôn Toản và Viên Thiệu đang tử chiến với nhau. Quân Toản có hơn 3 vạn người bày trận hình vuông, quân kỵ ở hai bên, tả hữu đều có hơn 5.000 quân kỵ. Lấy các đơn vị Bạch Mã Nghĩa Tòng làm trung quân. Bạch Mã Nghĩa Tòng là lực lượng cung kỵ cực kỳ tinh nhuệ của Công Tôn Toản, cưỡi toàn ngựa trắng. Toản cũng chia các nhóm quân này làm hai cánh, cờ xí mũ giáp sáng rợp trời đất. Viên Thiệu bèn sai Khúc Nghĩa đem 800 quân kiêu dũng làm tiền phong, lấy 1.000 cây nỏ cứng lướt theo. Thiệu tự dẫn mấy vạn quân bộ bày trận ở sau. Toản thấy quân địch ít, liền xua quân kỵ xông lên. Quân của Nghĩa đều nép dưới khiên không động. Chưa đến mấy chục bước thì cùng lúc đều đứng dậy, tung khiên lao vào sông Sáo, vừa dùng nỏ lớn bắn, vừa vào trận chém hơn 1.000 thủ cấp. Toản bị quân Thiệu đánh cho tàn vỡ, bộ kỵ đều bỏ chạy hết cả. Khúc Nghĩa lại đem quân đến trại Toản, nhổ phá cửa trại, quân còn lại trong trại đều tan chạy. Thiệu ở phía sau, chưa đến cầu mấy chục dặm, thấy quân Toản đã vỡ thì không thèm phòng bị. Chợt có hơn 2.000 quân kỵ của Toản chạy đến, liền vây Thiệu mấy vòng, tên bắn như mưa. Quân nỏ cứng của Thiệu cũng bắn lại, hai bên bị thương vong rất nhiều. Quân kỵ của Toản cũng không biết đấy là Thiệu, cũng từ từ rút lui. Đến năm 199, Viên Thiệu đem toàn quân đến đánh Toản. Toản sợ không giữ được nên sai con đến cầu cứu bọn giặc núi Hắc Sơn, rồi lại hẹn khi quân tiếp viện đến phải đốt lửa làm hiệu để Toản biết mà từ trong đánh ra. Nhưng thư ấy lại bị Thiệu bắt được, liền cho đốt lửa làm hiệu đúng như trong thư viết. Quả nhiên Toản đem quân ra, bị quân Thiệu vây đánh lại phải chạy vào thành. Thiệu lấy sai lính vào đường hầm, đục phá thành, dần dần vào thành giữa. Toản tự biết sẽ thua, giết hết vợ con của mình rồi tự sát. Thiệu toàn thắng, thu toàn bộ quân của Toản, thế lực càng thêm hùng mạnh. Về phía Lưu Bị, lúc này cũng đã theo Tào Tháo về Hứa Xương. Tào Tháo dâng biểu tiến cử Lưu Bị làm tả tướng quân, lễ nghĩa càng trọng hơn. Ra ngoài thì cùng xe, ngồi thì cùng chiếu. Thế nhưng việc Tào Tháo ngày càng chuyên quyền khiến Hán Hiến Đế ngày càng bất bình,
liền giao đai áo có mật chiếu tiêu diệt Tào Tháo cho Đổng Thừa, Lưu Bị cùng bọn trùng tập. Lại đúng lúc Viên Thuật muốn về Bắc tới chỗ Viên Thiệu, Tào Tháo phái Lưu Bị đón đánh Thuật, nhưng chưa đến nơi, Thuật đã bị bệnh chết. Trong triều thì kế hoạch tiêu diệt Tào Tháo của Hàn Hiên Đế cũng bị phát giác ra. Toàn bộ những đại thần liên quan đều bị giết cả, còn mỗi Lưu Bị đang cầm quân bên ngoài. Lưu Bị nhân có quân trong tay mà chiếm lại Hạ Bì, Tiểu Bái, lại sai Tôn Càn đến gặp Viên Thiệu cùng kết liên minh. Thiệu hay tin, một mặt phái kỵ binh đến giúp Bị, một mặt ra hịch đến các châu quận, tỏ ý muốn vì vua mà diệt Tào Tháo. Tào Tháo thấy vậy vẫn tỏ ý khinh thường Thiệu mà bảo rằng: "Ta biết Thiệu là người trí lớn mà ít mưu, ngoài mặt mạnh bạo mà bé mật, hay ghen ghét người mà thiếu uy lực, đông quân mà tổ chức chỉ huy chẳng rõ ràng, tướng kiêu mà chính lệnh bất nhất, đất đai tuy rộng, lương thực dẫu phong phú, chỉ đủ để làm tế vật cho ta vậy." Tào Tháo sai Lưu Đại, Vương Trung tới đánh Lưu Bị nhưng đánh không lại. Nhân dân nhiều quận huyện cũng vì Lưu Bị mà nổi dậy chống Tào Tháo, đông đến vài vạn người. Đến năm 200, Tào Tháo tự thân chinh đến đánh Lưu Bị. Mưu sĩ của Thiệu là Điền Phong thấy vậy liền khuyên Thiệu đánh úp mặt sau của Tào Tháo. Nhưng Thiệu vì con bệnh mà không ra quân. Phong giận lắm than: "Đây là thời cơ khó gặp, vì con nhỏ bệnh mà làm mất cơ hội, tiếc thay." Tào Tháo mới đến Từ Châu. Lưu Bị ban đầu cho rằng Tào Tháo chưa thể sang sông Tứ Thủy ngay được, nhưng sau thám báo đến nói Tào Tháo đã sang sông rồi. Lưu Bị ban đầu có không tin, nhưng ra xem thì thấy binh lính của Tào Tháo đã đánh sát đến. Bị tấn công bất ngờ, Lưu Bị đánh không lại, bỏ cả quân mà chạy. Bộ tướng dưới quyền Lưu Bị là Hạ Hầu Bác ra đánh chặn cũng bị Tào Tháo bắt sống. Đánh xong cánh quân của Lưu Bị ở Bành Thành, Tào Tháo liền tiến một mạch đến Hạ Bì đánh Quan Vũ. Quan Vũ liệu thế đánh không được, đánh đầu hàng. Tào Tháo thu thập được hết binh lính, lại bắt được vợ con Lưu Bị đem về. Tào Tháo lại làm chủ được Từ Châu, thế lực ngày càng mạnh hơn, lại đem quân ra. Viên Thiệu lúc này đã được Lưu Bị sáng đầu quân, liền sai Nhan Lương cùng Quách Đồ đến vây đánh Thái Thú Đông Quận là Lưu Diên ở Bạch Mã. Cùng đích thần dẫn quân đến Lê Dương, Ký Châu chuẩn bị vượt sông. Đến tháng 4, Tào Tháo cũng đã kịp đem quân đến cứu Lưu Diên. Biết quân mình ít, không thể đánh trực diện với Viên Thiệu, Tào Tháo liền đến Diên Tân, làm ra vẻ như dẫn binh vượt sông đánh vào hậu phương của Thiệu. Viên Thiệu nghe tin quân Tào định vượt sông, lập tức điều quân đến đối phó. Tào Tháo biết tin, liền dẫn toàn quân gấp rút tiến thẳng đến Bạch Mã, gặp đúng lúc Nhan Lương đang dẫn quân để giao chiến. Tào Tháo bèn sai hàng tướng Quan Vũ cùng Trương Liêu đem quân tấn công Nhan Lương. Nhan Lương chống cự không lại được, bị chém chết. Bạch Mã được giải vây. Tào Tháo rời hết dân ở đó, dẫn họ men sông đi về phía tây để tránh nạn binh đào. Viên Thiệu vì thế liền dẫn quân vượt sông tấn công quân Tào Tháo đến tận phía nam Diên Tân. Tào Tháo liền đóng binh ngay tại sườn núi, sai người lên mặt lũy, vừa ngắm xem tình hình quân địch, vừa cho các xe chở đồ đạc từ Bạch Mã đến. Lát sau, tướng kỵ binh của quân Viên là Văn Xú cùng Lưu Bị dẫn quân đến. Nhân lúc quân Viên tranh nhau cướp đồ từ mấy cốc xe, Tháo dẫn quân đánh thẳng vào, quân Viên thua to, Tào Tháo đem quân về Quan Độ. Quan Vũ biết Lưu Bị ở bên Viên Thiệu liền bỏ trốn đi chỗ Lưu Bị. Viên Thiệu lúc này được tin có dư đảng giặc khăn vàng cũ là Lưu Tích ở Nhữ Nam hưởng ứng lời hịch diệt Tào của Thiệu, bèn sai anh em Lưu Bị đến Nhữ Nam giúp Tích, còn mình ở Diên Tân lập ba doanh trại ở phía trước, đắp gò đất làm nơi đóng binh lâu dài, đông tây kéo dài mấy chục dặm. Tào Tháo cũng chia binh lập quân doanh đối địch, hai bên giao chiến liên miên đều bị tổn thất. Viên Thiệu liền thay đổi chiến thuật, đem quân thẳng đến Quan Độ, đắp núi, đào địa đạo, hòng đánh vào chiến lực quân Tào. Tào Tháo bên trong cũng làm y như vậy để chặn quân Thiệu. Thiệu lại sai làm khiên lớn, đắp gò đất, cho cung thủ bắn tên như mưa vào trại Tào Tháo, khiến quân Tào sợ hãi, vừa che thân vừa di chuyển. Tào Tháo bèn sai chế tạo loại xe bắn đá mới, bắn thẳng vào lầu của Thiệu, đều phá được. Quân của Thiệu sợ hãi, gọi đó là xe sấm sét. Nhưng Tào Tháo đã chống nhau với Thiệu lâu ngày, chăm họ thiếu đói, quân sĩ thiếu lương, khiến nhiều người phản theo Thiệu. Tào Tháo bèn gửi thư cho mưu sĩ của mình là Tuân Úc, ngỏ ý muốn quay về Hứa Xương. Tuân Úc lại cho rằng Viên Thiệu chỉ như kẻ anh hùng áo vải, có thể tụ tập người ta mà chẳng thể dùng, và khuyên Tào Tháo nên tiếp tục đánh đến cùng. Tào Tháo nghe theo, tiếp tục chống nhau với Viên Thiệu. Nhưng mối nguy cho Tào Tháo không chỉ có Viên Thiệu. Lưu Bị bấy giờ đã đến hội bình được với Lưu Tích, cùng đem quân tấn công Hứa Xương. Còn tại Giang Nam, Tôn Sách giờ đã ổn định hết cả xứ Giang Đông, cũng quyết đem quân tập kích Hứa Xương. Tào Tháo nghe tin vội sai Tào Nhân đem quân về chống cự. Quân Lưu Bị bấy giờ đang đánh phá Hứa Xương, gặp đúng Tào Nhân đem quân đến.
Hai bên đánh nhau, Lưu Bị lại một lần nữa thua trận phải bỏ chạy về Như Nam. Viên Thiệu sai quân đến ứng cứu Lưu Bị, song quân đó lại bị Tào Nhân tập kích cho tàn tác. Sau đó Lưu Bị dẫn số quân đã có đến Như Nam, gặp cùng nhóm quân khác là Cung Đô. Tướng Tào Tháo là Sái Dương đem quân xuống truy kích Lưu Bị, bị Lưu Bị đánh bại và giết chết. Trong khi đó ở Giang Nam, Tôn Sách đã chuẩn bị kế hoạch tiến quân đến Hứa Xương, nhưng chưa kịp khởi hành thì đã bị Thích Khách ở đó giết chết. Thế là về cơ bản, không còn ai đủ sức uy hiếp mặt sau Tào Tháo. Tào Tháo lúc này lại thấy quân Viên Thiệu đang vận chuyển tới mấy ngàn xe lương, liền sai hai tướng là Từ Hoảng và Sử Hoán đón đánh, đại thắng, đốt sạch được lương thảo của quân Viên Thiệu, khiến quân Thiệu thiếu lương trầm trọng. Nhưng Thiệu vẫn cho quân giao chiến với quân Tào được thêm mấy tháng liền mà vẫn chưa chịu thua. Tào Tháo lúc này cũng gần hết sạch lương thực dự trữ, quân lính hết sức mỏi mệt. Đến tháng 10 năm 200, Viên Thiệu lại điều thêm các đoàn xe lương từ hậu phương tới bổ sung, tỏ ý muốn đánh lâu dài với Tào Tháo. Lần này Thiệu sai Thuần Vu Quỳnh dẫn hơn vạn binh hộ tống, ban đêm nghỉ lại ở cách phía bắc doanh trại của Thiệu 40 dặm. Mưu sĩ của Thiệu là Hứa Du hám tiền, Thiệu không đáp ứng nổi, Du bực tức bèn bỏ sang trại Tào Tháo, khuyên Tào Tháo rằng Thiệu phái bọn Thuần Vu Quỳnh dẫn tới hơn vạn binh đến tiếp ứng cho quân vận lương, từ kiêu căng, quân sĩ biếng nhác nên có thể đánh được. Tào Tháo bèn để cho Tào Hồng giữ trại, mình thì dẫn 5.000 quân bộ kỵ đi ngay trong đêm, đến sáng thì tới nơi. Thuần Vu Quỳnh thấy quân Tào Tháo ít, liền ra ngoài cửa trại bày trận. Tào Tháo thì đánh gấp, Quỳnh chống không lại liền lui vào bảo vệ doanh trại. Tào Tháo lại đánh thẳng vào trại. Thiệu biết tin, một mặt sai Trương Cáp, Cào Lãm đến đánh Tào Hồng, một mặt sai kỵ binh đến cứu Quỳnh. Kỵ binh của Thiệu đến áp sát Tào Tháo, quân Tào bị dồn vào đường cùng, liều chết đánh tan cả quân Thuần Vu Quỳnh lẫn quân tiếp viện của Thiệu. Hai tướng Trương Cáp, Cào Lãm đang đánh nhau với Tào Hồng chưa xong, lại hay tin quân Thuần Vu Quỳnh đã bại trận, bèn đến hàng Tào Hồng. Quân Viên Thiệu cũng vì thế mà tàn vỡ toàn bộ. Thiệu cùng các con bỏ cả lính mà trốn qua sông Hoàng Hà. Quân Tào Tháo đuổi theo không kịp, chỉ bắt được tù binh, châu báu. Trong đống giấy tờ Tào Tháo bắt được có cả thư từ của bộ hạ ở Hứa Xương cùng thư của những người ở trong quân. Tào Tháo biết vậy liền nói: "Đương lúc Thiệu cường mạnh, ta còn chẳng thể tự bảo vệ mình, phương chi là chúng nhân." Rồi đem đốt bỏ, không truy cứu đến. Về phần Hứa Du, tên này về sau do kiêu ngạo, bà Hòa tự nhận công lao chiến thắng nhà họ Viên là của mình, nên về sau cũng bị Tào Tháo giết. Về phía Tào Tháo, sau đó thay vì tiếp tục truy quét Viên Thiệu thì lại quay xuống Như Nam, toan tiêu diệt nốt thế lực của Lưu Bị, Cung Đô. Lưu Bị nghe tin Tào Tháo đến, bỏ Cung Đô chạy đến Kinh Châu theo Lưu Biểu. Quân Cung Đô vì thế cũng tàn vỡ cả. Lưu Biểu sai Lưu Bị đóng quân ở Tần Giã đề phòng Tào Tháo. Lưu Bị ở Tần Giã cũng chưa thôi chí chống Tào Tháo đến cùng, mà ngày đêm tập luyện binh mã, chiêu mộ hào kiệt, khiến người theo về ngày càng đông. Còn về phía Viên Thiệu, từ sau khi bại trận trở về được một thời gian thì đến tháng 6 năm 202 phát bệnh thổ huyết mà chết. Con nhỏ là Viên Thượng lên thay, con lớn là Viên Đàm tự xưng là Sa Kỵ tướng quân đóng binh ở Lê Dương, lại chuẩn bị đánh nhau với quân Tào. Nhưng sức mạnh quân sự của nhà họ Viên lúc này sau trận Quan Độ đã bị tổn hại, sau lại anh em tranh đoạt đánh giết lẫn nhau, khiến cục diện ngày càng xoay chuyển theo hướng có lợi cho quân Tào. Sau khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu ở Quan Độ, ngay lập tức đã quay về Như Nam tấn công Lưu Bị, buộc Bị phải đến Kinh Châu theo Lưu Biểu. Biểu đích thân ra ngoài thành đón tiếp, đối đãi với Lưu Bị rất hậu, lại giúp Bị thêm binh lính, rồi sai Bị ra đóng quân ở Tần Giã. Tào thế ngăn chặn quân Tào xâm phạm Kinh Châu. Lưu Bị ở Tần Giã vẫn chưa thôi chí đánh Tào Tháo, ngày đêm luyện tập binh mã, thu nhặt được rất nhiều hào kiệt Kinh Châu, giáo giết chuẩn bị đánh nhau với quân Tào thêm lần nữa. Về phía Tào Tháo, sau khi đem quân về hướng Nam đánh bại Lưu Bị, liền quay trở lên Mạn Bắc, bình định nốt các huyện làm phản. Đến rằm tháng Giêng năm 202, Tào Tháo đến đóng ở Tiêu huyện, ban bố lệnh rằng: "Ta khởi nghĩa binh vì thiên hạ trừ bạo loạn. Người dân ở cố hương của ta trải qua cảnh chết chóc. Ta đi lại hết ngày ở nơi đây, chẳng gặp được người quen nào, khiến ta thấy lòng mình quạnh quẽ thế lương. Từ khi ta khởi binh đến nay, có những tướng sĩ vì chiến tranh ngã xuống không có người kế tự, phải tìm lấy kẻ thân thích là người nối dõi. Ta cấp cho đất đai ruộng giấy, cấp cho trâu cày, đặt ra trường học để dạy dỗ họ, cho lập đền miếu để họ được tế tự tiền nhân, hồn thiêng có linh. Trăm năm về sau, sao còn phải oán hận gì nữa?" Sau đó lại tiến quân,
quyết diệt trừ nhà họ Viên. Về phía nhà họ Viên lúc này, sau khi thua trận ở Quan Độ xong, Thiệu trở về thì phát bệnh, không lâu sau cũng chết. Thiệu chết, bọn Thẩm Phối, Phùng Kỳ theo ý cũ của Thiệu, được con út của Thiệu là Viên Thượng lên thay, còn con trưởng là Viên Đàm tự xưng làm Xa Kỵ tướng quân, đóng binh ở Lê Dương. Đến mùa thu năm 203, Tào Tháo đến đánh Đàm, Viên Thượng xuất chiến cùng Đàm chống nhau với Tào Tháo. Hai bên đánh nhau liên miên, anh em Đàm Thượng thua mấy trận liền, đành phải lui binh cố thủ. Tào Tháo tiếp tục tiến quân đuổi đánh, Tháo lại đem quân công thành. Anh em họ Viên mở thành xuất chiến, nhưng lại bị Tào Tháo đánh tan. Anh em họ Viên phải nhân đêm tối đánh phá vòng vây mà bỏ chạy về Nghiệp Thành. Tào Tháo lại đem quân đuổi đến bao vây Nghiệp Thành, nhưng đánh mãi không được. Chư tướng của Tháo khuyên Tào Tháo nên nhân cơ hội đang trên đà chiến thắng mà ở lại đánh đến cùng. Thế nhưng mưu sĩ của Tháo là Quách Gia lại nói, Viên Thiệu vốn rất yêu quý hai đứa con này, không quyết được nên lập đứa nào. Lại có Quách Đồ, Phùng Kỷ làm mưu thần, mỗi kẻ giúp một người. Thế tất hai bên sẽ giao đấu với nhau, rồi đường ai nấy đi. Ta mà đánh gấp, ắt họ sẽ cùng hợp sức chống giữ. Còn nếu ta chỉ hoãn tấn công, thì họ sẽ tranh giành kèn cựa lẫn nhau. Chẳng bằng ta quay về Nam nhằm hướng Kinh Châu, làm bộ đánh Lưu Biểu, đợi nội bộ họ xin biến. Họ đã có biến rồi, ta sẽ xuất kích sau. Như thế có thể chỉ một trận là đánh được. Tào Tháo thấy có lý, bèn đem quân quay về, làm bộ đem quân tấn công về Hưng Nam. Quả nhiên, Tào Tháo vừa đi khỏi, Đàm Thượng đã đánh nhau tranh giành Kỳ Châu. Đàm bị Thượng đánh bại ở đó, chạy đến giữ huyện Bình Nguyên. Mưu sĩ của Đàm là Quách Đồ khuyên Đàm cầu hòa Tào Tháo, xui Tào Tháo đến đánh Nghiệp Thành, rồi nhân cơ hội thu lấy đất, lấy quân của Thượng, rồi dùng quân đó để chống lại Tào Tháo. Theo Quách Đồ, Tào Tháo từ xa đến, lương thảo không liền, tất tự bỏ chạy. Đàm lúc đầu không nghe, sau lại nghe theo, phái Tân Bì tới xin hàng Tào Tháo. Tào Tháo định đồng ý, đem việc ấy ra hỏi thuộc hạ. Thuộc hạ đa phần cho rằng Lưu Biểu đang cường mạnh nên đánh dẹp trước đi. Đàm, Thượng chẳng đáng phải lo lắng. Quân sư của Tháo là Tuân Du nói, giờ đang là lúc thiên hạ có nhiều việc, mà Lưu Biểu ngồi yên giữ lấy vùng Giang, Hán, như thế có thể biết được y không có chí khí tiến thủ bốn phương vậy. Họ Viên chiếm giữ đất đai bốn châu, binh sĩ mặc giáp chục vạn. Thiệu lấy khoan hòa hậu đãi mọi người thu được nhân tâm. Ví thử hai con của Thiệu hòa mục với nhau giữ lấy Nghiệp Thành, thì việc thiên hạ khó mà yên ngay được. Nay anh em họ ghét nhau, thế hẳn là cả hai chẳng thể vẹn toàn. Nếu như để cho họ hợp sức với nhau làm một, binh lực của họ hợp lại thì chúng ta khó mà mưu đồ được. Nhân lúc họ loạn ta đánh lấy, việc thiên hạ có thể định được vậy. Cơ hội này không thể để lỡ được. Tào Tháo đồng ý hòa với Đàm. Sau đó Tào Tháo quay về Lê Dương, một mặt đem quân đến giúp, một mặt hứa cho con trai mình là Chỉnh kết hôn với con gái Viên Đàm để làm tin. Đứng lúc tháng 2, Thượng đem quân tấn công Đàm liên tiếp, còn Nghiệp Thành thì cho Thẩm Phối giữ. Tào Tháo nhanh chóng tiến đến Nghiệp Thành, vừa cho quân đắp cụ đất, đào địa đạo. Thẩm Phối trong thành cũng dựng lũy để chống lại. Đến tháng 4, Tào Tháo để Tào Hồng tiếp tục tấn công Nghiệp Thành, còn mình cầm quân đến đánh tướng của Thượng là Doãn Giai, vốn đang được Thượng giao cho nhiệm vụ kiểm soát đường vận lương ở Thượng Đảng. Tào Tháo đánh bại Giai xong, lại đem quân tấn công Hàm Đan. Hàm Đan chống cự được một thời gian ngắn rồi cũng thất thủ. Đến tháng 5, Tào Tháo quay lại Nghiệp Thành, thấy quân mình vẫn chưa phá được. Tháo bèn thay đổi chiến thuật, cho phá hủy các ụ đất, địa đạo xung quanh, rồi khơi nước sông Trường cho chảy thẳng vào thành, khiến người trong thành chết đói quá nửa. Đến tháng 7, Viên Thượng mới đem 3 vạn quân đến cứu Nghiệp Thành. Các tướng của Tháo sợ quân trong thành thấy tiếp viện đến mà quyết tử chiến. Tháo chỉ bảo, Thượng theo đường lớn mà đến nên phải tránh họ. Nếu họ men theo phía tây núi mà tới, ta sẽ bắt được vậy. Rồi cho quân đi do thám mấy lần. Thám báo đều nói Thượng đi theo đường núi phía tây đã đến Hàm Đan. Tháo liền cho quân đón đánh. Viên Thượng bị đánh tan bỏ chạy toán loạn. Tào Tháo liền cho quân vây chặt doanh trại Thượng, khiến Thượng không thu nhặt tàn quân được. Thượng thấy đánh không lại, vội phái Trần Lâm đến xin hàng, nhưng Tháo không cho, lại siết chặt thêm vòng vây. Thượng đánh nhân đêm tối dẫn quân bỏ trốn. Tào Tháo thúc quân truy sát, quân Thượng tàng vỡ. Thượng chạy trốn được vào Trung Sơn. Tào Tháo đem hết đồ truy trọng, cả ấn thụ tiết Việt của Thượng cùng đám thuộc hạ đã đầu hàng của Thượng đem trưng ra cho người Nghiệp Thành xem, khiến lòng người trong thành suy sụp cả. Đến tháng 8 năm ấy, cháu trai của Thẩm Phối là Thẩm Vinh đang đêm mở cửa thành cho quân Tào vào. Thẩm Phối vội đem quân đón đánh, nhưng không lại,
bị quân Tào bắt sống, đem chém, toàn bộ Nghiệp Thành về tay Tào Tháo. Tào Tháo chiếm thành xong, hạ lệnh xuống rằng Hà Bắc mắc cái nạn họ Viên, nên lệnh cho năm nay không phải nộp thuế khóa nữa, lại trừng phạt nặng những kẻ cường hào ngang ngược, khiến bách tính hoan hỉ vui mừng. Thế nhưng ngay trong lúc Tào Tháo đang đánh nhau với Viên Thượng, thì Viên Đàm đã đem quân đánh chiếm dọc các xứ Cam Lăng, An Bình, Bột Hải, Hà Giang. Thấy Viên Thượng chạy về Trung Sơn, Đàm lại đem quân đánh Trung Sơn. Thượng đánh không lại, chạy đến Cố An. Đàm thu hết tàn binh của Thượng, thế lực càng thêm mạnh. Tào Tháo thấy vậy liền gửi thư đến, trách Đàm phụ ước rồi tuyệt hôn, cho đưa con gái họ Viên về, rồi tiến quân đánh Bình Nguyên. Viên Đàm sợ hãi bỏ chạy về Nam Bỉ. Tháng 12, Tào Tháo đã tiến đánh chiếm được Bình Nguyên, đồng thời định luôn các huyện xung quanh. Đến mùa xuân năm 205, Tào Tháo đem quân đến đánh Đàm. Hai bên đánh nhau từ sáng sớm đến giữa trưa, quân Tào không sao tiến lên được. Tháo liền đích thân cầm dùi thúc chống trận. Quân Tào thấy vậy, tinh thần thêm phấn chấn, đánh tan quân Đàm, chém luôn Đàm cùng vợ con, chính thức làm chủ Ký Châu. Cũng trong tháng đấy, Viên Hy, anh thứ hai của Viên Thượng, bị tướng dưới quyền là Tiêu Xúc Trường Nam làm phản, đánh hai anh em Thượng làm hai người phải chạy đi xứ Ô Hoàn. Bọn Tiêu Xúc Trường Nam dâng thành đầu hàng Tào Tháo, được Tháo phong làm liệt hầu. Đến mùa hạ tháng 4 lại có bọn Triệu Độc đem giết Thứ Sử U Châu và Thái Thú Trắc Quận, còn giặc Ô Hoàn thì tiến đánh huyện Quánh Bình thuộc quận Ngư Dương. Tào Tháo thấy vậy dẫn quân đến đánh, chém được Triệu Độc, tiện thể đem quân đánh tan quân Ô Hoàn. Thế nhưng ngay lúc Tào Tháo đang đánh nhau với Ô Hoàn, con rể của Viên Thiệu là Cao Cán, vốn khi trước đã đầu hàng Tào Tháo ở Nghiệp Thành, nay lại phản Tháo, một mặt bắt giữ Thái Thú Thượng Đả, một mặt đem quân giữ ải Hồ Quan, toàn chống nhau với Tháo. Tháng 10 năm ấy, Tào Tháo dẫn quân quay trở lại Nghiệp Thành. Đến năm 206, Tào Tháo đích thân đến đánh Cao Cán. Cán hay tin đấy, vội chạy vào xứ Hùng Nô, cầu cứu Thiền Vu xứ ấy, nhưng Thiền Vu không chịu cứu. Lúc này hai tướng của Tào Tháo là Lý Điển, Nhạc Tiến đã đến đánh Cán. Cán chạy về ải Hồ Quan, Tào Tháo đến đánh, phá được Hồ Quan sau 3 tháng bao vây. Cán lại bỏ chạy, trên đường chạy thì bị Viên Đô úy Thượng Lạc là Vương Diễn bắt được. Quay trở lại với xứ Ô Hoàn, vốn trước kia thiên hạ đại loạn, ba quận Ô Hoàn thừa lúc đánh phá U Châu, cướp được số Hán dân lên đến hơn vạn hộ. Viết Thiệu sau này cho lập tù trưởng xứ ấy làm Thiền Vu, lại lấy con gái của gia nhân, bảo là con mình mà gả cho Thiền Vu làm vợ. Thiền Vu đương lúc cường thịnh, được Thiệu hậu đãi, nên nay thấy hai con của Thiệu đến nương nhờ, liền giúp cho quân xâm nhập vào gây hiểm họa cho Tháo. Tháo toan đem đánh Ô Hoàn để trừ hậu họa. Chư tướng đều cho rằng Viên Thượng chỉ là thằng tu bỏ trốn mà thôi. Bọn Ô Hoàn tham lam mà chẳng có tình thân, tất chẳng cho Thượng sai khiến. Này thâm nhập vào chinh phạt ở đất ấy, Lưu Bị ắt hẳn sẽ khuyên Lưu Biểu tập kích Hứa Huyện. Vạn nhất có biến, việc chẳng thể hối được. Duy chỉ có Quách Gia liệu rằng Biểu tất chẳng thể tin bị mà tiến đánh, khuyên Tháo Bắc Trinh. Tháo nghe theo, dẫn quân viễn trinh. Thấy đường bên ngoài qua nải nhiều đoạn bị cắt đứt không thông, Tháo liền cho đào núi mà lấp, kéo dài hơn 100 dặm. Đến khi còn cách 200 dặm thì quân Ô Hoàn biết được cả đám Viên Thượng, Viên Hy cùng Thiền Vu đạp đốn, đem hơn vạn kỵ binh đến đánh. Quân hai bên gặp nhau, lúc này xe chở đồ nặng của quân Tào ở hết phía sau, áo giáp binh lính thì thiếu thốn, quân Tào sợ hãi tột độ. Tào Tháo liền trèo lên cao, thấy quân Ô Hoàn dàn trận không chỉnh tề tí nào, liền xu quân xuất kích, sai Trương Liêu làm tiên phong đánh tan quân Ô Hoàn, chém được Thiền Vu đạp đốn. Bọn Viên Thượng, Viên Hy dẫn được vài nghìn kỵ binh bỏ chạy được qua Liêu Đông, nương nhờ thái thú ở đó là Công Tôn Khang. Công Tôn Khang giữ Liêu Đông trước kia, cậy mình ở xa nên không thèm quy phục. Có người khuyên Tháo nhân lúc phá được Ô Hoàn đánh luôn Công Tôn Khang. Tháo cười mà bảo rằng ta có kế khiến Khang tự chém đầu Viên Thượng, Viên Hy mà quy phục, chẳng cần phiền đến binh sĩ. Quả nhiên Khang chém đầu anh em họ Viên đem đến cho Tháo. Các tướng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Tháo quay về mà Khang lại quy phục. Tháo đáp: Khang vốn sợ bọn Thượng, ta đánh thì họ sẽ hợp sức chống, ta thong thả thì họ tàn sát nhau, ấy là cái thế tự nhiên vậy. Thấy miền Bắc về cơ bản đã xong, hai thế lực duy nhất lúc này có thể đủ sức đương đầu với Tào Tháo, duy chỉ có Lưu Biểu ở Kinh Châu và Tôn Quyền ở Giang Đông. Nói về Lưu Biểu đóng giữ ở Kinh Châu, nguyên trước kia được triều đình cử đến thay Vương Duệ làm Kinh Châu Thứ Sử. Vào buổi Lưu Biểu vừa làm chủ Kinh Châu, hào tộc ở miền Giang Nam lớn mạnh. Viên Thuật đóng đồn ở Lỗ Dương, chiếm hết quần của quận Nam Dương. Người quận Ngô là Tô Đại làm Trường Sa Thái Thú,
Bối Vũ làm Hoa Dung trưởng đều phát quân làm loạn. Biểu vừa đến, một ngựa vào Nghi Thành, lại mưu tính với người huyện Trung Lô là Khoái Lương, Khoái Việt, người quận Tương Dương là Sái Mạo, sai người dụ bọn hào tộc có tới 55 người đến rồi chém chúng, đánh úp bắt lấy quân của chúng. Riêng đối với bọn hào tộc ở quận Giang Hạ là bọn Trương Hổ, Trần Sinh đem quân giữ quận Tương Dương. Biểu lại sai Việt cùng Bàng Quý đi một ngựa đến dụ hàng chúng, vỗ yên miền Giang Nam. Thế nhưng khó khăn chưa chịu buông tha cho Lưu Biểu khi Viên Thuật ở Nam Dương đã liên minh với Tô Kiên, tấn công Lưu Biểu. Hai bên giao chiến tại Tương Dương, Kiên bị giết chết ngay tại trận. Thuật thấy không thắng được, phải rút về. Sau này, Trương Tế dẫn quân vào Kinh Châu đánh Thành Nhưỡng, bị chúng tên lạc mà chết. Quan thuộc ở Kinh Châu đều chúc mừng. Biểu nói, Tế vì khốn cùng mà đến đây, tướng giữ thành vô lễ mới dẫn đến giao tranh, đấy không phải là ý ta. Này ta chỉ nhận lời thương tiếc, chứ không nhận lời chúc mừng. Liền sai người thu nạp quân của Tế, mọi người nghe tin đều mừng, bèn theo phục. Yên ổn được một thời gian thì thái thú Trường Sa là Trương Tiện phản Biểu. Biểu vây hắn nhiều năm không thắng. Kịp lúc Tiện chết, người quận Trường Sa lại lập con của hắn là Dịch. Biểu lại đánh bắt Dịch, rồi tiến xuống phía Nam bình định thêm hai quận Linh Lăng, Quế Dương. Vậy là toàn bộ 8 quận Kinh Châu thời này đều thuộc về tay Lưu Biểu. Sau này Tào Tháo đánh nhau với Viên Thiệu ở Quan Độ. Thiệu sai người đến kêu gọi Lưu Biểu đánh úp Tào Tháo. Biểu hứa theo nhưng thực ra không giúp Viên Thiệu, cũng chẳng giúp Tào Tháo. Các tướng lĩnh lấy làm lạ, đều khuyên Biểu giúp Tào Tháo, nhưng Biểu tính cách đa nghi, thiếu quyết đoán, lại hay nghi kỵ, nên cuối cùng vẫn chưa biết, nên đến tận khi Tào Tháo đánh xong họ Viên rồi, Biểu vẫn chưa biết nên làm gì cho phải. Sau Lưu Bị đến, Biểu sai Bị đóng quân ở Tân Giã phòng ngự Tào Tháo. Quả nhiên Tào Tháo phái quân đến tấn công. Lưu Bị chống cự với hai tướng Tào là Vu Cấm và Hạ Hầu Đôn ở Bác Vọng. Hai bên đánh nhau được ít lâu thì Lưu Bị đặt phục binh đánh tan quân hai tướng. Đến năm 207, nhân khi ấy Tào Tháo còn đang đánh Ô Hoàn, Lưu Bị cũng khuyên Lưu Biểu tập kích Hứa Xương. Biểu lại không nghe, đến khi thấy Tào Tháo dẫn quân từ phía Bắc trở về, Biểu bảo Bị rằng, tôi chẳng theo lời ngài nên bỏ lỡ mất cơ hội lớn ấy. Bị đáp, nay thiên hạ chia lìa, việc binh đao diễn ra hàng ngày, cơ hội sẽ lại tới, há đã hết được hay sao? Nếu sau này biết ứng phó, tất việc ấy chưa đủ để tiếc hận vậy. Tào Tháo quả nhiên dồn quân đến đánh Lưu Biểu thật. Lưu Biểu lúc này cũng đang ốm nặng, phó thác việc nước cho Bị. Nhìn Bị nói rằng, con ta bất tài mà chưa tướng mỗi người một ý. Sau khi ta chết, khanh hãy thay ta nắm lấy Kinh Châu. Bị thưa, các cháu đều là bậc hiền tài, chủ công cứ yên lòng dưỡng bệnh. Có người khuyên Bị nên theo lời Biểu, Bị nói, người ấy hậu đãi ta. Nay theo lời ấy, người ta hẳn cho tôi là kẻ bạc bẽo, tôi chẳng nhẫn tâm được vậy. Không lâu sau thì Biểu chết, còn là Lưu Tông lên thay, không dám báo Lưu Bị mà sai sứ đến xin hàng Tào Tháo. Lưu Bị lúc này đang ở Phàn Thành, nghe được tin Lưu Thông đầu hàng, lại thêm tình thế quân Tào đã đến Uyển Thành, thì giật mình kinh hoàng, bèn dẫn binh sĩ ở đấy rời thành. Lúc đi qua Tương Dương, Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị đánh Lưu Tông, làm chủ luôn Kinh Châu. Lưu Bị lại không nỡ mà rằng, Lưu Kinh Châu lúc sắp mất, phó thác con côi cho ta. Nếu bội tín tự lên làm chúa, ta quyết chẳng làm. Lúc chết đi sao dám đối mặt với Lưu Kinh Châu đây? Rồi gióng ngựa đến gọi Tông, Tông sợ không dám ra. Tả hữu của Tông cùng với rất nhiều người ở Kinh Châu theo đi với Lưu Bị. Dân chúng kéo theo Lưu Bị tới hơn chục vạn người, mỗi ngày đi được hơn chục dặm đường. Lưu Bị liền biệt phái Quan Vũ nhanh chóng lĩnh mấy trăm thuyền bè, hẹn gặp nhau ở Giang Lăng. Có người bảo Lưu Bị rằng nên gấp rút tới giữ Giang Lăng. Này dẫu ta có nhiều người ủng hộ, nhưng binh sĩ mặc giáp ít ỏi. Nếu binh của Tào Công đến, sao cứ nổi đây? Lưu Bị đáp, kẻ chúa tể làm nên đại sự, hẳn phải lấy dân làm gốc. Này mọi người đi theo, sao ta nỡ bỏ đi được? Tào Tháo biết Giang Lăng là nơi lắm quân lương, sợ Lưu Bị chiếm được, bèn cho bỏ các xe chở đồ nặng, đem quân nhẹ tiến thẳng đến Tương Dương bắt Bị. Nhưng quân đến nơi thì nghe tin Lưu Bị đã đi qua. Tào Tháo dẫn 5.000 quân khinh kỵ gấp rút đuổi theo. Một ngày một đêm đi được hơn 300 dặm, đuổi kịp ở Đương Dương Trường Bản. Lưu Bị bỏ cả vợ con cùng với bọn Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân và mấy chục quân kỵ bỏ trốn. Tào Tháo bắt được vô số quân lính và các xe chở đồ. Vừa hay gặp được chiến thuyền của Quan Vũ qua được sông Miện, hội với con trưởng của Biểu là Kỳ làm thái thú Giang Hạ, nắm hơn vạn quân lính, rồi cùng nhau đến Hạ Khẩu. Lưu Bị phái Gia Cát Lượng thân đến giao kết với Tôn Quyền. Đúng lúc này Tôn Quyền cũng đã phái Lỗ Túc đến viếng tang Lưu Biểu, tiện yêu cầu kết giao với Lưu Bị.
Nhưng Túc chưa đến nơi thì Tào Tháo đã qua bên Hán Tân. Túc đành cố tiến về phía trước, truyền đạt ý của Tôn Quyền rồi cùng bàn chuyện thiên hạ, tình ý hết sức ân cần. Túc hỏi Bị rằng, nay Dự Châu muốn tới nơi nào? Bị đáp, ta cùng với thái thú Thương Ngô là Ngô Thần là chỗ quen biết cũ, muốn qua đó nương nhờ. Túc lại cho rằng phía Tôn Quyền đã nắm giữ 6 quận, binh mạnh lường nhiều. Hơn nữa Quyền lại là người thông minh nhân ái, yêu kính hiền tài, giữ lễ với kẻ sĩ. Hơn hẳn Ngô Thần chỉ là kẻ tầm thường, lại ở tít quận xa xôi. Bị nghe thế thì mừng lắm, phái Gia Cát Lượng đến chỗ Tôn Quyền, thề ước kết làm đồng minh. Quyền lại phái bọn Chu Du, Trình Phổ cầm 3 vạn quân thủy cùng Bị hợp sức. Lưu Bị bây giờ hay tin quân Tào đã tiến xuống mà Gia Cát Lượng mãi chưa về thì rất sợ hãi. Ngày ngày phái quân trên sông dò tin tức quân tiếp viện của Quyền. Quân lính thấy thuyền của Du vội bẩm với Bị. Bị hỏi sao biết đó là quân Giang Đông. Quân lính thưa rằng chỉ cần nhìn thuyền là biết ngay được. Bị liền đến diện kiến Du hỏi rằng, này ngài chống cự Tào Công có kế sách gì hay chăng? Quân sĩ chiến đấu có được bao nhiêu? Du nói, 3 vạn người. Bị nói tiếp, tiếc là hơi ít. Du đáp, Dự Châu hãy chờ xem Du phá Tào Công. Bị muốn gọi Lỗ Túc đến để cùng bàn bạc. Du nói, tôi vâng mệnh phá giặc chẳng dám nói bừa, nhược bằng muốn gặp Tử Kính nên để khi khác. Túc cùng với Khổng Minh đều ở phía sau, chừng 2-3 ngày nữa sẽ tới đây. Bị dẫu rất thẹn với Du mà trong lòng không tin rằng Du có thể phá được quân Bắc, nên sai sắp đặt các việc về sau, đem 2.000 quân chia đều cho Vũ, Phi, không bằng lòng trao cả cho Du để tính bề tiến thủ. Bây giờ rất nhiều quân lính của Tào Tháo gặp dịch bệnh, mới giao chiến một trận với quân Du đã phải lui. Bộ tướng của Du là Hoàng Cái nói, nay địch đông ta ít, khó cầm giữ được lâu, nhưng tôi quan sát thấy chiến thuyền của quân Tháo đầu đuôi liên tiếp nhau, có thể dùng kế hỏa công để chúng phải bỏ chạy vật. Du nghe xong lập tức chọn lấy mấy chục chiến thuyền, che chung kín mít, chứa đầy cỏ khô, trong cầm dầu mỡ, ngoài dùng vải che kín, trên cắm cờ xí, rồi lại cho Cái gửi thư trá hàng cho Tào Tháo. Đến ngày đại chiến, Cái đem tưới mỡ cá lên các thuyền chứa đầy củi và lau khô, dùng màn đỏ trùm kín lại, cắm cờ xí vẽ rồng làm hiệu. Đừng lúc gió đông nam thổi mạnh, Cái cho 10 thuyền chiến tiến về phía trước, còn cách quân Tào hơn 2 dặm, đồng thời nổi lửa. Lửa giữ gió mạnh, thuyền trôi vun vút như tên, bụi bay mù mịt, thiêu sạch chiến thuyền quân Tào. Quân Chu Du đi theo, sĩ khí hăng hái, đánh quân Tào phải tháo chạy. Cả Lưu Bị và Chu Du cùng hợp sức thủy lục, cùng tiến đánh vào Tào Tháo tiến tận Nam Quận. Tháo phải rút về để Tào Nhân ở lại giữ Nam Quận. Du cùng với Trình Phổ lại tiến đến, cùng với tướng của Nhân đối trận. Hai bên cách sông lớn cự nhau, binh còn chưa giao phong. Du một mặt phái Cam Ninh tiến chiếm Di Lăng, một mặt đưa thêm 2.000 quân cho Lưu Bị xuôi dòng Hạ Thủy, cắt đứt hậu phương của Nhân. Nhân lúc này lại dùng kỵ binh tấn công thẳng vào quân Cam Ninh. Du lại phải để Lăng Thống giữ hậu phương, đích thân cùng Lã Mông đến cứu Ninh. Du thần trình cưỡi ngựa đi trước trận thì bỗng nhiên bị cung bắn tên trúng sườn, bị thương rất nặng phải rút về. Nhân hay tin đem quân đến đánh nhưng lại thấy Du tự ngồi dậy, xem xét quân doanh, khích lệ binh sĩ nên đành lui về. Cả Du và Nhân đánh nhau hơn 1 năm trời, binh sĩ hai bên chết và bị thương rất nhiều. Sau cùng Nhân phải bỏ thành trận. Về phần Lưu Bị, sau khi xin cho Lưu Kỳ làm thứ sử Kinh Châu, lại đem quân Nam chinh đánh 4 quận. Thái thú Vũ Lăng là Kim Toàn, thái thú Trường Sa là Hàn Huyền, thái thú Quế Dương là Triệu Phạm, thái thú Linh Lăng là Lưu Độ đều phải quy hàng. Nhưng thế đang lên thì Lưu Kỳ bị bệnh chết, các thủ hạ đều suy tôn Lưu Bị lên làm Kinh Châu mục, dinh sở đóng ở thành Công An. Quyền thấy thế liền tiến dâng em gái mình cho Bị để giữ tình hòa hiếu. Được một thời gian thì Tôn Quyền lại sai sứ đến bàn với Bị chuyện muốn cùng vào lấy đất Thục. Có quan chủ bộ ở Kinh Châu là Ân Quan tiến lên nói rằng, nếu bị Ngô Tiến đánh, Tiến chưa thắng được Thục, lui bị quân Ngô thừa cơ lấn, mọi việc sẽ hỏng mất. Nay chỉ nên tán thành việc đánh Thục, nhưng nói rằng các quận ta mới lấy được chưa thể vọng động. Ngô hẳn không dám vượt qua ta một mình vào lấy Thục. Cái kế tiến lui như thế có thể giữ được lợi ích của cả Ngô và Thục. Lưu Bị theo lời ấy, Quyền quả nhiên bỏ kế hoạch, bị thăng Ân Quan lên làm biệt giá tổng sự. Bấy giờ thế lực trấn giữ đất Thục là Lưu Trương, còn thứ Lưu Yên, hậu duệ Lỗ cùng với nhà Hán. Hồi trẻ Lưu Yên sống ẩn cư, được nhiều người cho là tài đức vẹn toàn. Không lâu sau đó Yên được mời vào phủ tư đồ, trải qua các chức Lạc Dương lệnh, Ký Châu thứ sử, Nam Dương thái thú, rồi đến chức Tông Chính, Thái Thường, chuyên cai quản gia quy hoàng tộc và xét việc thiên văn tế tự.
Thấy chính trị thời Linh Đế ngày càng tàn tạ, Yên hết lần này đến lần khác tâu xin Hán Linh Đế nên tuyển lựa trọng dụng nhân tài, bỏ tệ mua quan bán tước để thiên hạ yên ổn trở lại. Nhưng vua Linh Đế bất lực, không làm được gì nhiều. Thấy vậy, Yên bèn đưa lời kiến nghị, bọn thứ sử thái thú hối lộ để làm quan, bóc lột làm hại trăm họ, khiến phản loạn triền miên. Nay nên tuyển chọn những trọng thần có thanh danh cho làm chức mục, nắm cả hành chính lẫn quân sự để trấn an hòa hại. Nhưng thực ra Yên đã nhắm thấy vùng giao chỉ địa thế hiểm trở, lại lánh xa những nhiễu nhương ở Trung Nguyên, nên nảy sinh âm mưu xin vào làm chức giao chỉ mục để được vào ở đất ấy, vừa để trốn tránh loạn lạc, hoặc nếu thời cơ đến, có thể tính chuyện tự lập. Việc bàn định còn chưa xong, quan thị trung ở Quảng Hán là Đồng Phù bảo riêng với Yên rằng, kinh sư sắp loạn, Ích Châu sẽ tách ra riêng, nơi ấy có khí thiên tử vậy. Yên nghe Phù nói, chi lớn nổi lên nên lại, đổi ý muốn tới Ích Châu. Ở Ích Châu bấy giờ, viên thứ sử ở đó là Khước Kiệm, làm sự tham tàn, làm mất lòng dân. Yên nhân làm giám quân sứ giả, thứ sử Ích Châu, đích thân vào đất đấy, bắt Khước Kiệm trị tội. Huyện Miên Trúc bấy giờ lại có thêm bọn Mã Tương, Triệu Chi đứng lên tụ họp những nhân dân đang khốn khổ vì lao dịch trong 2 ngày, đã được vài ngàn người. Đầu tiên bọn chúng vào giết chết tên huyện lệnh Miên Trúc. Nhân dân thấy vậy, nhiều người mừng lắm mà hưởng ứng theo, nâng quân số của đám này lên đến hơn 1 vạn người. Thấy lực lượng đủ mạnh, quân sĩ đang hăng hái, Mã Tương, Triệu Chi tiện đà đánh chiếm Lạc huyện, tấn công Thục quận, giành thắng lợi chỉ trong 1 tuần. Viên tòng sự Ích Châu là Giả Long thấy vậy, đành ra sức đốc thúc binh mã được hơn ngàn người, cuối cùng cũng đánh lui bọn Mã Tương, rồi mời Lưu Yên về để cùng giữ gìn. Yên chấp lấy cơ hội, liền rời đến Miên Trúc, phủ dụ thu nạp những kẻ phản loạn còn ly tán, ra sức làm việc khoan dung, lấy lòng bách tính, chuẩn bị thực hiện âm mưu giữ lấy đất Thục làm của riêng. Yên thấy mẹ của Trường Lỗ là người học tà đạo, thường qua lại nhà mình, nên nghĩ Trường Lỗ có thể tạm dùng được, nên cho làm đốc nghĩa từ mã, đóng ở Hán Trung. Bố trí xong, Yên cắt đứt đường sạn đạo, giết hại hết sứ giả, rồi đến đám cường hào trong châu. Đến khi Đồng Trác làm loạn, Yên triệu tập binh mã, nhưng không phát binh tiến đánh Đồng Trác, mà ra sức củng cố thực lực tại Ích Châu, ưu toàn tự lập. Viên thái thú Kiện Vi là Nhiệm Kỳ thấy vậy bèn phát binh đến đánh Yên, bị Yên đánh bại. Đồng Trác thấy Yên không phục mình, cũng sai quan tư đồ là Triệu Khiên dẫn binh đến Ích Châu hỏi tội Yên. Yên tới Thanh Khương giao chiến 1 hồi, giết sạch quân Đồng Trác. Một người con của Lưu Yên là Lưu Phạm, khi ấy đang làm tả trung lang tướng, thấy vậy bèn liên kết với Trinh Tây tướng quân Mã Đằng, toàn tập kích Trường An bắt Đồng Trác, nhưng việc không thành, quân Đằng bị Trác đánh bại, phải lui về Lương Châu, còn Phạm bị Trác giết. Lưu Biểu ở Kinh Châu thấy ý định tự lập của Yên đã rõ ràng, liền bèn dâng biểu về triều, tố cáo Yên cho chế tạo rất nhiều xe kiệu, khí cụ vốn chỉ được dùng trong hoàng thất. Hàn Hiên Đế biết vậy đành sai con thứ của Yên là Lưu Trương đang làm phụng xa đô úy trong triều vào Thục thuyết phục Yên. Yên giữ lại luôn, không cho về kinh nữa. Yên ở Ích Châu lúc này cai quản 9 quận. Dù không phải chịu cảnh chiến tranh điêu tàn như ở Trung Nguyên, nhưng việc không cứu được con trai lại thêm nạn hỏa hoạn, làm cháy rụi cả thành trì, xe cộ, khí cụ thiên tử, khiến Yên đau khổ đến mức lâm trọng bệnh. Đến năm 194 thì phát ung nhọt ở lưng mà chết. Con Yên là Trương lên thay, lính Ích Châu mục. Thấy Trương Lỗ giờ ở Hán Trung có chút kiêu căng phóng túng, không chịu tuân theo Trương, Trương liền giết mẹ cùng với em trai Lỗ. Từ đó, Trương Lỗ và Lưu Trương không đội trời chung. Lưu Trương nối ngôi cha được vài năm đã lộ ra cá tính thích hòa hoãn nhu nhược. Lúc đó có mấy vạn nhà Nam Dương, Tam Phụ chạy vào Ích Châu. Trương lấy luôn làm lính, gọi là lính Đông Châu. Những người đó ỷ mình làm lính, ra sức hà hiếp, hãm hại dân bản địa mà Lưu Trương không thể nào cầm đoán nổi, khiến nhân dân Ích Châu khắp nơi đều oán thán. Có Triệu Vĩ nhân việc được Lưu Trương giao trọng trách vỗ về nhân dân, liền mưu toan làm phản. Đầu tiên là đem nhiều của cải đút lót cho Kinh Châu xin hòa, sau đó âm thầm cấu kết với các gia tộc bản địa lớn ở Ích Châu để cùng khởi binh quay lại đánh Trương. Người ở Thục quận, Quảng Hán, Kiện Vi thấy vậy đều vùng lên hưởng ứng Vĩ, theo Vĩ đánh Trương. Trương vội chạy về thành đô, dựa vào thành trì mà chống cự. Lính Đông Châu lo sợ Trương bị diệt thì mình cũng nguy, đành hết thảy đồng lòng hợp sức giúp đỡ Trương, hết sức tử chiến, đánh tan quân làm phản, sau lại phản quân công Vĩ ở Giang Châu. Tướng của Vĩ là Bàng Nhạc Lý Dị, đành phải làm phản giết quân của Vĩ, chém giết Vĩ. Đến năm 211, Lưu Trương lại nghe tin Tào Tháo đang muốn tiến quân đến Hán Trung. Trương sợ Tháo đánh xong Hán Trung sẽ tới lượt mình nên sợ hãi. Quan biệt giá tòng sự Thục quận là Trương Tùng bảo Trương rằng, Lưu Dự Châu, sứ quân là người trong Tông Thất, lại có mối thâm thù với Tào Công, khéo việc dùng binh,
Nếu Sai đi đánh dẹp lỗ trước, lỗ tất bị đánh tan. Lỗ đã bị phá thì Ích Châu sẽ mạnh lên, Tào Công dẫu có đến cũng chẳng thể làm gì. Trương Ngưng theo, Sai Pháp Chính dẫn 4.000 người đi nghênh đón Lưu Bị. Bị trước đó gặp Trương Tùng, sau gặp Pháp Chính đều có hậu ý thu nhận lấy. Nhân đó hỏi xem đất thuộc rộng hẹp thế nào, binh sĩ và nhân mã đồng ít ra sao. Cùng những nơi trọng yếu, hai người này đều nói rành mạch cả, lại vẽ hết địa đồ sông núi xứ đó. Bởi thế, Bị biết được tường tận tình hình ở Ích Châu. Thế là Lưu Bị để ra Cát Lượng và Quan Vũ ở lại Kinh Châu, còn mình dẫn vài vạn quân vào Ích Châu. Vừa đến nơi, Trường đã ra nghênh đón. Pháp Chính cùng với mưu thần Bàng Thống khuyên Bị nên nhân dịp gặp gỡ mà tập kích Trường. Ở tập trước, Lưu Bị sau khi làm chủ Kinh Châu, thế lực đã mạnh lên đáng kể. Lưu Trương nghe lời Trương Tùng, Sai Pháp Chính mời Lưu Bị vào mà không hề hay biết rằng hai người này từ lâu đã muốn dâng Ích Châu cho Lưu Bị. Khuyên Lưu Bị nên tranh thủ lúc Trương ra đón thì đem quân tập kích, nhưng Bị không nghe. Lưu Trương gặp Bị xong thì cấp thêm quân, sai Bị làm đốc quân ở Bạch Thủy thuộc Quan Trung. Lưu Bị hợp quân được hơn 3 vạn người, xe cộ, khí giới, của cải rất nhiều. Nhân Lưu Trương trở về thành đô, Lưu Bị lên phía Bắc đến Hà Manh, nhưng không đánh Trương Lỗ ngay mà chỉ lo lấy lòng dân chúng. Đến năm 213, Tào Tháo lại đem quân đến đánh nhau với Tôn Quyền. Quyền cho gọi Lưu Bị đến chi viện. Lưu Bị liền nói với Lưu Trương rằng: Tào Công đánh Ngô, sợ Ngô nguy cấp. Họ Tôn với tôi vốn là quan hệ môi răng, lại nữa Nhạc Tiến ở Thanh Nê cùng với Quan Vũ đối trận, nay chẳng đi cứu Vũ, Tiến hẳn thắng trận, lại chuyển sang xâm phạm địa giới Ích Châu. Mối lo ấy lớn hơn so với Lỗ. Lỗ chỉ là đám giặc tự giữ mình, chẳng đủ để lo lắng. Nói xong, Bị xin Trương cấp thêm cho 10.000 lính cùng của cải để đi về phía đông, nhưng Trương chỉ cấp cho 4.000 lính. Lưu Bị thấy thế giận lắm, nói rằng: Ta vì Ích Châu mà đi xa đánh cường địch, quân lính nhọc mệt, chẳng được yên ổn thư nhàn. Này tích trữ kho tàng tài vật mà thưởng công buồn xỉn, lại mong bậc đại phu cùng quân sĩ bỏ sức chiến đấu, có thể được chăng? Trương Tùng biết tin, liền gửi thư cho Lưu Bị và Pháp Chính rằng: Nay đại sự sắp làm nên, sao lại bỏ đi như thế? Anh của Tùng là Túc làm thái thú Quảng Hán, sợ họa đến mình, bèn bầm bạch với Trương tố giác mưu ấy. Vì thế Trương bắt chém Tùng, lại sai đóng cửa các biên ải, cấm cho Lưu Bị đi qua cửa quan. Lưu Bị liền chém luôn viên đốc quân của Trương, rồi sai Hoàng Trung, Trác Ưng dẫn quân đánh Trương. Về phần mình, Lưu Bị đến Bạch Thủy cho giữ vợ con đám chư tướng và sĩ tốt làm tin, rồi cũng đem quân đến phối hợp cùng Hoàng Trung và Trác Ưng. Trương điều các tướng Lãnh Bảo, Đặng Hiền, Trương Nhiệm đến chống cự, nhưng bị Lưu Bị đánh tan, phải lui về giữ thành Miền Trúc. Trương lại điều thêm Lý Nghiêm làm đô đốc 3 quân ở Miền Trúc, nhưng Nghiêm chẳng những không đánh mà lại dẫn quân đến hàng Lưu Bị. Nhờ thế quân Lưu Bị ngày càng mạnh hơn, liền chia quân đi bình định các huyện xung quanh Miền Trúc. Sau ở Kinh Châu, các tướng bàn nhau để Quan Vũ ở lại trấn giữ, còn Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân thì dẫn quân ngược sông đến đánh các thành Bạch Đế, Giang Châu, Giang Dương. Lưu Trương lại sai Trương Nhiệm dẫn quân đến quyết chống cự với Lưu Bị ở Phù Thành. Nhiệm đánh nhau rất hăng nhưng cuối cùng vẫn bị Lưu Bị đánh tan, phải cùng các tướng lui về. Cùng con của Trương là Lưu Tuần giữ Lạc Thành. Lưu Bị lại tiến quân vây đánh Lạc Thành gần 1 năm. Đến mùa hạ năm 214 thì Lạc Thành bị phá. Trương Nhiệm chết, Lưu Bị tiến quân đến thành đô, đánh Lưu Trương thêm mấy chục ngày. Đang lúc vây Lưu Trương thì Lưu Bị nhận được tin Mã Siêu ở Lương Châu mới bị Tào Tháo đánh bại, giờ muốn vào Ích Châu xin theo Lưu Bị. Số là bố Mã Siêu là Mã Đằng, được phong làm Trinh Tây tướng quân từ cuối thời Linh Đế, đóng quân ở miền Lũng Hữu. Sau khi bị tướng giữ thành Trường Bình là Vương Thừa đánh úp, phải bỏ chạy về phía Tây, rồi kết nghĩa huynh đệ với Hàn Toại mà làm loạn. Hai huynh đệ kết nghĩa này ban đầu rất thân thiết, nhưng về sau lại đổi thành thù địch. Đằng đem quân tấn công Toại, Toại đánh không lại phải bỏ chạy. Sau Toại lại tụ họp lại thuộc hạ, quay lại đánh nhau với Đằng, bắt giết được vợ con Đằng. Sau Đằng liên hệ với người Dợ Hồ ở phía Bắc, lại chiêu Hiền Đại Sĩ cứu giúp dân chúng. Dân Lương Châu vì Đằng mà được yên ổn nên rất kính trọng Đằng. Đến năm 205, Đằng được Tào Tháo mời về triều làm vệ úy. Đằng nghĩ mình tuổi đã cao nên chịu về triều.
Đằng về chiều, Mã Siêu được ban làm thiên tướng quân, nắm hết quân sĩ của đằng, rồi lại cùng Hàn Toại hợp quân, cùng nhau dẫn quân đến ải Đồng Quan. Tào Tháo đem quân đến nghênh chiến. Tào Tháo dùng kế ly gián hai người Hàn Toại, Mã Siêu khiến nghi ngờ lẫn nhau. Tháo đánh bại hai người. Siêu chạy trốn đến chỗ người Nhung. Tào Tháo đuổi đánh đến tận An Định để Hạ Hầu Huyên ở lại, còn mình dẫn quân về phía đông. Mã Siêu ở đất người Nhung được lòng xứ người ấy, rồi đốc thúc họ tấn công các quận huyện ở Lũng Thượng, giết chết Lương Châu Thứ Sử Vi Khang, chiếm cứ Ký Thành, thu hết binh sĩ ở đây. Khang chết rồi, đám thuộc hạ là Dương Phụ, Lương Khoan, Triệu Cù cùng bàn mưu đánh Siêu. Dương Phụ tự dẫn quân đến đánh, Siêu đem quân ra đánh không lại. Lúc quay về Ký Thành thì bị hai tên Khoan, Cù đóng cửa thành. Siêu không vào được, tiến thoái lưỡng nan, phải chạy vào Hán Trung nương nhờ Trương Lỗ, nhưng Lỗ không dùng Siêu. Sau Siêu lại nghe tên Lưu Bị đang vây Lưu Trương ở Thành Đô, nên đến xin theo về. Bị nghe tin, lại ngầm đem quân của mình giao cho Siêu. Siêu đến nơi, dàn quân ở phía bắc Thành Đô. Siêu ở đấy chưa được một tuần mà lòng người Thành Đô tàn vỡ cả. Lưu Trương tự biết không thể kháng cự, đành ra đầu hàng. Lưu Bị làm chủ được đất Thục, liền bày tiệc rượu lớn triều đại sĩ tốt, lại lấy châu báu, lương thực, vải vóc ban thưởng cho tướng sĩ. Về phía Tôn Quyền, năm 213, thấy Tào Tháo khởi binh đến Nhu Tu, Quyền liền đem thủy quân đến tấn công, khiến quân Tào chết và bị thương vài nghìn người. Quyền sau lại dụ Tào Tháo ra đánh, Tháo giữ vững không ra. Quyền bèn tự đến, ngồi thuyền nhẹ đi vào chỗ đóng quân của Tào Tháo. Các tướng muốn ra đánh, Tháo cho đấy là Tôn Quyền muốn tự thân xem đội ngũ của mình, liền hạ lệnh cho toàn quân nghiêm chỉnh, cung nỏ không được bắn bừa. Quyền đi được 5-6 dặm rồi về. Tào Tháo thấy thuyền bè vũ khí của Quyền nghiêm chỉnh, liền than thở rằng: sinh con phải như Tôn Trọng Mưu, còn cứ Lưu Cảnh Thăng chỉ như chó lợn thôi. Quyền về lại soạn thư gửi Tào Tháo rằng: mùa xuân đang rộ, ông nên rút nhanh. Lại viết trên giấy riêng rằng: Túc Hạ không chết thì ta không yên được. Tào Tháo bảo các tướng rằng: Tôn Quyền không dối ta, rồi đem quân về. Đến năm 215, Tôn Quyền thấy Lưu Bị đã có được Ích Châu, liền sai sứ đến đòi đất Kinh Châu. Bị hứa đợi khi lấy được Lương Châu rồi sẽ trả lại cho. Quyền tức lắm, liền sai Lã Mông tập kích thẳng vào ba quận Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương, rồi sáp nhập các quận này. Lưu Bị hay tin liền dẫn 5 vạn đại quân, hành quân cấp tốc đến thành Công An. Sai Quan Vũ đem 3 vạn quân chuẩn bị cùng nhau tấn công Quyền. Hai bên đang chuẩn bị đánh nhau to thì Lưu Bị hay tin Tào Tháo đã đánh đến Hán Trung. Trương Lỗ thua trận, quân Tào đã áp sát Ích Châu. Lưu Bị sợ Tào Tháo thuận đà đánh nốt Ích Châu nên vội xin liên hòa với Quyền, phân chia đất Kinh Châu rồi rút quân về bảo vệ Ích Châu. Số là Tào Tháo sau khi đánh bại được bọn Mã Siêu, Hàn Toại lại muốn nhân tiện đánh luôn Trương Lỗ chiếm Hán Trung. Tào Tháo chiếm Hán Trung xong, mưu sĩ là Lưu Diệp khuyên Tháo rằng: Lưu Bị là bậc hào kiệt, nay mới làm chủ Ích Châu được ít ngày, nhân tâm dân chúng còn chưa phục, nếu không đánh ngay mà để y đứng vững rồi thì sau này khó mà đánh được. Thế nhưng Tào Tháo không nghe theo, chỉ để lại Hạ Hầu Uyên trấn thủ Hán Trung, thống xuất các tướng Trương Cáp, Tư Hoảng tiến vào Bình Định ba quận. Trương Cáp độc xuất quân mã, đem quân đánh chiếm hai quận Ba Đông, Ba Tây, rời dân ở đó vào Hán Trung. Sau đó Cáp đem quân tiến đánh các thành Đãng Cừ, Mông Đầu, Đãng Thạch. Quân của Cáp đến Đãng Cừ thì đụng độ quân Phi, hai bên đánh nhau hơn 50 ngày. Phi mới nghĩ ra kế, dẫn hơn vạn quân tinh nhuệ theo đường nhỏ hòng phục kích quân Trương Cáp. Quả nhiên quân Cáp đầu đuôi không cứu được nhau, lần lượt bị đánh tàn tác. Cáp liền cùng hơn chục người cả quân lẫn tướng treo núi đi theo đường hẻm mà trốn về được Hán Trung. Đến năm 219, Lưu Bị phát binh tiến đánh Hán Trung, sai hai tướng Ngô Lan, Lôi Đồng xâm nhập Vũ Đô, đụng độ với danh tướng Tào Hồng. Cả hai người đều bị quân Tào đánh cho tan tác và tử trận. Bất chấp trận đầu ra quân thất lợi, Lưu Bị vẫn tiến quân đến ải Dương Bình. Hạ Hầu Huyên cùng Trương Cáp đem quân đến chống cự, hai bên đánh nhau gần một năm trời. Đến năm 220, Lưu Bị từ phía nam Dương Bình vượt sông Miên, dựa vào thế định quân sơn mà lập trại. Huyên dẫn binh đến tranh giành địa thế. Lưu Bị liền lệnh cho Hoàng Trung thừa thế ở trên cao thúc chống đánh xuống, đại phá quân địch, chém chết được cả Hạ Hầu Huyên. Tào Tháo nghe tin Huyên chết ở Dương Bình, lấy làm lo lắng, thân chinh đem quân đến chi viện. Thuộc hạ của Hạ Hầu Huyên là Quách Hoài bèn suy tôn Trương Cáp làm thống soái toàn quân. Cáp nhận quân, đích thân chỉ huy phòng ngự các trận địa đợi quân chi viện.
Lưu Bị lại sai bọn Trần Thức lập hơn 10 doanh trại, toàn cắt đường của Cát, nhưng lại bị tướng Tư Hoàng đem quân đánh phá, khiến quân Trần Thức tàn vỡ, binh lính chết rất nhiều. Tháo sau cũng dẫn đại quân đến đánh Lưu Bị. Hai bên giao tranh, Lưu Bị rơi vào thế yếu. Tướng của Bị là Triệu Vân, Hoàng Trung, biết quân Tào Vận Lương ở dưới chân núi Bắc Sơn có tới mấy ngàn học. Hoàng Trung đem quân đến cướp, nhưng bị quân Tào vây. Triệu Vân đi sau thấy quá hẹn mà Trung vẫn chưa về, liền đem một ít kỵ binh đến phá vây, cứu được Trung. Tào Tháo liền xuất quân vây hãm hai người. Thấy quân Tào Tháo đông đảo, Vân xông pha kịch chiến, vừa đánh vừa lui, chạy thẳng về quân doanh. Tào Tháo cho quân truy kích đến tận nơi. Tướng giữ trại là Chuông Dực muốn đóng cửa quân doanh để chống cự. Vân sai mở toang cổng trại, hạ cờ im trống. Tào Tháo nghi Vân có phục binh, dẫn quân quay về. Vân thấy vậy liền cho quân bắn cung nỏ tứ tung vào quân Tào. Quân Tào kinh hãi, dẫm lên nhau mà chạy, rơi xuống sông Hán Thủy chết rất nhiều. Sau trận đấy, Lưu Bị cố thủ trên núi cao, không thèm giao chiến. Hai bên đóng quân hơn một tháng trời. Tào Tháo khi ấy đã ngoài 60 tuổi, thấy đánh mãi không xong, binh sĩ thì mỏi mệt, đào ngũ ngày càng nhiều nên cũng chán nản, đành rút quân khỏi Hán Trung mà đem quân về đóng ở Trần Thương. Lưu Bị nhân đó đánh chiếm các vùng còn lại ở Hán Trung, phái thêm Lưu Phong, Mạnh Đạt, Lý Bình đánh chiếm Thượng Dung. Đến mùa thu năm đó, quần thần tôn Lưu Bị lên làm Hán Trung Vương, đóng dinh sở ở Thành Đô, cử Ngụy Diên làm đô đốc trấn thủ Hán Trung, ban cho Quan Vũ bấy giờ đang ở Kinh Châu làm tiền tướng quân. Quan Vũ sau đó cũng đem quân Kinh Châu để đánh Tào Nhân ở Phả Thành. Tào Tháo sai Vu Cấm đem quân chi viện cho Nhân. Đến mùa thu có mưa lớn, nước sông Hán ngập mênh mông vào chỗ bảy cánh quân do Cấm đốc xuất. Toàn quân của Cấm đều bị dìm trong nước. Vu Cấm đành đầu hàng Quan Vũ. Vũ sau đó lại chém được tướng Bảng Đức. Các sứ xung quanh Hứa Xương thấy thế đều có ý ngầm hưởng ứng Vũ. Tào Tháo khi này sức lực không còn như thời trẻ, muốn rời đô để tránh mũi nhọn của địch. Tư Mã Ý và Tưởng Tế lại khuyên không nên, cho rằng Quan Vũ đang lúc đắc chí, chắc chắn Tôn Quyền cũng sẽ chẳng để yên, nên sai người khéo léo khuyên Tôn Quyền đánh tập hậu Vũ, hứa hẹn cắt hẳn đất Giang Nam mà phong cho hắn. Như thế Phàn Thành sẽ được giải vây ngay. Tào Tháo nghe theo, cho người đến gặp Quyền. Số là khi trước Quan Vũ đánh Phàn Thành, Quyền có sai sứ báo cho Quan Vũ là sẽ đem quân đến tương trợ, nhưng lại chẳng vội tiến quân. Quan Vũ thấy quân Quyền mãi chưa đến, lại nhân lúc mới bắt được Vu Cấm liền mắng: "Tặc tử sao dám vậy? Ví như lấy xong Phàn Thành, ta chẳng thể diệt hắn ư?" Quyền nghe nói vậy, biết Vũ coi rẻ mình, mới viết thư ra vẻ tạ lỗi với Vũ, hứa sẽ xuất binh. Không những thế, ngay trong nội bộ, đám thái thú năm quận là Mi Phương đóng ở Giang Lăng, tướng quân Phó Sĩ Nhân đóng ở Thành Công An cũng bị Vũ khinh rẻ nên cũng ghét Vũ. Lúc Quan Vũ đánh Tào Nhân, sai hề tên đầy tớ cung cấp quân tư trang nhưng không kịp. Vũ bảo khi trở về sẽ trừng trị nên cũng lo sợ. Bởi thế khi Tôn Quyền đem quân đến dụ hàng, cả hai người đều ra nghênh đón. Về phía Tào Tháo lúc này thấy Vu Cấm bị đánh bại, liền sai Tư Hoàng đến tiếp ứng cho Nhân. Tư Hoàng và Quan Vũ vốn khi xưa rất quý trọng nhau, nhưng mỗi người một chủ, trên chiến trường ai cũng phải tận trung báo quốc. Hai bên giáp trận, quân của Hoàng ào lên đánh. Vũ chưa kịp lập thế trận, gặp thế bị động, đành phải dẫn quân rút về. Lúc này Tôn Quyền đã thành công đánh tập hậu Vũ, chiếm được Giang Lăng, bắt sống hết được vợ con tướng sĩ của Vũ. Quân của Vũ biết vậy nên tàn rã cả. Quyền lại sai Phan Trương, Chu Nhiên đem quân đón đường đánh lén Vũ, bắt được Vũ cùng con là Bình. Quyền muốn chiêu hàng Vũ để sau này đánh Tào Tháo, thì thuộc hạ lại bảo rằng hổ dữ chẳng thể nuôi, sau tất bị nó hại. Tào Công chẳng trừ bỏ người ấy, đã rước họa lớn đến mức phải bàn đến việc rời đô, nay há nên để cho sống. Quyền đánh sai đem chém Vũ, rồi đem đầu đến dâng Tào Tháo. Tháo lấy lễ chư hầu mà an táng Vũ. Đến mùa xuân năm 220, Tào Tháo chết ở Lạc Dương, thọ 66 tuổi. Tào Phi lên thay làm Ngụy Vương. Lưu Bị nghe tin Tào Tháo chết, sai phó quan là Hàn Nhiễm dâng điếu thư và đồ lễ sang phúng viếng. Tào Phi ghét việc bị Nhân lễ tang mà sang cầu thân, nên sai người chém Nhiễm, tuyệt đường giao hảo. Được chục tháng sau thì Tào Phi xoán ngôi nhà Hán, xưng đế, lấy niên hiệu là Hoàng Sơ, trở thành hoàng đế đầu tiên của nhà Tào Ngụy. Từ khi Tào Phi lên ngôi, Tôn Quyền bề ngoài cũng vâng lệnh xưng thần, nhưng thực tế thì không chịu khuất phục. Đến tháng 4 năm 222, Lưu Bị cũng xưng đế ở đất Thục, lấy ra Cát Lượng làm thừa tướng, Hứa Tĩnh làm tư đồ, đặt ra trăm quan, xây dựng tông miếu, hợp tế ở miếu cao hoàng đế Lưu Bang,
Lưu Bị bây giờ hận Tôn Quyền tập kích Quan Vũ, quyết định đồng trình. Đến mùa thu tháng 7, Bị thống suất 3 quân phạt Ngô. Trương Phi thống lĩnh hơn vạn quân cũng chuẩn bị từ Lãng Trung kéo về Giang Châu. Nhưng khi mới khởi quân, Phi lại bị bộ hạ dưới trướng là Trương Đạt, Phạm Cương giết, rồi cắt thủ cấp của Phi đem dâng cho Quyền. Việc ấy lại càng làm Bị thêm hận Tôn Quyền. Thấy Quyền gửi thư xin hòa, Bị nổi giận đùng đùng không nghe, đem quân đến đánh. Bị hành quân đến huyện Vu Sơn, Tỷ Quy, sai sứ giả dụ dỗ đám người Man Di ở quân Vũ Lăng, trao cho Ấn Tín, hứa sẽ phong thưởng. Do đó dân các vùng đấy đều phản Ngô theo thục. Quyền lấy Lục Tốn làm đại đô đốc, sai Chu Nhiên, Phan Trương đem quân đến chống thục. Lưu Bị một mặt lại sai Hoàng Quyền làm đô đốc các quân ở Giang Bắc, cùng với quân Ngô cự nhau ở Di Lăng. Bị nhiều lần cho quân khiêu khích, muốn dụ quân Ngô ra đánh. Các tướng Ngô muốn lên đánh nhưng Tốn không cho. Quả nhiên Lưu Bị biết kế mình không xong, lại dẫn 8.000 quân ẩn nấp từ trong hàng núi đi ra. Trong đám tướng lĩnh ấy có Tôn Hoàn là họ hàng với nhà Tôn Quyền, không phục Tốn nên tự đem quân đi lẻ, tự ý tấn công quân tiên phong của Lưu Bị ở Di Đạo. Lưu Bị đem quân đến vây. Các tướng xin Lục Tốn chi viện cho Hoàn nhưng Tốn không nghe, tin rằng Tôn Hoàn tự biết giải vây. Hai bên đánh nhau đến mùa xuân năm 222, sau thời gian dài giằng co mà Đông Ngô không chịu xuất binh. Thời tiết nóng nực, Bị liền cho quân đóng trại vào chân núi kéo dài mấy chục dặm. Lục Tốn nhận thấy thời cơ phá quân địch đã đến. Tốn bèn dùng kế, sai quân nắm các bó cỏ, dùng hỏa công mà đánh. Quả nhiên, quân Thục hoảng loạn, Tốn điều toàn quân đến đánh một lúc, giết được Phùng Tập, Trương Nam, cùng vua bọn Man Di là Samakha. Tốn tiếp tục tiến quân, đánh hơn 40 đồn quân Thục. Lưu Bị thua to, bỏ chạy lên núi Mã Yên, dàn trận phòng ngự. Lục Tốn lại thúc quân tấn công bốn phía, quân Lưu Bị dần vỡ lở, chết mất hàng vạn người. Bị nhân đêm tối bỏ chạy, rốt cuộc cũng về được thành Bạch Đế. Các đồ vũ khí, thuyền bè, đồ dùng của quân Thục đều bị quân Ngô cướp sạch, xác chết trôi nổi đầy sông. Hai viên tướng của Ngô là Lý Dị, Lưu A ngầm đem quân đến bám theo Lưu Bị đến tận tháng 8 mới lui về. Các tướng Từ Thịnh, Phan Trương của Ngô muốn đem quân đến bắt Lưu Bị, nhưng Lục Tốn, Chu Nhiên cho rằng Tào Phi đang tập hợp binh sĩ, mượn tiếng là đánh Lưu Bị, nhưng thực chất là đánh Ngô, nên cho quân rút về không đuổi nữa. Quả nhiên Tào Phi đem quân đến đánh Ngô, Tôn Quyền sai sứ đến chỗ Lưu Bị xin giảng hòa. Lưu Bị đồng ý, hai bên lại giao hảo. Lưu Bị ốm nặng mãi không khỏi, phó thác thái tử là Lưu Thiện cho thừa tướng Gia Cát Lượng, lại gọi các con đến dặn rằng: sau khi ta mất, anh em chúng mày phải coi thừa tướng như cha, lệnh cho người làm cộng sự giúp đỡ thừa tướng mà thôi. Đến mùa hạ năm 223, Lưu Bị chết, bấy giờ mới 63 tuổi. Về phía Tôn Quyền, nghe tin quân Tào Phi phái quân đến, cũng đem quân ra kháng cự. Mùa đông năm 222, thời tiết nổi gió lớn, quân Ngô bị chết đuối mấy nghìn người, quân còn lại phải rời về phía Nam Sông. Tào Hưu thấy vậy đem hàng vạn quân cùng 500 thuyền đến đánh Úc Tử Lăng, đánh phá xe cộ, cướp giết được vài nghìn người. Tướng Ngô là Từ Thịnh liền đem quân đuổi chém lại quân Ngụy, bắt giết được mấy trăm người. Đến tháng 3 năm 223, Tào Nhân phái 5.000 quân đi thuyền vượt bãi đất giữa lũy Nhu Tu, dẫn quân lẻ đến tấn công tướng Chu Hoàn của Ngô. Chu Hoàn đánh lại, hai bên đánh nhau đến cuối tháng thì các cánh quân Ngụy đều lui. Tháng 5 năm 223, tướng giữ thành Hí Khẩu là Tấn Tông giết tướng Vương Trực, rồi đem toàn quân đến hàng Ngụy, được nhà Ngụy cho làm thái thú quận Kỳ Xuân, nhiều lần tấn công biên ải của Ngô. Quyền liền sai tướng là Hạ Tề cùng Mi Phương đánh úp quân Kỳ Xuân, bắt sống Tông. Đến tháng 9, Ngụy Văn Đế Tào Phi đem quân đến quận Quảng Lăng, đứng nhìn qua sông lớn từ xa rồi than thở: bên đấy chưa đánh được, rồi cũng quay về. Thế là Quyền về cơ bản tạm yên được hai mặt. Năm 225, Quyền lệnh cho tướng Toàn Tông tiến xuống Nam đánh người Sơn Việt. Riêng quận Giao Chỉ, Tôn Quyền thấy là nơi đất xa nên cho tách từ Hợp Phố về Bắc đặt làm Quảng Châu, lấy Lã Đại làm thứ sử. Từ Giao Chỉ về Nam đặt làm Giao Châu, lấy Đái Lương làm thứ sử. Sau đó Quyền lại cử Trần Thời xuống thay cho thái thú Giao Chỉ thời Hán là Sĩ Nhiếp. Thế nhưng con của Sĩ Nhiếp là Sĩ Huy không chịu, tự nhận chức thái thú Giao Chỉ, xong lại đem quân tấn công Đại Lương. Lương phải ở lại Hợp Phố. Có người trong quận Giao Chỉ là Hoàn Lân can gián, khuyên Sĩ Huy nên đem người ra đón Đại Lương. Sĩ Huy nổi giận, cầm bàn vả chết Lân. Anh của Lân là Trị và con là Phát liền tập hợp binh sĩ để đánh Huy. Huy đóng cửa thành cố thủ, bọn Trị đánh đến mấy tháng không sao hạ được.
bèn hẹn nước giảng hòa kết thân, các bên đều bãi binh trở về. Nhưng bấy giờ, Lã Đại đã nhận được lệnh tru diệt Sĩ Huy, liền gấp rút hành quân không kể ngày đêm từ Quảng Châu tiến đánh. Đại sai người đến gặp Huy, khuyên Huy nhận tội, dẫu cho có mất chức quận thú nhưng vẫn được toàn mạng không phải lo gì. Thế là Huy cùng anh em của mình ra, cởi trần cúi rạp nghênh đón Lã Đại. Đại sai người mặc áo lại cho Huy, rồi sáng hôm sau đem đi giết, gửi thủ cấp về cho Tôn Quyền. Các anh em của Sĩ Huy được thả ra, mấy năm sau lại bị tru diệt. Về phía nhà Thục Hán, nước này cũng bị người Di ở Nam Trung quấy phá. Đến đầu năm 225, Gia Cát Lượng xuất quân tiến đánh Nam Trung. Nghe tin Mạnh Hoạch ở đó được người Di phục tùng, liền lệnh cho quân lùng bắt Hoạch. Lượng bắt được Mạnh Hoạch rồi, sai người đem đi khắp nơi bày trại rồi hỏi rằng quân của ta thế nào. Hoạch đáp: trước không rõ hư thực nên bị thất bại, nay được coi xét rõ doanh trại cũng chỉ đến thế, thắng cũng chẳng khó gì. Lượng cười thả ra cho đấu lại, 7 lần bắt 7 lần thả, mà Lượng vẫn sai thả Hoạch. Hoạch không bỏ đi nữa mà nói: uy danh của ông như trời vậy, người Nam không phản lại nữa. Rồi đến Điền Trì, Nam Trung được bình định, Lượng đều dùng lại những thủ lĩnh ở đấy. Có người can Lượng, Lượng nói: ví như để người ở lại, ắt phải lưu quân, lưu quân lại chẳng có lương ăn, đó là một điều không nên. Sứ Di mới bị tàn phá, cha anh mất con em, lưu quan mà không lưu binh, tất thành họa hoạn, đó là hai điều không nên. Người Di mới lụy mà phế bỏ hết đi là sai lầm, tự gây ra hiểu nhầm lẫn nhau. Nếu lưu người ở lại, tức là chẳng tin nhau, là ba điều không nên. Nay ta chẳng lưu binh, không phải chuyển lương, như thế kỷ cường tạm ổn, Hán Di cũng yên ổn vậy. Thế là hậu phương nước Thục yên ổn, Lượng lại giáo giết chuẩn bị binh mã đi phạt Ngụy. Đến đầu năm 227, Lượng cất quân ra Bắc đóng ở Hán Trung. Trước khi đi, Lượng dân xuất sư biểu lên Thục Đế, tỏ rõ muốn hoàn thành di nguyện Bắc phạt, thu về thiên hạ của Tiền Đế. Về phía nhà Ngụy lúc này, Tào Phi đã mất, còn là Tào Duệ lên ngôi, tức Ngụy Minh Đế. Lúc trước nhà Ngụy cho rằng chỉ có Lưu Bị mới có chí cầm quân Thục đi tranh đoạt thiên hạ, nên nghe tin bị chết thì chẳng nghĩ gì đến chuyện phòng bị. Bây giờ bỗng tin nghe tin Gia Cát Lượng xuất quân tiến đánh, cả triều đều kinh hãi. Trong đó vùng Lũng Hữu, Kỳ Sơn bị cho là đáng quan ngại nhất. Đúng năm 228, Lượng tung tin theo lối Tà Cốc mà ra đánh Mi Thành, lại sai Triệu Vân, Đặng Chi làm nguy binh, chiếm giữ Cờ Cốc. Lượng cầm quân ra đóng ở Kỳ Sơn, quân sĩ mũ giáp chỉnh tề, thường phạt đầy đủ mà hiệu lệnh nghiêm minh. Hai quận An Định, Nam An đều hưởng ứng Lượng mà ra hàng. Lượng lại vây Thiên Thủy, phá Ký Thành, bắt được Khương Duy, quận Thiên Thủy cũng theo hàng Lượng. Đã thế, Lượng lại dụ Mạnh Đạt, trước kia đã hàng Ngụy, làm ngoại viện, liền gửi thư cho Đạt, mượn chuyện tình cảm ngày trước mà xui Đạt phản Ngụy. Đạt nhận được thư của Lượng thì hết sức vui mừng, liền phản lại Ngụy. Lúc bấy giờ cả đám triều thần còn chưa biết đưa ra sách lược gì, thì Ngụy Đế Tào Duệ nói: Lượng dựa vào núi non cách trở, nay lại tự đến, đã hợp với kế sách trong binh thư của bậc trí giả. Và chăng Lượng tham ba quận, chỉ biết tiến mà không biết thoái, nay nhân cơ hội này tất sẽ phá được. Nói xong, Duệ vội phái Tư Mã Ý cùng lão tướng Trương Cáp đem quân ra đánh. Tư Mã Ý đến Tân Thành đánh Mạnh Đạt, Đạt kháng cự không nổi, bị Ý chém được. Trương Cáp thì dẫn quân tấn công tướng của Lượng là Mã Tốc ở Nhai Đình. Mã Tốc cậy hiểm ở phía nam núi, không thèm xuống đấy đóng thành lũy. Tướng đi cùng là Vương Bình, vốn là người xuất thân từ quân ngũ, ra sức khuyên ngăn nhưng Tốc không nghe. Quả nhiên, Trương Cáp cắt đứt luôn đường cấp nước của quân Mã Tốc, rồi đem quân tiền đánh tan quân Tốc. Vương Bình lúc này chỉ có hơn 1.000 quân, ra sức đốc trận chống cự rất hăng, làm Cáp nghi có phục binh mà không dám đuổi. Bình nhân thế từ từ thu nhặt tàn quân, đốc xuất chúng mà rút về. Triệu Vân cùng Đặng Chi lúc này cũng cự nhau với đại tướng quân của Ngụy là Tào Chân ở Cờ Cốc, nhưng tướng quân lực lượng quá lệch, hai người đánh không lại quân Ngụy nên cũng làm nghi binh cố thủ, rồi sau đó cũng lùi mình. Gia Cát Lượng cũng triệt thoái được quân khỏi Kỳ Sơn, cho lùa mấy ngàn trai gái vào đất Thục. Tào Chân sau cũng đem quân để đánh nốt An Định. Tướng Dương Điều ở đấy ức hiếp dân chúng, giữ thành một tháng trời, rồi cũng phải tự trói mình ra hàng. Ba quận đầu hàng đều bị quân Ngụy lấy lại được. Người quận Nam An, Thiên Thủy đều vì theo Lượng mà bị đánh phá. Về phía Gia Cát Lượng, sau khi rút quân về thì điều tra rõ sự tình, đem giết Mã Tốc để tạ tội với Sĩ Tốt. Còn Vương Bình bởi có công lao hiển hách, được phong chức làm tham quân,
thống quản ngũ bộ, kiêm chức đường doanh bộ. Sau Lượng chỉ thấy duy nhất quân Triệu Vân không mất mát gì nên hỏi: việc rút quân ở Nhai Đình, binh tướng ta chẳng ai không bị thiệt hại. Việc lui quân ở Cơ Cốc, binh tướng ở đấy chẳng mấy tổn thất. Là sao vậy? Chỉ thưa rằng, Vân tự thân đi Đoạn Hậu, quân tư trang vật dụng đều không bỏ sót, binh tướng được vô sự nên không tổn thất gì. Vân lấy được nhiều quân tư trang và vải lụa thừa. Lượng sai đem những vật ấy bàn cho tướng sĩ của Vân, nhưng Vân lại nói rằng, việc quân đã bất lợi, sao có thể nhận phần thưởng được. Xin đưa đến vào kho tàng ở Xích Ngạn, đợi đến tháng 10 sang đông giá rét mà bàn thưởng. Lượng cũng thấy đó là phải mà nghe theo. Sau đó, Lượng lại viết sớ xin Thục Đế Lưu Thiện biếm quan 3 bậc để phạt lỗi lầm. Lưu Thiện nghe theo, giáng Lượng làm hữu tướng quân nhưng vẫn nắm quyền thống soái như trước. Sau lần này, vua Tôi nước Ngụy cũng không lơ là phòng bị quân Thục như trước. Riêng Tào Chân sau khi dẫn quân ra Kỳ Sơn đã cử ngày Hắc Chiêu, Vương Song tu sửa thành Trần Thương nhằm phòng ngự Gia Cát Lượng tiến ra lần nữa. Ở tập trước, Gia Cát Lượng đánh Ngụy, dù thu được vài ngàn dân ở các quận Thiên Thủy, Nam An, An Định, chiêu hàng được tướng tài là Khương Duy. Thế nhưng tướng dưới quyền Lượng là Mã Tốc lại bại trận ở Nhai Đình, khiến quân Thục tổn thất nặng. Quân Thục rút về mà không chiếm nổi một tấc đất nào. Bấy giờ Đại Tư Mã, Dương Châu Mục nước Ngụy là Tào Hưu cũng nhận thấy nguy cơ từ tình thế liên minh Ngô Thục được tái lập, liền dẫn quân để đánh Ngô, mưu lập công thống nhất thiên hạ. Thái thú Bà Dương của Ngô khi ấy là Chu Phường liền thực hiện kế trá hàng, tự cắt tóc làm tin, tỏ rõ ý muốn theo Ngụy. Hưu quả nhiên tin Phường mà không nghi ngờ gì, tự tin dẫn 10 vạn đại quân tiến thẳng đến huyện Hoản, đúng như hướng dẫn của Chu Phường. Chu Phường liền tập hợp quân cùng hai danh tướng Lục Tốn, Toàn Tông đến đánh nhau với quân Hưu. Hưu bấy giờ mới biết được kế của quân Ngô, nhưng lại thẹn với bị lừa, tự cậy vào quân Mã Đồng Khỏe, cứ dẫn quân đến giao chiến. Lục Tốn liền tự mình làm trung quân, sai Chu Hoàn, Toàn Tông chia làm hai cánh tả hữu, ba đường cùng đánh, đánh tan quân Ngụy, buộc Tào Hưu phải dẫn quân về phía Bắc. Quân Ngô sau đó tiến thẳng đến Giáp Thạch, bắt chém hơn vạn quân Ngụy, cướp sạch đồ dùng vũ khí. Quay về với Thục, một năm sau chuyến Bắc phạt lần thứ nhất, loạt tướng tài Thục Hán từ Triệu Vân đến Dương Quần, Mã Ngọc cùng hơn chục tướng giữ đồn, vốn đều là những tinh hoa của nhà Thục thu thập được sau hàng chục năm đều mất. Gia Cát Lượng lo sợ rằng nếu cứ như thế này thì Ngụy lại mạnh, Thục lại yếu đi, đến sau này không còn đủ sức chống Ngụy. Nhưng đến năm 228, Lượng lại bất ngờ nghe tin hai tướng Lục Tốn, Toàn Tông của Ngô mới đánh bại quân Ngụy, nên lại muốn nhân cơ hội Ngụy suy yếu mà dâng biểu xin Thục chủ Lưu Thiện cho đem quân đánh Ngụy lần nữa. Lưu Thiện nghe theo cho Lượng đem quân đánh Ngụy. Lần này Lượng đem quân ra Tán Quan vây Trần Thương. Dũng tướng nhà Ngụy là Hắc Chiêu giữ ở đó, chống cự kiên cường khiến Gia Cát Lượng không sao phá được. Lượng tung kế liền sai bạn cùng làng với Hắc Chiêu là Cận Tường đứng ngoài thành thuyết phục Chiêu đầu hàng. Chiêu ở trên thành đáp lời Tường rằng: điều mục luật pháp nước Ngụy ông đã từng quen, tôi là người thế nào ông cũng đã biết. Tôi nhận ơn lớn của quốc gia mà lại coi trọng môn hộ, ông có lời nào có thể nói được đây? Mà dù ông có lời để nói thì tất chỉ có chết rồi tôi mới chịu nghe. Ông về nói cho Gia Cát Lượng biết, có thể mau đánh thành đi. Tường lấy lời Chiêu về báo với Lượng. Lượng sai Tường ra thuyết phục Chiêu lần nữa. Chiêu lại bảo Tường rằng: lời tôi nói trước đây không thay đổi được. Tôi nhận ra ông, nhưng mũi tên của tôi không biết ông đâu. Tường lại đành quay về. Lượng tự nghĩ có quân tính đến hàng vạn mà Chiêu binh lực chỉ hơn nghìn. Hơn nữa tính rằng quân ở phía đông đi cứu chưa thể mau chóng đến nơi được, liền đem quân cấp tốc đánh Chiêu lần nữa. Thấy Trần Thương thành trì vững vàng, Lượng liền điều động xe nặng kéo thang mây lớn đến áp sát chân thành. Chiêu ở trên thành sai quân lấy tên cháy bắn xuống làn thang mây của Lượng cháy tơi bời, quân Lượng trên thang đều bị chết thiêu. Chiêu sau đó lại sai quân lấy dây buộc đá ném vào, đập gãy xe Lượng. Lượng lại cho quân đứng trên chòi cao trăm thước bắn tên yểm trợ cho quân lấy đất lấp hào, muốn treo thẳng vào thành mà đánh. Chiêu ở trong thành lại cho quân đắp thêm bức tường lớn nữa, chặn được quân của Lượng. Lượng không dùng được cách nào thì quân Ngụy đã chi viện tới nơi nên đành phải rút lui.
Tướng Ngụy là Vương Song dẫn kỵ binh truy kích Lượng. Lượng cho quân ra giao chiến, đánh bại được quân Ngụy. Vương Song cũng bị quân của Lượng giết chết. Đến mùa xuân năm 229, Lượng sai tướng Trần Thức đem quân tấn công Vũ Đô, Âm Bình. Lượng thắng trận, thu về được hai quận. Đến mùa thu năm 230, Tào Duệ quyết định đem quân đánh thục, cho Tư Mã Ý từ Tây Thành, Trương Cáp đi hướng Hàng Tí Ngọ, còn Tào Chân từ đường Tà Cốc đánh đến Hán Trung. Gia Cát Lượng liền cho quân xây thành phía các dốc núi để phòng bị. Nhưng đúng lúc đấy trời lại mưa lớn liên biên, các đường xá quân Ngụy đi qua đều bị nứt nẻ, nên các tướng đành dẫn quân quay về. Gia Cát Lượng nhân đó liền sau Ngụy Diên tiến quân tập kích thứ sử Uống Châu nước Ngụy là Quách Hoài ở Dương Khê. Diên thắng trận, đánh tan quân Quách Hoài. Lưu Thiện biết tin, nhân Lượng liên tiếp lập công, trước thì đánh bại Vương Song, sau lại tập kích đánh tan quân Quách Hoài mà phục chức thừa tướng cho Lượng. Lại nói về Đông Ngô, sau đại thắng Tào Hưu, đến năm 229, tôn quyền xưng đế, truy tôn cha là Phá Lỗ tướng quân Kiên làm Vũ Liệt hoàng đế, anh là Thảo Nghịch tướng quân Sách làm Trường Sa hoàn vương, cho Thái tử Đăng làm Hoàng thái tử. Quyền lên ngôi xong cũng gửi ngay thư đến Thục, tỏ ý muốn cùng Thục phân chia thiên hạ. Các quan ở Thục biết tin liền bàn nhau cho rằng nên cắt đứt hòa hiếu, nhưng Lượng lại nói: Quyền có tâm ý tiếm nghịch đã lâu, quốc gia sở ý bỏ qua ý đồ gây hấn ấy, cầu lấy thế ỷ dốc cứu giúp nhau. Nay nếu công nhiên tuyệt giao với họ, ắt thù hận của họ với ta rất sâu sắc. Đương nhiên chúng ta phải rời quân sang đông, cùng với họ đấu lực, thôn tính đất đai của họ, rồi mới tính đến chuyện Trung Nguyên. Hiểm vì bên ấy hiện tại đông đúc, đồng lòng nhất ý, chưa thể một sớm dẹp yên. Dừng binh giang co, ngồi mà đợi già, khiến kẻ địch ở phương Bắc được lợi, chẳng phải là thượng sách. Rồi Gia Cát Lượng một mặt lại xin đánh Ngụy lần nữa. Lưu Thiện nghe theo, liền sai sứ đến chúc mừng Tôn Quyền lên ngôi đế, rồi lại cho Gia Cát Lượng dẫn quân tấn công Kỳ Sơn. Tôn Quyền thấy sứ Thục đến, bèn bày ra ý muốn cùng Thục phân chia thiên hạ. Theo đó, nếu có kẻ làm hại đến Thục Hán, thì Ngô sẽ đánh kẻ đó. Còn kẻ nào hại đến Ngô thì Thục sẽ đền đánh. Hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Thế nhưng không lâu sau khi Tôn Quyền xưng đế, mầm mống cho sự suy yếu của Ngô đã bắt đầu hình thành. Số là năm 230, Quyền vì muốn mở rộng thêm các vùng lãnh thổ mới mà sai hai tướng quân là Vệ Ôn và Gia Cát Trực đem hơn 10,000 binh sĩ mặc giáp vượt biển đi tìm hai vùng đất mà người Trung Quốc mới được biết đến một cách hết sức mơ hồ qua những trang sử cũ. Đó là Di Châu, Đài Loan và Đản Châu này thuộc Nhật Bản. Theo tương truyền, Tân Thủy Hoàng sai phương sĩ là Từ Phúc đem mấy nghìn trẻ con trai gái vào biển tìm thuốc tiên và núi thần Bồng Lai ở hai nơi đó. Nhưng khi đến nơi, đám người này bèn ở lại đó mà không về. Đến thời này, hậu duệ những người ở lại đảo đó đã được đến vạn nhà, thường giao thương với Hoa Hạ. Tuy nhiên, chuyến thám hiểm của Tôn Quyền lần này lại không thu về được gì ngoài mấy nghìn thổ dân ở Di Châu bị bắt đem về. Đổi lại là trong số 10,000 giáp sĩ ra biển thì có đến 9/10 trong số đó bị bệnh tật hoặc chết. Về sau, cả hai tướng Vệ Ôn và Gia Cát Trực cũng bị Quyền bắt vào ngục vì không lập được công trong trận đánh với người Man Di ở Vũ Lăng. Đến mùa xuân năm 232, Quyền sai tướng Chu Hạ đem quân vượt biển, toàn đánh Ngụy từ hướng Liêu Đông. Nhưng đến tháng 9, Hạ lại bị tướng Ngụy là Điền Dư chặn đánh, Chu Hạ tử trận. Đến tháng 10 năm ấy, thái thú Liêu Đông là Công Tôn Nguyên đến xưng thần với Ngô, dâng ngựa tốt, chim quý làm lễ vật. Quyền mừng lắm, liền phong cho Uyên tước Yên Vương, coi Liêu Đông là lãnh thổ của mình. Đến mùa xuân năm 223, Quyền vì lo cho bề tôi Công Tôn Uyên phải sống ngay bên sơn giặc Ngụy, gánh vác một vùng. Dẫu hết lòng vì nước, nhưng đường lối chẳng thông, liền quyết sai bọn Thái Thường Trương Di, tướng quân Hạ Đạt, đem 10,000 quân, vàng ngọc, châu báu, các vật lễ cửu tích vượt biển đến Liêu Đông bảo vệ Uyên. Thế nhưng đám người của Quyền vừa đến nơi, Uyên lại cho chém sạch, đem đến dâng nhà Ngụy, thu lấy hết đồ dùng. Quyền biết tin thì giận lắm, định đích thân đem quân vượt biển lên đánh Uyên, sau quân thần can mãi mới thôi. Về phần Gia Cát Lượng, sau khi Tôn Quyền xưng đế, lại cất quân đến đánh Ngụy. Đúng lúc đại tư Mã Tào Chân nhà Ngụy lại bị bệnh nặng, Tào Duệ liền triệu tập Tư Mã Ý từ Kinh Châu về triều, giao cho trọng trách đến Trường An đôn đốc các tướng Trương Cáp, Đới Lăng, Quách Hoài tăng cường phòng ngự. Tư Mã Ý đến nơi, liền sai Phí Diệu, Đới Lăng đem 4,000 quân đến phòng thủ Thượng Nhai, còn lại thì dẫn hết đến Kỳ Sơn mà đánh nhau với Gia Cát Lượng. Lượng thấy vậy liền ra tay trước, đích thân dẫn quân đến tấn công Thượng Nhai.
Hai cánh quân Quách Hoài, Phí Diệu ở hai hướng liền đồng loạt tập kích Lượng, nhưng lại bị Lượng tập kích ngược lại, đánh cho hai quân của Ngụy bị thua tàn tác. Đánh Quách Hoài xong, lại đụng đúng quân Tư Mã Ý đóng ở Thượng Nhài, nhưng Ý không tấn công mà chỉ dựa vào hiểm địa mà phòng thủ. Lượng thấy vậy liền cho quân quay về. Tư Mã Ý thấy Lượng rút quân, ngay lập tức cho quân tiến theo đến tận Lỗ Thành. Tướng Trương Cáp thấy lạ liền bảo: "Bên kia từ xa đến đánh ta, muốn đánh không được, ấy là ta không đánh mà có lợi, muốn dùng kế lâu dài để kiềm chế họ. Và lại quân Kỳ Sơn biết rằng đại quân ở gần đây, cũng yên tâm cố thủ. Ta có thể dừng viện, đóng binh giữ vững thế này, nên chia một đội kỳ binh, bất ngờ vòng phía sau đánh tập hậu, chứ chẳng nên tiến quân mà không dám quyết đấu, ngồi yên một chỗ khiến người dân mất cả hy vọng. Nay lượng ít quân thiếu lương, cũng phải rút vậy." Nhưng Tư Mã Ý vẫn không nghe, chỉ cho quân bám theo chứ không giao chiến. Các tướng Ngụy thấy Ý mãi không giao chiến nên nóng lòng đòi Ý đánh cho bằng được. Ý đánh sai Trường Cáp dẫn quân tấn công tướng phòng giữ vòng vây phía nam của Thục là Hà Bình, còn mình tự dẫn quân đánh thẳng vào cánh chính của Gia Cát Lượng. Lượng lập tức sai ba tướng Ngụy Diên, Cao Tường, Ngô Ban dẫn binh tiếp chiến. Quân Lượng đại thắng, thu được 3.000 thủ cấp quân Ngụy. Ý sau trận thua lại phải quay về phòng thủ mà không dám đánh. Sau Lượng hết lương phải quay về, Tư Mã Ý liền sai Trường Cáp đuổi đánh. Cáp bảo: "Quân Pháp dậy, vây thành tất phải mở lối thoát cho giặc. Quân địch chạy chớ nên đuổi theo." Nhưng Tư Mã Ý không nghe. Cáp bất đắc dĩ phải đem quân truy kích Lượng đến tận Mộc Môn, đánh nhau với Lượng. Hai bên giao chiến với nhau, quân Lượng từ trên cao bắn cung nỏ loạn xạ xuống. Cáp bị trúng tên vào đầu gối mà chết. Quân Thục rút về an toàn. Đến năm 239, Gia Cát Lượng lại đem quân đánh Ngụy. Lần này toàn quân nước Thục đem theo lối Tà Cốc tiền đến. Lượng đến nơi, chiếm núi Võ Công trên Ngũ Trượng Nguyên, cùng Tư Mã Ý đánh nhau ở bờ nam sông Vị. Để tránh tình trạng quân doanh thiếu lương phải rút lui như những lần trước, Lượng liền chia binh lập đồn điền cho binh lính làm ruộng lẫn với dân, tính tự cung ứng lương thực để làm kế lâu dài. Thế nhưng, lúc đem quân đến khiêu chiến, Tư Mã Ý lại chỉ cố thủ không đánh. Cũng trong thời gian này, Tôn Quyền cũng phái quân đến tấn công Ngụy, đưa Ngụy vào thế phải chống chịu hai mũi tấn công chủ lực một lúc. Quyền một mặt cho bọn Lục Tốn, Gia Cát Cẩn đóng quân ở Giang Hạ, Miện Khẩu. Bọn Tôn Thiều, Trương Thẳng tiến quân đến Quảng Lăng, Hoài Dương. Còn Quyền đem đại quân vây Tân Thành, quận Hợp Phỉ. Tào Duệ được tin quân Ngô đến xâm phạm, liền thân trinh đem quân đến đánh. Quyền được tin Ngụy Đế đích thân dẫn đại quân đến, đánh cùng Tôn Thiều lui quân. Về phía cánh quân của Lục Tốn và Gia Cát Cẩn, có người thân của Tốn là Hà Biển nhận lệnh Tốn, đem biểu đến tấu báo tình hình chiến sự với Quyền, nhưng lại bị địch bắt. Gia Cát Cẩn nghe tin thì lấy làm lo lắng, liền gửi thư cho Tốn rằng: "Xe vua đã về, giặc bắt được Hà Biển, biết cả đường đi của quân ta, và lại nước sông khô cạn, nên nhanh đi thôi." Tốn chưa đáp, chỉ sai người trồng rau, cùng các tướng đánh cờ vui vẻ như thường. Gia Cát Cẩn từ đến gặp Tốn. Tốn nói: "Giặc biết xe vua đã về, không biết làm gì lại chuyển sức đánh sang ta. Ta lại đã giữ chỗ yếu hại, quân tướng muốn đánh, lại đã tự định kế để làm yên lòng chúng, bày đặt kế hay, rồi mới ra đánh. Nay ta tỏ vẻ rút lui, giặc tất bảo ta sợ, tất đến vội vã, đấy là thế tất phá được giặc vậy." Thế là Tốn bèn ngầm bày kế với Cẩn để rút lui mà không phát giác ra cho quân Ngụy. Tốn đem hết quân mã đi lên hướng đến thành Tường Dương. Địch vốn sợ Tốn vội vàng vào thành. Tốn sai Cẩn đem thuyền ra. Tốn thong thả sửa sang đội ngũ, khuếch trường thành thế, đi bộ lên thuyền mà về, địch không dám đánh. Nhưng về sau cánh quân của Lục Tốn cũng không có thêm bất kỳ động thái tấn công Ngụy lần nào nữa. Kế hoạch tấn công Ngụy ở thế gọng kìm của liên minh Ngô Thục chính thức phá sản. Tại mặt trận phía Tây, Tư Mã Ý vẫn tiếp tục đóng quân cố thủ chứ quyết không ra đánh. Gia Cát Lượng bèn sai sứ đến dụ, nhưng sứ của Lượng đến, Ý cũng chỉ hỏi chuyện ăn ngủ và việc làm thường ngày, tuyệt nhiên không bàn đến việc binh. Sứ của Lượng mới buột miệng nói rằng Gia Cát Công thức khuya dậy sớm, án phạt từ 20 gậy trở lên đều tự mình xét hỏi, mà mỗi bữa ăn chẳng được mấy. Ý nghe vậy liền nói Lượng sắp chết rồi. Thế là Ý tiếp tục cầm giữ với Lượng hơn trăm ngày nữa. Quả nhiên đến tháng 8 năm 234, Lượng ốm nặng, biết mình sắp mất. Lượng liền bí mật cùng trưởng sử Dương Nghi, Từ Mã Phí Y, hộ quân Khương Duy họp chuyện lui quân, sai Ngụy Diên đi bọc hậu, tiếp nữa là Khương Duy. Biết tính Ngụy Diên nóng nảy ương ngạnh, Lượng dặn mọi người nếu Diên không vinh mệnh thì cứ tự dẫn quân về rồi tìm cách xử trí.
Quả nhiên không lâu sau, Lượng chết ở trong quân khi mới 54 tuổi. Các tướng của Lượng liền họp nhau, định cùng Dương Nghi chỉnh đốn binh sĩ và rút về. Tiếp đó, Nghi lại lệnh cho Phí Y đến thăm dò ý Ngụy Diên. Diên đáp: "Thưa tướng, tuy mất đi, nhưng ta vẫn còn đây. Vậy chỉ nên phái phủ quan lo việc tang lễ, đưa thi thể thừa tướng về chôn cất. Ta sẽ thống suất bà quân đánh giặc. Hà cớ gì vì một người chết đi mà phải phế bỏ việc lớn thiên hạ nhỉ? Và lại Diên ta là người thế nào, sao có thể chịu sự chỉ huy của Dương Nghi để nhận việc đi đoạn hậu như vậy sao?" Thế rồi cùng với Vĩ bàn chuyện theo về hay ở lại, sai Vĩ viết thư cùng với mình ký tên thông báo với chư tướng. Vĩ thấy Diên đang hang máu, liền nói dối Diên rằng: "Bây giờ tôi trở về nói lại với Dương Trường Sử." Trường Sử nghe thấy như thế, vốn ít trải việt quân, ắt chẳng theo mệnh trước nữa vậy. Lục Vĩ ra khỏi cửa, vội vã duỗi ngựa trở về. Diên mới hối hận đuổi theo thì đã không kịp. Tư Mã Ý qua thám báo, lúc này cũng biết tin Lượng mất, liền dẫn quân đuổi theo. Dương Nghi bèn sai Khương Duy quay cờ gióng trống, nhắm thẳng hướng Tư Mã Ý mà đánh. Tư Mã Ý liền lui quân mà không dám đánh thêm. Trong khi đó, Ngụy Diên lại sai người dò xét bọn Nghi, thấy mọi người vẫn theo mệnh như trước của Lượng, các tướng trong doanh lần lượt dẫn quân trở về. Diên giận lắm, thấy Nghi mới đi chưa xa, mới khinh suất đốc quân theo lối tắt trở về Nam Cốc trước, đóng quân chẹn đường đốt sạn đạo. Cả Diên và Nghi đều cùng dâng biểu kể tội phản nghịch của nhau. Trong vòng một ngày, biểu văn khẩn cấp đưa về liên tiếp. Lưu Thiện đem việc ấy hỏi thị trung Đồng Doãn, trưởng sử Tưởng Uyển. Nhưng do Diên vốn khi trước thường bất hòa với mọi người, nên cả Uyển, Doãn đều ngờ vực Diên. Bọn Dương Nghi lúc này ra sức đốc quân phạt cây để thông đường sạn đạo, hành quân đêm ngày theo sau Diên. Diên đến trước, đóng quân ở Nam Cốc Khẩu, phái binh đón đánh bọn Nghi. Nghi bèn lệnh cho tướng Vương Bình đến trước trận đánh Diên. Bình xông lên mắng Diên rằng: "Thưa tướng mới mất, thi thể còn chữa lại, bọn người sao dám như vậy?" Binh sĩ của Diên nghe thấy biết lỗi, đều ở Diên, chẳng ai theo mệnh nữa, đều tan đi cả. Diên bị cô lập mới dẫn con cái cùng mấy kẻ tay chân đào tẩu chạy vào Hán Trung. Nghi sai mã đại đuổi theo chém được Diên, đem thủ cấp dâng cho Nghi. Quay lại với nước Ngô ở phía đông, tháng 8 năm 234, Tôn Quyền cũng phải lo đối phó với một cuộc nổi dậy do người dân ở Đan Dương. Lúc này, thái thú Đan Dương là Gia Cát Khác, chính là con Gia Cát Cẩn, được đem cử quân đến trấn áp. Khác đem quân đến, hạ lệnh chia giữ các chỗ hiểm yếu, chỉ đóng giao lũy mà không giao tranh. Cứ như thế, vào lúc vụ lúa chín, Khác cho quân ra gặt sạch lúa, khiến lúa cũ đã hết. Ruộng mới lại không gặt được, khiến dân nổi loạn, không còn lương ăn mà phải ra hàng. Đến năm 238, Tư Mã Ý của Ngụy đem quân đánh Khác. Khác đem quân đến đồn Sài Tang, hỏng kháng cự. Tôn Quyền thấy vậy liền phát binh đến cứu, rồi ra lệnh cho Khác rút lui. Nhưng sau sự kiện dám đối đầu với một đối thủ được xem là kình địch của Gia Cát Lượng này, danh tiếng của Gia Cát Khác lại tăng thêm bội phần. Đến năm 239, Tôn Quyền đáp trả, sai tướng quân Tôn Di đem quân đánh đến Liêu Đông, bắt được rất nhiều dân chúng. Năm 241, Tôn Quyền lại phái Toàn Tông đến tấn công miền Hoài Nam của Ngụy. Tướng Toàn Tông đánh thắng quân Ngụy, giết được 10,000 quân Ngụy cùng tướng của chúng là Tần Hoàng. Năm 243, tướng Gia Cát Khác đánh huyện Lục An của Ngụy, phá tan trại quân Ngụy, bắt được dân chúng ở đấy. Đến năm 245, Lục Tốn chết, Gia Cát Khác lên thay, đóng giữ ở Kinh Châu, giữ chức đại tướng quân. Đến năm 246, tướng Chu Nhiên của Ngô đem quân tấn công huyện Tô Trung của Ngụy. Tướng Ngụy Lý Hưng nghe tin Nhiên xâm nhập, liền đốc xuất 6,000 quân bộ kỵ cắt đứt đường phía sau của Nhiên. Nhiên trong đêm xuất binh đón đánh tan quân Hưng, giết hơn 1,000 người rồi kéo về. Về triều đình Thục Hán, từ khi Gia Cát Lượng chết, Thượng thư lệnh Tưởng Uyển sau được phong làm đại tướng quân cùng Phí Y thay nhau nắm quyền, cáng đáng việc nước. Được một thời gian thì Thục Đế Lưu Thiện muốn nhân lúc Ngụy đang bận dồn quân tấn công Liêu Đông mà ra lệnh cho Tưởng Uyển đem quân đánh Ngụy. Số là Công Tôn Uyên ở Liêu Đông, cậy mình ở xa, hết trở mặt với Tôn Quyền, theo lại với nhà Ngụy, rồi lại cố ngăn cách, không cho Đông Di, tức là các cư dân thiểu số phía Đông, qua lại với Hoa Hạ. Đến khi Gia Cát Lượng chết, Ngụy Đế Tào Duệ nhận thấy mặt phía Tây không còn quá nguy cấp, liền quyết diệt Liêu Đông, sai Tư Mã Ý đem quân cùng Thứ sử U Châu là Vô Kỳ Kiệm cùng hợp quân tấn công Uyên. Công Tôn Uyên liền phát binh tấn công Vô Kỵ Kiệm trước, nhưng đánh không lại, phải quay về. Đến năm 238, cánh quân của Tư Mã Ý cũng tiến được đến Liêu Đông. Quân Công Tôn Uyên thua to, Uyên bị giết chết. Quân Ngụy vừa bình định xong Liêu Đông, Tư Mã Ý quay trở về, thì biên giới nhà Ngụy lại bị quân Cao Câu Ly đến đánh cướp.
Nhưng sau đó không lâu, quân Cao Câu Ly bị Vô Kỵ Kiệm đánh bại. Đừng một năm sau, Ngụy Đế Tào Duệ chết. Phó thác cho con là Thái tử Tào Phương cùng việc nước cho Tào Sảng và Tư Mã Ý. Quay lại phía nước Thục, sau khi nhận lệnh tấn công Ngụy, Tưởng Uyển liền chuẩn bị thuyền bè định xuôi theo sông Hán mà đánh thẳng vào Ngụy Hưng, Thượng Dung. Nhưng đang lúc chuẩn bị chưa xong thì Uyển phát bệnh, bọn Khương Duy phí y đến thay. Khương Duy lại chủ trương nhân người dợ hồ ở vùng Lượng Châu nổi loạn chống nhà Ngụy. Đến năm 240 thì đem quân tấn công các xứ Lũng Tây bị Quách Hoài tấn công. Duy rút chạy, bị Hoài đuổi đến tận Cương Trung. Đuổi Duy xong, Hoài lại đem quân tấn công lãnh thổ người Đê, người Khương. Sau đó Hoài lại tăng cường kiểm soát của Ngụy đối với miền Quan Trung bằng cách cho các bộ lạc người Khương, Đê đến huyện An Định làm dân giữ biên ải. Đây cũng chính là một trong những điểm khởi phát cho loạn ngũ hồ làm sụp đổ nhà Tấn sau này. Đến năm 244, Quách Hoài lại làm tiên phong cùng Hạ Hầu Huyền đánh Thục, nhưng đánh không được, phải rút quân về. Đến năm 247, Khương Duy lại đem quân đàn áp cuộc nổi loạn của người Khương, người Di ở Vấn Sơn, xong tiện đem quân tiến ra các địa giới xứ Lũng Tây, Nam An, Kim Thành, liên kết với các bộ lạc người Đê, Khương cùng tấn công các thành trì Lương Châu. Thảo Thục tướng quân nước Ngụy là Hạ Hầu Bá liền đem quân ra đóng ở trại Vĩ Xí để đánh với Duy. Quách Hoài lúc này cũng đem quân gần đến, biết rằng Duy tất tấn công Bá trước nên đã vòng qua phía nam theo lối tắt đến hỗ trợ Bá, thì quả nhiên thấy Duy đang vây Vĩ Xí. Khương Duy đánh không được đành rút về. Duy rút về xong, Quách Hoài lại đem tấn công các thủ lĩnh người Khương làm loạn, giết các thủ lĩnh của họ cùng hơn một vạn nhà. Đến năm 248, có người là Già Tắc nổi dậy chống lại Ngụy, đóng quân ở thành Hà Quan, Bạch Thố để chống cự. Quách Hoài một mặt vờ đem quân lên đầu nguồn sông, nhưng thực ra là ngầm xuôi quân bất ngờ tấn công vào thành Bạch Thố, đại phá quân Già Tắc. Sau đó có người là chị Vô Đái đem quân đánh thành Vũ Uy. Hoài biết chị Vô Đái vẫn để người nhà ở thành Tây Hải, liền đem quân tấn công Tây Hải, nhưng vừa lúc đấy lại gặp Đái dẫn quân quay về. Hai bên đánh nhau, Đái bỏ chạy về phía Khương Duy, lúc này cũng đang đem quân từ Cường Xuyên lên. Ở Âm Bình, tướng Thục là Liêu Hóa cũng đang giáo giết, vừa xây dựng phòng tuyến, vừa chiêu mộ tàn quân của các bộ lạc người Khương nổi dậy bị Ngụy phá. Hoài thấy vậy liền đem quân tấn công Liêu Hóa, khiến Khương Duy buộc phải đến cứu Hóa. Hạ Hầu Bá nhân đó xuất quân đuổi luôn Khương Duy ở Đạp Trung, làm thất bại kế hoạch xâm phạm của Thục. Về phía nội bộ triều đình nhà Ngụy, có đại tướng quân nước Ngụy là Tào Sảng, vốn là người bất tài. Do là người cùng họ nên trước khi chết được Ngụy Đế Tào Duệ phó thác con côi cho cùng Tư Mã Ý. Sảng trước đó có đem quân đánh Hán Trung của Thục, nhưng gặp tướng Vương Bình kiên cường kháng cự nên đánh không lại. Sau Vương Bình lại được Phí Y đem quân tiếp viện, Sảng phải đem quân về. Đã không nên công trạng gì, Sảng về triều lại tỏ vẻ chuyên quyền, muốn lấn quyền của Tư Mã Ý nên bị ý hại chết vào năm 249. Tướng Hạ Hầu Bá của Ngụy nghe tin Tào Sảng cùng đồng đảng bị ý diệt, lo sợ bị hại đến thân nên quyết định đến hàng Thục, Lưu Thiện liền hết sức hậu đái. Thế nhưng đến năm 253, nhiếp chính Thục là Phí Y đang dự lễ mừng thọ 60 tuổi của chính mình thì bị hàng tướng tử Ngụy là Quách Tuần đâm chết. Quyền quân sự nước Thục nằm cả trong tay Duy. Nguyên trước kia thấy Duy mỗi lần muốn đánh Ngụy, có Phí Y thường cắt giảm quân số giao cho Duy, chỉ không quá một vạn người. Phí Y bảo Duy rằng, bọn ta chẳng bằng được thừa tướng, lại muốn làm được quá thế ư? Đến như thừa tướng còn chẳng yên định được Trung Nguyên, huống hồ là bọn ta. Vậy nên chẳng gì bằng giữ yên nước mà trị dân, thận trọng và giữ xã tắc, bảo trì công nghiệp, thu dụng kẻ sĩ, chẳng nên mong cầu sự may mắn mà quyết sự thành bại ở một lần vọng động. Ví bằng chẳng được như ý, có hối cũng không kịp nữa vậy. Sau khi Vĩ chết, Khương Duy lại muốn toàn lực đánh Ngụy mà chẳng ai cản nổi nữa. Lại nói về Ngô, Ngô Đế Tôn Quyền cũng đã tuổi cao sức yếu mà thái tử còn nhỏ. Đến năm 252, Quyền gọi các đại thần vào bàn chuyện sau này. Đại thần Tôn Tuấn khuyên Quyền trao đại quyền cho Khác, nhưng Quyền sợ Khác cứng cỏi quá, dễ sinh thói chuyên quyền. Nhưng xét thấy triều đình chẳng còn ai khác, bèn cho Khác đại quyền từ lễ nghi đến tiền trạm hậu tấu. Quyền lo liệu mọi chuyện xong thì ngay hôm sau đã chết, thọ 70 tuổi. Thái tử Tôn Lượng nối ngôi. Quyền vừa chết, có quan thiếu phó là Tôn Hoàng muốn sửa di chiếu để diệt Gia Cát Khác, nhưng việc lộ ra, Khác mời Hoàng đến làm việc rồi giết chết, chính thức nắm trọng quyền nước Ngô, thực thi chính sách giảm tổ thuế, ban phát ân đức lấy lòng nhân dân Đông Ngô. Thế nhưng lúc đắp đê ở Đông Hưng thuộc Lư Giang, Khác lại đắp hai tòa thành liền núi ở hai bên trái phải,
đều đặt quân ở đây đóng giữ. Nhà Ngụy thấy quân Ngô đặt quân áp sát mình thì lập tức sai Hồ Tuân ra Cát Đản đem 7 vạn đại quân đến tấn công hai thành, mưu phá vỡ Đê Đồng Hưng. Khác được tin, liền phái 4 vạn đại quân hành quân liên tục ngày đêm đến cứu. Tướng Ngụy Hồ Tuân vừa đến bờ sông đã lệnh ngay cho quân làm cầu nổi vượt sông, bày trận thành hai cánh ngay trên đê tấn công đồng loạt vào hai thành của Khác. Nhưng ngay khi Tuân chưa hạ được thành thì viện binh của Khác do Đình Phụng chỉ huy đã đến nơi. Quân Ngô áp sát đánh thẳng vào, quân Ngụy mới kinh hãi mà bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp lên nhau mà chết đến vài vạn người. Các cánh quân của Vô Kỳ Kiệm, Vương Xưởng hay tin cánh quân Hồ Tuân đại bại liền không dám đánh mà vội vàng đốt trại rồi rút lui ngay. Bấy giờ ở nước Ngụy, Tư Mã Sư, con trưởng của Tư Mã Ý, trong năm 254 đã lấy cớ bọn trung thư lệnh Lý Phong cùng cha của Hoàng hậu là Trương Tập, Hạ Hầu Huyền muốn phế bỏ đại thần mà giết hết rồi chèn ép Tào Phương thoái vị, đưa Tào Mao lên ngôi. Vô Kỳ Kiệm không phục Tư Mã Sư nên quyết định khởi binh liên kết cùng Văn Khâm toàn tiêu diệt nhà Tư Mã, lại đem thư gửi Ngô xin Tôn Lượng phát binh làm ngoại viện. Sau đó Tư Mã Sư cùng em là Tư Mã Chiêu đem quân đến đánh, Kiệm bại trận bị Tư Mã Sư giết chết, Văn Khâm trốn được sang Đông Ngô. Về phía Gia Cát Khác, thấy trận vừa rồi đánh thắng quân Ngụy quá dễ dàng, Gia Cát Khác liền tỏ ý khinh thường quân Ngụy. Đến mùa xuân năm 253, Khác lúc này đã làm Kinh Châu mục, quản việc quân cả trong lẫn ngoài, liền quyết định triệu tập đại quân tiến binh đánh chiếm Ngụy quốc, bất chấp lời can ngăn của hầu hết các đại thần. Ở tập trước, Gia Cát Khác sau khi thấy quân Ngô đại thắng quân Ngụy quá dễ dàng, liền có ý khinh thường cho là Ngụy có thể lấy được, nên tập trung binh mã quyết cất quân đánh Ngụy lần nữa, bỏ mặc lời can ngăn của các đại thần. Để phân tán lực lượng quân Ngụy, Khác còn viết thư gửi Khương Duy, thuyết phục Duy rằng nước địch chưa có khi nào như ngày nay. Theo ý của Khác, nếu Ngụy tập trung phòng thủ phía Tây thì phía Đông sẽ để hở, còn nếu Ngụy tập trung phòng thủ phía Đông thì phía Tây sẽ hở. Lựa thời cơ mà hai bên thay nhau tiến công thì tất phá được. Xong, Khác phát binh tới 20 vạn đại quân, ào ạt tiến đánh Ngụy. Khác tiến đến Hoài Nam đánh cướp, rồi đem quân bao vây Tân Thành ở Hợp Phì, định dụ quân Ngụy đến cứu mà diệt cỏ. Nhưng Khác vây đánh Tân Thành mấy ngày liền mà quân Ngụy kháng cự mãnh liệt, nhất quyết cố thủ, Khác không sao phá được. Lại đúng lúc đó thời tiết nắng nóng, quân Ngô bên trong thì phát dịch bệnh, bên ngoài thì bị Gia Cát Khác thúc ép, nên nhiều người không chịu nổi mà bỏ qua hàng Ngụy. Khác cầm cự được thêm một thời gian thì viện binh nhà Ngụy cũng kéo đến Tân Thành như dự liệu. Nhưng quân của Khác lúc này đã hết sức suy yếu, không thể dồn sức để đón đánh quân Ngụy. Quân Ngô vì thế mà tổn thất nặng nề, tất thảy binh sĩ và dân chúng đều lấy việc Khác ham muốn chuyện binh đao ra mà trách cứ. Đến tháng 8, Khác về đến Giang Nam, ngay lập tức Khác thẳng tay trừng trị những kẻ đối nghịch, thay thế bằng những người thân thích của mình, rồi lại cho chỉnh đốn quân đội, định đánh Ngụy lại lần nữa. Tôn Tuấn nguyên là quan phụ chính cho Tôn Lượng, cháu gọi Lượng bằng bác. Trước kia vốn Tây Khác là người tài mà tiến cử cho Tôn Quyền, nhưng sau Khác vì cậy mình tài giỏi hơn người mà chuyên quyền độc đoán, khiến Tuấn dần dần chán ghét, muốn trừ Khác để lấy lại quyền bính cho họ Tôn. Nay nhân thấy Khác bị binh sĩ oán giận nên bày ra kế, xin vua mời Khác đến dự tiệc mà trừ đi. Khác quả nhiên khinh rẻ, cho rằng Tuấn chẳng phải kẻ có gan đấy, nên tự mình đi đến dự tiệc. Lúc Khác đến nơi, lên điện uống rượu với vua. Uống rượu một lúc thì thấy Tôn Tuấn hô, có chiếu bắt Gia Cát Khác. Khác cùng thuộc hạ rút đao ra toàn chém Tuấn, nhưng chưa kịp thì đã bị thị vệ chém rơi đầu. Tôn Lượng cũng hoảng hồn, nhìn xác Khác mà chua xót. Từ đó, Tôn Tuấn nắm được đại quyền Đông Ngô. Nhưng vì cho mình lập đại công mà chẳng mấy chốc, Tuấn còn tỏ ra chuyên quyền độc đoán hơn Khác gấp bội, ra sức tàn sát những đại thần không vừa ý mình, khiến nhiều người phải bỏ chạy sang Ngụy. Cũng trong thời gian đó, tướng Văn Khâm nước Ngụy, sau khi cùng với Vô Kỳ Kiệm giấy binh muốn trừ họ Tư Mã không thành, cũng đã chạy được đến biên cảnh Đông Ngô. Quân Ngụy đuổi áp sát phía sau, Tuấn sai tướng Đinh Phụng đem quân cấp tốc đến đón. Phụng đến nơi, dẫn quân lao thẳng vào giữa trận quân Ngụy, đánh tan bọn chúng, cứu được Văn Khâm đưa về Đông Ngô. Tại phía Tây, ngay sau khi nhận được thư của Gia Cát Khác, tướng Khương Duy nhà Thục cũng đem quân chia làm 3 đường đánh Ngụy. Bấy giờ Quách Hoài đã mất vì bệnh, Trần Thái liền thay giữ chức thứ sử Ung Châu. Thái Liệu Trừng không thể tấn công đồng loạt được 3 cánh quân một lúc, nên đành cho quân đóng giữ ở thành Lạc Môn. Duy dồn binh tấn công Thái mãi không thắng được mà lương lại hết, nên phải lui quân.
Thế là kế hoạch đánh Ngụy từ hai hướng của liên quân Ngô Thục lại phá sản. Tuy nhiên, chỉ sau đó một năm, tức năm 254, Khương Duy lại đem quân đến Địch Đạo. Tướng giữ Địch Đạo ở đó chống cự không được, phải dâng thành đầu hàng. Duy thừa thắng, xô quân tấn công đến Hà Gian, đối đầu với Ngụy tướng là Từ Chất. Quân Khương Duy đánh không lại, đành phải rút về. Đến năm 256, Khương Duy cùng Hạ Hầu Bá dẫn quân tấn công Địch Đạo. Trần Thái liền lệnh cho tướng Vương Kinh cố thủ ở Địch Đạo đợi tiếp viện, còn mình đem quân đến Trần Thương trấn giữ. Vương Kinh ở Địch Đạo thống lĩnh 3 quân đại chiến với Khương Duy được một thời gian thì bị Duy đánh tan, quân sĩ bỏ chạy gần hết. Vương Kinh phải cùng tàn quân buộc phải cố thủ trong thành, không còn dám ra giao chiến. Nhưng lúc Khương Duy đang trên đà chiến thắng thì Trần Thái cùng các cánh quân đã đến nơi. Trong số các tướng đến có viên danh tướng là Đặng Ngải. Trần Thái, Đặng Ngải cho quân đến phía đông nam Địch Đạo. Tối thì đốt lửa làm hiệu, ngày thì thúc trống. Quân Ngụy trong thành Địch Đạo dù đã kiệt quệ, nhưng thấy cứu viện đến đều trở nên phấn chấn, ra sức chống đỡ. Khương Duy cho rằng quân Ngụy cứu viện vẫn chưa tập trung đông đủ, nên một mặt phát động tấn công thêm đợt nữa, một mặt lại cho quân mai phục tuyến đường dẫn đến Lũng Tây. Trần Thái thấy đường núi hiểm trở, cho rằng kiểu gì Khương Duy cũng đặt mai phục, nên xuôi quân về nam. Khương Duy liền dẫn quân đuổi theo Thái, rồi cùng Thái giao chiến. Duy bị Thái đánh lui. Bây giờ quân tiếp viện Lương Châu cũng đến nơi. Trần Thái hẹn Vương Kinh đem quân ra đường lớn hợp bình, cùng đánh Khương Duy. Duy hay tin, vội cho quân lui về. Đến mùa xuân năm 257, Khương Duy giờ đã nắm toàn bộ quân đội nước Thục trong tay, lại chỉnh đốn binh mã, đem quân đánh Ngụy lần nữa. Lần này Duy cùng Trinh Tây tướng quân Hồ Tế hẹn hội binh tấn công thành Thượng Nhai, nhưng Hồ Tế bị lạc đường nên không đến kịp, chỉ có mình Duy đến nơi giao chiến với Đặng Ngải. Đặng Ngải và Duy đánh nhau không phân thắng bại. Ngày đêm đấy Duy cho quân lén vượt sông, toàn tập kích Thượng Nhai, nhưng tất cả đều trong dự liệu của Đặng Ngải. Vì vậy quân Thục Hán nhanh chóng bị rơi vào vòng mai phục, tổn thất vô số, buộc phải rút quân. Về phía nhà Ngụy, năm 258, Gia Cát Đản làm phản nhà Ngụy. Đầu tiên, Đản đem 10 vạn quân tấn công Dương Châu, giết chết thứ sử ở đó, rồi dẫn quân ra vùng Thọ Xuân lập đồn, thu hoạch, tích trữ lương thảo, rồi gửi thư sang Đông Ngô Kiên Minh. Đại tướng quân nhà Ngụy là Tư Mã Chiêu đem đại quân tiến đến đó. Đản sai người đến Ngô xin phát binh cứu viện. Tôn Lâm là em của Tôn Tuấn. Sau khi Tuấn mất, Lâm lên thay nắm giữ triều chính Đông Ngô. Nay được tin cầu viện của Gia Cát Đản, lập tức phái các tướng, trong đó có cả dũng tướng Đinh Phụng, hàng tướng Văn Khâm dẫn quân tinh nhuệ đến cứu Gia Cát Đản. Văn Khâm dẫn một cánh quân dựa vào chỗ hiểm đột phá vòng vây rồi vào thành, hợp binh được với Đản. Nhưng ngay sau đó, đại quân của Tư Mã Chiêu lại cho quân tiến đến sông Hoài, liên tục công kích dồn dập vào, làm thành vòng vây nhiều lớp, mỗi lớp đều xây chòi cao để gia cố vòng vây. Chiêu lại phái quân sĩ tuần tra liên tục quanh vòng vây, ngăn không cho liên quân Gia Cát Đản và Đông Ngô đột phá. Văn Khâm trong thành cũng liên tục dẫn quân ra giao chiến với quân Ngụy. Đinh Phùng cùng một vạn đại quân của Ngô cũng định tiến đến vòng vây hợp binh với Đản, nhưng bị quân Ngụy liên tục đánh phá, không sao tiến được. Bọn Gia Cát Đản, Văn Khâm trong thành đã gần hết lương, lại thấy quân Ngô cứu viện mãi không đến, liền đem quân ra đánh, công phá vòng vây của quân Tư Mã Chiêu. Quân hai bên đánh nhau to cả ngày trời. Chiêu ra lệnh cho quân ở trên các chòi cao ném đá bắn nỏ như mưa vào quân Gia Cát Đản và Văn Khâm, khiến binh lính chết rất nhiều. Hai người lại phải quay vào trong thành. Quân trong thành thiếu lương trầm trọng, ra hàng mất vài vạn người. Văn Khâm bèn kêu Gia Cát Đản đuổi hết binh lính là người Ngụy ra khỏi thành, để số lương thực còn lại cho binh lính người Ngô do mình mang đến. Điều này đã khiến hai bên xảy ra xích mích. Đản bèn giết chết Khâm. Hai con của Khâm vội chạy ra hàng Ngụy, được Tư Mã Chiêu thu dụng, cho đi quanh thành để dụ binh lính trong thành đầu hàng. Đám lính trong thành thấy Văn Khâm trước đã tham gia làm phản cùng Vô Kỳ Kiệm, nay lại cùng Gia Cát Đản, thế mà con hán hàng vẫn được thu dụng, liền lũ lượt theo hàng Tư Mã Chiêu. Chiêu thấy binh lực của Đản đã cạn kiệt, liền cho quân ào ạt công thành. Đản đánh không lại, vội đột phá vòng vây toàn trốn chạy, nhưng bị quân Tư Mã Chiêu đòn đánh, giết Đản ngay tại trận. Mấy trăm thuộc hạ của Gia Cát Đản cũng theo chủ mà tuận tiết. Sau trận này, Tư Mã Chiêu thu được hàng binh của Ngô có đến vạn người cùng rất nhiều đồ dùng, vũ khí. Từ đó, oai danh nhà Tư Mã ngày càng tăng thêm, dần lấn át Ngụy Đế. Về phía quyền thần Tôn Lâm ở Đông Ngô, sau thất bại trong vụ chi viện cho Gia Cát Đản vừa rồi, lại càng lộng hành. Ngô Đế Tôn Lượng định lập mưu bắt Lâm nhưng không được, bị Lâm phế truất, đưa người con khác của Tôn Quyền là Tôn Hưu lên thành. Tôn Hưu lên ngôi, thấy Tôn Lâm chuyên quyền nên rất ghét, liên cùng với lão tướng Đinh Phụ và đại thần Trương Bố tìm cách loại trừ. Cuối năm 258, Tôn Hưu sai sứ cho gọi Tôn Lâm vào cung.
Lâm vừa đến nơi thì bị Đinh Phụng xông ra bắt trói lại. Lâm dập đầu xuống xin Ngô Đế đầy mình đi giao châu, Hưu không cho. Tôn Lâm lại xin làm nô lệ của quan lại. Hưu lại hỏi sao trước kia Lâm không cho những người bị giết làm nô lệ. Nói rồi Hưu lại ra lệnh chém Lâm. Lúc này Lâm mới 28 tuổi. Giết Lâm xong, Tôn Hưu dốc tâm trị quốc, một mặt vừa điều động quân đến trấn áp các lực lượng nổi dậy ở vùng Giao Châu, Quảng Châu, vừa hạ lệnh xây dựng các phòng tuyến đề phòng quân Ngụy tấn công. Quay trở lại với Thục Hán, thì Khương Duy sau những lần tấn công nước Ngụy thất bại vẫn chưa bao giờ thoái chí. Đến năm 258, Duy qua thám báo thì biết được tin tướng Gia Cát Đản nhà Ngụy làm phản có đến 10 vạn quân. Đã thế lần này người Ngô cũng đã tham chiến, Tư Mã Chiêu phải dồn hết quân tinh nhuệ ra đánh Thọ Xuân. Đất ung lương vì thế chẳng đủ binh mã mà bảo bọc. Duy lại quyết đem quân đánh Ngụy lần nữa. Lần này Duy tiến đến Lạc Cốc. Bấy giờ ở vùng có trường thành của Ngụy, lương thảo thích trước ở đó rất nhiều nhưng binh sĩ trấn giữ lại quá ít. Tướng Tư Mã Vọng cùng binh sĩ ở đó kháng cự, thành trì sắp tan vỡ. Thì may sau tướng Đặng Ngải kịp lúc đem quân đến chi viện. Duy đánh nhau giằng co với hai cánh quân ở ngay dưới trường thành, không định được thua. Về sau hai tướng Tư Mã Vọng và Đặng Ngải cho quân dựa vào sông Vị mà cố thủ. Duy đánh mãi không được, gửi thư thách đấu hai người nhưng họ quyết không ra. Thế là Duy lại phải rút lui về Thục lần nữa. Đến năm 262, Duy lại đem quân định đánh thành Hầu Hà của Ngụy, nhưng lại bị Đặng Ngải đánh bại, phải quay về giữ Đạp Trung. Trong triều Thục Hán bấy giờ có tên hoạn quan là Hoàng Hạo chuyên quyền, hay gièm pha những lời ngon ngọt cho Thục chủ. Khương Duy muốn tiêu trừ hắn, diệt mối nguy cho Hán thất, nhưng Thục đế không cho. Thế là đến năm 263, lúc Khương Duy dâng biểu cho rằng Trung Hội đang đóng quân ở Quan Trung, ắt có mưu toàn tiến đến, xin cho Trương Dực, Liêu Hóa đốc quân bảo vệ các quan ải và nơi yếu địa. Nhưng Thục đế vì Hoàng Hạo gièm pha mà không nghe. Quả nhiên trong năm đó, Tư Mã Chiêu vì Khương Duy nhiều lần quấy rối, liền lệnh cho Đặng Ngải, Gia Cát Tự, Trung Hội chia làm 3 cánh tấn công, quyết tiêu diệt Thục Hán. Trong đó Đặng Ngải dẫn quân tiến đến Đạp Trung từ Địch Đạo, Gia Cát Tự tiến từ Kỳ Sơn đến Vũ Nhai, hòng cắt đường rút lui của quân Khương Duy. Trung Hội cùng chục vạn binh chia theo các lối Tà Cốc, Lạc Cốc, Tý Ngọ, ồ ạt tràn vào đánh phá Hán Trung. Hán chủ sai Liêu Hóa dẫn binh ra Đạp Trung tiếp ứng Khương Duy. Trương Dực, Đồng Quyết đến Dương An cố thủ hai thành Hán Lạc, nhưng đi đến nơi bình nghe tin báo Gia Cát Tự dẫn quân hướng đến Kiến Uy nên hạ trại đầy địch. Hai thành Hán Lạc nơi cửa ngõ Hán Trung vì vậy không được ứng cứu, nhanh chóng bị Trung Hội chiếm đoạt. Khương Duy hay tin Hán Trung nguy cấp liền bỏ Đạp Trung dẫn binh thẳng hướng về đông. Đặng Ngải thừa cơ dẫn binh truy đuổi đánh giết nhằm kéo dài thời gian cho Trung Hội. Duy sau đó lại dùng mưu lừa chiếm Ung Châu, khiến cánh quân của Gia Cát Tự sợ bị mất đường lui nên rút binh. Duy vì thế triệt thoái được quân về Hội cùng với bọn Liêu Hóa, Trương Dực chặn tại Kiếm Các. Tôn Hưu tại Đồng Ngô nghe tin, biết thấy Hán triều đang như chỉ mảnh treo chuông, bèn sai Đinh Phụng đánh Thọ Xuân. Lưu Bình, Thi Tích chuẩn bị quân lực tại Nam Quận. Tôn Dị dẫn đại binh đến thẳng Miện Dương muốn vào cứu Hán. Bởi thế ba nước như chân vạc, Thục Hán bị diệt thì tiếp theo chính là Đồng Ngô vậy. Khương Duy và Trung Hội cự nhau tại Kiếm Các bất phân thắng bại. Hai bên đều chưa ai biết làm sao mà hạ địch, thì Đặng Ngải nhanh trí từ Âm Bình cho quân vượt Đức Dương Đình, đào núi thông đường, rồi từ Ma Thiên Lĩnh tiến xuống đánh thành Giang Du. Nói về Giang Du là nơi yếu địa, dưới thời Gia Cát Lượng được canh phòng cẩn mật. Sau qua thời Tưởng Nguyễn, Phi Y tự cho rằng nơi đây xung quanh núi cao, địa hình hiểm trở, dân chúng lại thừa thớt mà rút bớt quân phòng thủ. Số quân Hán còn lại canh giữ ở đây cũng bị lơ là phòng bị. Cửa thành cũng chẳng mang đóng, tuyệt nhiên cho rằng giữa lòng Thục Hán chẳng thể xuất hiện địch nhân. Khi quân Đặng Ngải đến nơi, cả quân Thục vẫn chưa hay biết, bị tập kích bất ngờ, Giang Du ngay lập tức thất thủ. Thục đế nghe tin, liền cho con Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm tiến đại quân đến Phù Thành kháng cự. Ngải chiếm xong Giang Du thì đại quân tinh nhuệ nhất của Thục Hán dưới tay Khương Duy nay rời vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì không thể ngay lập tức phá được Trung Hội, lui binh truy đuổi Đặng Ngải để cứu thành đô cũng chẳng còn kịp. Mà rút binh bất ngờ, ba quân giao động ắt cũng bị Trung Hội dốc binh đuổi theo mà tiêu diệt. Khương Duy đành liều mình đánh nhau với quân chủ lực nhà Ngụy của Trung Hội, hy vọng nắm được sở hở. Trong một hai trận phá được thì khi đó cánh quân Đặng Ngải ở thành đô chỉ như cá trong giỏ. Đặng Ngải vì thế rảnh tay cứ tiến quân một mạch về thành đô. Khi đến Phù Thành giao chiến với Gia Cát Chiêm, quân Thục Hán yếu thế, Gia Cát Chiêm lại chẳng có nổi một phần tài cán của cha nên phải lui về giữ Miền Trúc. Quân của Ngải cũng theo đó mà tiến đánh Miền Trúc. Quân hai bên lại giằng co ở Miền Trúc ít lâu, nhưng bởi quân Ngụy của Ngải đều là quân được tuyển chọn trong số các tinh binh, quân của Chiêm lại đều là quân lính địa phương hoặc già yếu hoặc chưa qua thao luyện nên rơi vào thế yếu.
Đặng Ngải sau đó chiếm được Miên Trúc, giết được Gia Cát Chiêm. Từ Miên Trúc đến Thành Đô, khi đó chỉ có chừng 100 dặm, quân Thục Hán lại chẳng còn tướng soái nào có thể ra trận. Khi thấy quân Đặng Ngải tiến đến trước cửa thành, Lưu Thiện bèn mở cửa thành cùng bá quan đem ấn tín ra hàng. Thục chủ sau cũng hạ lệnh cho Khương Duy cùng bọn Liêu Hóa, Trương Dực đến chỗ trung hội giao nộp binh lính. Thục Hán chính thức bị diệt vào mùa đông tháng 11 năm 263. Đặng Ngải sau khi chiếm Thành Đô, cho mình là người có công đầu nên sinh kiêu căng, mọi việc tự quyết. Trung hội vì vậy trong lòng không phục, hội cho rằng nhờ mình cầm chân Khương Duy, ngài mới có thể dễ dàng đắc thắng vậy. Nên hội nhân mình giữ Hán Trung là cửa ngõ mà sứ giả của triều đình cùng Đặng Ngải buộc phải đi qua, nên tự ý sửa đổi thư từ làm kế ly gián hai bên. Sang đến năm 264, Chiêu hạ lệnh Triệu Ngải hồi kinh, sai Trung hội đem binh tiến vào Thành Đô. Giả Sung dẫn binh vào Thục theo đường Tà Cốc, Chiêu cùng Ngụy Đế tiến ra Trường An. Hội vì binh lực áp đảo nhanh chóng bắt Ngải dẫn về kinh sư. Bấy giờ Trung hội chẳng còn phải úy kỵ ai, lại muốn nhân cơ hội cùng Khương Duy phủ dụ dân Thục Hán, sau đó đem quân ra Quan Trung tiến thẳng Lạc Dương, chỉ trong sớm chiều sẽ lấy được thiên hạ. Nào ngờ ngay sau đó lại nhận được tin Giả Sung dẫn đại binh vào Tà Cốc. Từ Mã Chiêu đến Trường An thì đồ rằng mưu đã bị Chiêu đoán biết từ trước nên lập tức phát binh. Tuy nhiên khởi sự chưa xong thì bị tướng quân Vệ Quán ra tay giết chết. Khương Duy cùng Trung hội phút chốc chôn thây. Quán lại sai quân sĩ đuổi theo nhanh chóng giết Đặng Ngải tại Miên Trúc. Cùng lúc rời Hán chủ Lưu Thiện về Lạc Dương, cả nước Hán đều hạ ngụy. Nói về quân Ngô phát binh đến Miện Dương thì nghe tin Hán đế đã hạ ngụy nên lại rút binh về đông. Chưa được bao xa lại nghe tin cấp báo là Ngải cùng hội đều chết nên muốn quay lại thôn tịch đất Thục Hán. Nhưng khi đến thành Vĩnh An, trước đây là thành Bạch Đế, tướng Thục Hán là La Hiệp trấn giữ không sao qua nổi. Hai bên giằng co chục ngày, sau đó Vệ Quán lại cho quân ngụy đến tiếp ứng cho La Hiệp. Quân Đông Ngô biết chẳng còn cơ hội nhòm ngó đất Thục nên đánh rút binh. Cùng năm đó, Ngô chủ là Tôn Hưu bệnh nặng, ý đồ lập con là Loan liền thay phó thác con côi cho Văn Võ đại thần. Nhưng Hưu băng rồi, người quận Giao Chỉ nhân đó phản lại. Triều đình Đông Ngô vì thấy Loan còn nhỏ tuổi nên cùng nhau lập Tôn Hạo lên để trấn an dân chúng. Hạo vốn là con của Tôn Hòa Thái tử đời trước bị Tôn Quyền phế truất, nên là cháu đích tôn của Quyền vậy. Tại nước Ngụy, sau khi diệt được Thục Hán, Từ Mã Chiêu thấy uy danh đã đủ tự tấn phong tước hiệu lên làm Tấn Vương. Nhưng chỉ một năm sau thì Chiêu chết, còn là Từ Mã Viêm lên thay làm Tấn Vương. Đến tháng 12 cùng năm đó, Viêm cũng dùng quyền lực mà ép Ngụy Đế nhường ngôi, giống như khi xưa Tào Phi đỡ xoán ngôi nhà Hán. Âu cũng là gieo nhân nào gặt quả vậy. Từ Mã Viêm đổi quốc hiệu thành Tấn vào năm 265, sử còn gọi là nhà Tây Tấn. Về phía Đông Ngô, sau khi Tôn Hạo lên ngôi thì tham thói xa xỉ, chẳng màng mối nguy phương Bắc, thích chuyện xây dựng cung thất, hàm thói của Tần Nhị Thế năm xưa. Quân thần can gián đều bỏ ngoài tai, nhất quyết không xét đến. Năm 268, Hạo cho quân tiến ra Đồng Quan, sai Thi Tích dẫn binh vào Giang Hạ, Vạn Úc đánh vào Tương Dương, sai Tôn Vọng đóng quân ở Ma Pha nhằm tiếp ứng cho cả hai cánh quân. Tấn Triều hạ lệnh cho Hồ Liệt đem quân ra kháng nhau với Thi Tích. Liệt anh dũng thiện chiến, chả mấy chốc đánh đuổi được quân của Tích. Vọng nghe vậy nên cũng rút binh về. Tháng 11 năm 268, quân Đông Ngô một lần nữa lại xâm phạm địa giới nhà Tấn. Đinh Phụng, Gia Cát Tịnh đem quân tiến đánh Hợp Phì, nhưng bị tướng giữ thành là Tư Mã Tuấn đánh bại. Cùng năm đó, các tướng của Ngô là Thứ sử Giao Châu Lưu Tuấn, Đô đốc Tu Tắc cùng Cố Dung ba lần tiến đánh Giao Chỉ nhưng đều bị thái thú ở đó là Dương Tắc đánh bại. Hai quận Uất Lâm, Cửu Chân thấy vậy đều nương nhờ theo Tắc. Tắc lại sai bộ hạ của mình là Mao Quýnh, Đồng Nguyên tiến đánh Hợp Phố, giao chiến với bọn Lưu Tuấn ở Cổ Thành. Cả Tuấn và Tắc đều chết trận. Số binh còn lại như rắn mất đầu đều bỏ chạy cả. Đến năm 271, đại đô đốc nước Ngô bấy giờ là Tiết Hủ quyết dẫn đại binh tiêu diệt Dương Tắc. Tắc thấy quân bị áp đảo nhanh chóng bị bao vây, cả thảy đều bị bắt giết. Lần này Đông Ngô xuất binh lại thu về được ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Từ Mã Viêm thấy quân Đông Ngô mặc dù yếu thế nhưng liên tục quấy nhiễu vùng biên thùy nên quyết muốn diệt Ngô, thống nhất thiên hạ. Sang năm 272, Thứ sử Ích Châu của Tấn là Vương Tuấn hạ lệnh vạn nhân cùng đóng thuyền chiến đậu tại thượng nguồn Trường Giang, chuẩn bị theo thế từ cao đánh xuống. Thái thú Kiến Bình là Ngô Ngạn thấy các mảnh gỗ giạt đầy sông liền báo với Ngô chủ nhưng không được tin theo. Ngạn đánh tự mình hạ lệnh cho sĩ chúng dưới quyền sẵn sàng phòng thủ. Tháng 8 năm đó, Ngô chủ cho triệu Bộ Xiển là tướng giữ Tây Lăng về kinh sư. Bộ Thị vốn nắm giữ Tây Lăng nhiều đời nay được vời về nên trong lòng nghi kỵ cho là có kẻ gièm pha,
nên anh gửi cho con em sang làm tin ở Lạc Dương. Tướng Ngô là Lục Kháng hay tin, lập tức sai Ngô Ngạn cùng chư tướng đánh dẹp Xiển. Tấn Triều bèn phái ba lộ binh mã gồm Dương Triệu phát binh đường bộ đến Tây Lăng ứng cứu, còn hai cánh của Từ Dận xuất thủy binh từ Ba Đồng xuôi theo Trường Giang đánh Kiến Bình. Dương Hỗ đánh chiếm Giang Lăng nhằm kéo giãn binh lực của Đông Ngô. Kháng một mặt cho quân vây Tây Lăng, một mặt sai quân chặn đánh hai cánh quân của Từ Dận, Dương Triệu. Còn Giang Lăng thành cao hào sâu, lương thực đủ dùng, Kháng cho rằng chưa thể phá được ngày một ngày hai, nên Kháng không cho quân tiếp ứng. Hai bên giao chiến đến tháng 11 thì quân Dương Triệu bị Lục Kháng tiêu diệt quá nửa, trong đêm rút trại bỏ về phía Bắc. Hai cánh quân còn lại thấy vậy cũng tự động lui binh. Thành Tây Lăng không còn ngoại viện nên nhanh chóng bị hạ. Quân Ngô lần này nhờ tài năng của Lục Kháng mà đại thắng. Tôn Hạo lại cho rằng đấy là điềm báo của trời đất. Quân Tấn vốn chỉ có hư danh, trong nay mai có thể dạo mát ở Lạc Dương nên càng thỏa sức khoa trương, bỏ bê triều chính. Điều này khiến các nguyên lão đại thần của Đông Ngô bất mãn cực độ. Đến cuối năm 272, nhân lúc Ngô chủ Tôn Hạo đi du ngoạn, ba vị đại thần là Tư Mã Đinh Phụng, Tả tướng quân Lưu Bình, Thừa tướng Vạn Úc cùng lập mưu muốn phế bỏ. Nhưng giấy chẳng bọc được lửa, chuyện này đến tai Hạo. Hạo bèn bày huyết yến mà diệt trừ những lão thần cùng với cánh. Việc này khiến triều đình Đông Ngô nguyên khí tổn thất. Người dùng được chẳng còn bao nhiêu, kẻ sống sót thì bụng dạ lo lắng, trên dưới đều nghi kỵ lẫn nhau. Trong các năm tiếp theo, dưới sự cai trị của Tư Mã Viêm, Tấn Triều ngày càng hưng thịnh, công thần được trọng dụng, nhân tài được tiến cử, dân chúng sống cảnh an nhàn, quốc khố đầy ắp. Trong khi những lão thần cuối cùng của Đông Ngô như Lục Kháng, Đinh Phụng cũng tạ thế, nhân tài thì chẳng vì hôn quân mà đóng góp, kẻ xiểm nịnh thì mỗi lúc một đông. Thế nước bấy giờ chỉ như kéo dài hơi tàn. Tháng 11 năm 279, nhà Tấn quyết hưng binh diệt Ngô, lệnh cho Tư Mã Trụ tiến ra đầu trung. Vương Hồn dẫn binh đến Giang Tây, Vương Nhung tiến ra Vũ Xương, Hồ Phấn đánh phá Hạ Khẩu, Đỗ Dự tiến ra Giang Lăng. Vương Tuấn từ đất Thục xuôi theo hạ lưu Trường Giang mà đánh, cả thảy 6 lộ binh mã và hơn 20 vạn binh cùng lúc phát binh. Tháng Giêng năm 280, cánh quân của Vương Hồn tiến đến Hoàng Giang, đánh phá các đồn trấn đều nhanh chóng phá được. Đến tháng 2, cánh quân của Vương Tuấn cũng xuôi dòng mà đến được Đan Dương, phá được chốt chặn của tướng quân Thịnh Kỷ bên Đông Ngô. Vương Tuấn từ trên đánh xuống, tướng Ngô chống giữ đều ở thế hạ phong không sao chống đỡ. Tây Lăng, Kinh Môn, Di Đạo lần lượt rơi vào tay quân Tấn. Trong lúc đó, cánh quân của Đỗ Dự đã đánh phá được Giang Lăng, Hồ Phấn, chiếm được thành Công An. Vì thế Vương Tuấn cứ thẳng tiến xuôi dòng mà không còn gặp trở ngại. Đỗ Dự sau khi chiếm Giang Lăng thì nhận chiếu chỉ của Tấn Đế, hướng xuống phía nam phủ dụ các quận Giao Chỉ, Quảng Châu. Còn Vương Tuấn kết hợp cùng quân Hồ Phấn đánh chiếm Hạ Khẩu, rồi lại kết hợp cùng với cánh quân của Vương Nhung đánh chiếm Vũ Xương để nhanh chóng mang đại quân tiến thẳng đến Mạt Lăng. Đỗ Dự về Nam đánh phá xong các quận Linh Lăng, Quế Dương, liên truyền hịch về Nam. Các quận ấy đều trông gió mà mang ấn tín đến để theo mệnh. Dự thấy phía Nam đã bình được, liền lập tức dẫn binh đuổi theo Vương Tuấn, Hồ Phấn mà giúp sức. Hai bên Ngô, Tấn giao chiến ở Vũ Xương, quân Tấn binh lực gấp đôi lại đang thế thắng như trẻ tre. Vũ Xương cầm cự không nổi, các tướng giữ thành đều nhanh chóng ra hàng. Về phía Đông Ngô, Tôn Hạo nghe tin Vương Hồn xuôi Nam thẳng tiến đến Giang Tây thì sai bọn thừa tướng Trưng Đễ, quân sư Gia Cát Tịnh vượt sang Giang Bắc đón đánh. Chuyện nước Ngô sắp mất, bấy giờ kẻ hiền người ngu đều có thể đoán biết được vậy. Danh tướng đều đã mất, si chúng kinh hãi chẳng thể chỉnh đốn. Nay vượt sông Giang, nếu chẳng may có cơ hội hạ được Vương Hồn thì sĩ khí có thể cứu vớt, lòng dân có thể níu giữ mà cùng chống đỡ đại quân đang xuôi theo Trường Giang mà xuống. Tháng 3 năm 280, Đế giao chiến với quân tiên phong của Vương Hồn do Trương Kiều thống lĩnh tại Dương Hà. Toán quân Tấn này giao chiến vài trận đã hàng, Gia Cát Tịnh cho đó là kế xảo trá, không nên tin. Nhưng Trực Đế không nghe lưu chúng lại, còn mình dẫn đại quân Ngô tiến thẳng lên Bắc. Khi đến Bản Kiều, hai đại quân chủ lực của Đông Ngô, Tây Tấn chạm trán với nhau. Quân Đông Ngô cứ thế lao vào chém giết, quân Tấn một mực bất động, chỉ ra sức phòng thủ. Quân Trương Kiều trước đó trá hàng, giờ nhân cơ hội lại kéo đến tập kích phía sau. Quân Đông Ngô lưỡng đầu thọ địch trong phút chốc tàn rã. Vương Đế cầm binh chiến đấu đến chết, còn Gia Cát Tịnh dẫn vài chục binh trốn về Giang Nam. Chuyện Trương Đế cùng toàn bộ tinh binh nước Ngô chôn thây tại Bản Kiều làm người Giang Nam chẳng ai không run sợ. Đại quân thủy bộ của Vương Tuấn cũng đã hạ Vũ Xương, thừa thắng xuôi đông, thế băng lở đã xuất hiện. Tôn Hạo sau đó sai liên tiếp các tướng quân là Trương Tượng cùng Đào Tuấn dẫn thủy binh ngược sông lần lượt trước sau hai lần đón đánh quân Tấn. Nhưng đạo quân trước thì hàng ngụy, đạo quân sau thì bỏ trốn trong đêm. Binh sĩ Đông Ngô bấy giờ chỉ còn vài trăm cấm quân, chẳng còn đủ sức giao chiến.
Chẳng lâu sau thì Vương Tuấn, Vương Hồn cùng Tư Mã Trụ đã áp sát Kiến Nghiệp. Ngô Chủ Tôn Hạo cùng quần thần cùng Quẫn đành tự trói mình ra hàng. Nước Ngô chính thức sáp nhập vào đất Tấn. Vậy là Trung Quốc sau hơn 60 năm chia cắt loạn lạc, nay lại thu về một mối. Thế cục Tam Quốc có thể nói là giai đoạn lịch sử nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc cũng chính thức chấm dứt.